cùng là bao lâu? Dạ cách đây cũng khoảng 4 tháng. Mới có 4 tháng à hả? Quen nhau bao nhiêu năm mà mới chia tay 4 tháng? 3 tháng. Những giây phút mà cái tình yêu nó mới chớm nở, nó ngây ngô, nó bối rối, thậm chí nó cũng rắc rối lắm. Anh ấy có chút rụt rè nhưng mà đúng anh ấy vậy, rất là chân thành. Chân thành. Chúng ta vừa cảm nhận cặp đôi đầu tiên, còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai, xem họ thế nào. Hạ màn. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào em, rồi em giới thiệu về mình. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào các bạn. Em tên là Huỳnh Giao, năm nay em 24 tuổi. Công việc của em là em đang làm điều dưỡng ở quận 5. Xin mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào mọi người. Bạn kia tên Giao, bạn tên gì? Dạ em tên là Đạt, năm nay 28 tuổi, làm bảo hiểm xã hội. Em tới đây để mong muốn tìm được một người bạn gái hợp với mình và tìm được một người vợ mà mình mong muốn nhất. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua cũng 4 mối tình rồi. 4 mối tình. Mối tình cuối cùng là bao lâu? Dạ cách đây cũng khoảng 4 tháng rồi. Mới có 4 tháng à hả? Mới vậy thôi đó hả? Dạ. Quen nhau bao nhiêu năm mà mới chia tay 4 tháng? Dạ em quen nhau cũng 3 tháng. Yêu nhau sâu đậm không? Nếu mà trong thời gian quen nhau mà mình cảm thấy mình tiến tới xa hơn á thì em sẽ quen tiếp tục. Còn nếu không hợp nhau á, tìm cách là bạn bè thôi. Vì em nghĩ mà muốn thời con gái là rất quý giá về thời gian. Nên em muốn sau này sẽ có người nào đó để ý bạn gái đó trong thời gian đó thì sẽ hay hơn. Được, quan điểm này được. Hay. Chia tay sớm cho người phụ nữ bớt đau khổ. Dạ thấy sao? Dạ thì em thấy là anh này suy nghĩ cũng chững chạc, nhưng mà em thấy là anh yêu người nhanh quá, thời gian 3 tháng chưa chắc thì tìm hiểu được hết một con người, nên thấy yêu chớp nhoáng quá. Không phải đâu em, nhiều khi đầu tiên cảm nhận thấy được nhưng mà trong 3 tháng lòi ra búa xua cái không được thì thôi mình ưng cho rồi. Chi nữa một năm nó cũng vậy à. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chỉ có một mối tình thôi chị. Một, chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng gần một năm rồi chị. Được, trong một năm vừa rồi không có ai hết? Dạ không, không phải không có ai, thì cũng có nhiều bạn là cũng là để ý em, nhưng mà em không thấy có tình cảm với người ta hết. Bản thân mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, công việc là nữ công gia chánh thì em có thể làm được. Rồi điểm yếu của em thì em cũng hơi khó tính, hơi bướng nữa chị. Nhìn vậy nhiêu đây mà khó tính hả? Dạ. Đạt thấy sao anh Đạt? Dạ không sao ạ, em rất là dễ chịu ạ. Thế anh Đạt thích cái mẫu người con gái hay sao? Dạ em thích mẫu người con gái hiền, đảm đang nội trợ, sống có trách nhiệm và hiếu thuận với người lớn à. Bên đây có hết rồi đó. Có hết rồi đó. Những cái gì mà anh không thích về người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ quá đánh đá và ích kỷ. Hiện nay thì anh ở đâu? Dạ em ở Tân Bình. Tân Bình là nhà mình hay là? Ở nhà mình. Ở với ai? Dạ em ở với mẹ em. À có mẹ theo nữa. Dạ có mẹ. Vậy là hai mẹ con thôi. Lấy vợ hợp lý rồi, về lo cho mẹ. Lấy vợ về là làm dâu hả bạn? Dạ dạ. Mà sao Giao chịu làm dâu không? Dạ theo em á, con gái thì làm dâu là chuyện bình thường thôi, với lại mẹ chồng bây giờ cũng không giống như hồi xưa nữa, chắc cũng thoáng hơn. Ăn thua mình thôi, mình dạ, thương mẹ rồi. Mẹ thương mình đúng không? Dạ. Các bạn có đặt ra những yêu cầu gì cho cái chuẩn bạn trai mà mình quen không? À, bạn trai của em á thì phải cao hơn em. Mà chị thấy em cao lắm. Bên đây bao cao? Bao là nhiêu? Bao cao bên đó cao nhiêu, bên đây cao hơn. Đó là người đàn ông thì người ta phải quyết đoán, sạch sẽ, không hút thuốc. Bên đây sạch có sạch không? Không thuốc không có. Quyết đoán có. Bây giờ quen đúng 3-4 tháng không được chia tay luôn. Rồi cũng phải thành thật nữa, giống như là làm cái lỡ, làm cái chuyện gì đó có lỗi với em thì thú nhận với em đi rồi em sẽ tha thứ, chứ đừng có nói dối rồi để em phát hiện ra chắc không xong. Đó giờ có làm chuyện lỗi lầm mà không dám thú nhận không? Dạ quan điểm của em về một người con gái nó khác lắm. Sinh ra mà là người con gái á thì họ chịu thiệt thòi rất là nhiều trong cuộc sống và khi trưởng thành và khi lớn lên. Nên nếu một người đàn ông thật sự á, là không nên làm tổn thương họ, hãy chăm sóc bảo vệ họ hay hơn. Hay. Quá hiếm khi người đàn ông nào mà nghĩ được cái điều này lắm, trời ơi. Được, ai nghĩ được. Nghĩ vậy là tốt. Nhiều người nói lắm nhưng mà chưa có làm. Bây giờ hỏi thử mẹ của bạn trai coi sao anh Đạt có mẹ sao. Đi th- mẹ sao thấy cô bên kia hợp ý chưa? À, tôi thấy cô bé đó cũng được, dễ thương. Vì con trai của chị thì đáng rất là tốt bụng mà là đứa đáng tin cậy. Đáng tin cậy. Có mẹ thì theo hứa. Giao có muốn nói gì với cô không?
Có hỏi thăm cô vài câu. Xin chào cô. Là con cũng không biết nói gì hơn là thường thì cô đến đây là nhận xét vậy nên chắc cũng anh đó cũng chững chạc và cũng đáng tin nên. Có cô bảo chứng quá tin đi chứ. Dạ. Bạn gái có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn đồng nghiệp của em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. À, chào bạn, bạn thấy anh bên đó làm sao? Dạ anh bên này cũng được, cao, chững chạc. Vậy là em cao mấy? Dạ em cao 1m67. 7 rồi thấy cao dữ vậy ta. Chào anh lên. Chào em. Dạ. Cao. Nhưng mà bên kia bao cao mà. Không sao hết trơn á. Tôi mà qua mà lùng sủng không liệu hồn với ông Linh. Ai nó ngược tôi sợ ông lắm. Chuẩn bị để mấy đứa? Hai đứa thôi anh. Ba được không? Dạ không được. Dù gái hay trai hai là đủ rồi anh. À là cũng lành ớn luôn rồi. Được, lâu lâu mới thấy anh trung thật một lần. Anh cao mét mấy? Dạ em cao 1m8. Nào mình chuẩn bị lập gia đình là mình chuẩn bị cái gì rồi? Công việc em là rất ổn định. Rồi, tiền bạc mẹ lo. Tiền bạc thì em làm nhưng mà mới đưa lại cho mẹ giữ. Rồi sau này vợ giữ. Đưa mà vợ giữ rồi mẹ tiền đâu xài? Không, mẹ có tiền. Mẹ làm gì có tiền? Sao sao giờ có 10.000 bố trí thì sao? Nếu em làm được 10.000 thì em có sẽ tiền bụng nha. Dạ em sẽ đưa vợ 5.000 và mẹ 2.000, em 3.000. Trời ơi, tôi tưởng là ông đưa vợ 5.000 gì, mẹ 5.000. Tại vì người đàn ông cần một khoản để tự động chi. Nhưng đưa mẹ ít quá vậy. Mẹ cũng muốn khoản thu nhập nữa. À mẹ có khoản riêng rồi đúng không? Thôi cũng được. Trời ơi, thiệt tình. Khó đưa mẹ. Nhưng mà nói chung là cũng thiệt bụng, có sao nó vậy, không biết lấy lòng nó cũng được. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt đi. Nào, kéo màn. Chào anh. Rất vui làm quen với em. À, chào anh. Em cũng thành cũng món quà. Dạ, cảm ơn anh. Nhìn em thì anh thấy rất là dễ thương. Anh rất thích một điều là em làm nội trợ được. Bữa cơm gia đình rất là quan trọng. Nếu như mà người vợ nấu cơm mà không có chồng hoặc là thiếu người thành viên nào đó thì gia đình nó sẽ không có hạnh phúc. Lỡ như mà em nấu cơm xong rồi cái ngày đó cái anh chiều anh là anh bận đi nhậu với bạn bè rồi lúc đó giải quyết sao anh? Tủ lượng anh rất là cao. Nhưng mà anh rất ghét nhậu. Giao tiếp hoặc đi ăn tiệc cưới gì đó thì đó phải chịu rồi anh mới uống. Nhưng bình thường á thì bạn anh rủ nhậu anh tuyệt đối không đi. À, cái đó thì theo em nghĩ là nếu mà anh không có về được thì cũng phải báo trước cho nhà một tiếng chứ đừng có để là ở nhà nấu cơm hết rồi ngồi đợi cái lúc cái cảm giác mà chờ đợi đó, em không thích chờ đợi ai, em thích tôn trọng thời gian đúng giờ. Chắc chắn anh sẽ báo. Dạ. Và những trường hợp nào mà mình đi sụt đột xuất á phải báo cho gia đình biết để họ phải không chờ đợi mình. Em thấy anh thì cũng chững chạc, công việc thì cũng ổn định. Nói chung là ok. Bạn trai tỏ tình với bạn gái đi. Thật sự hát thì em hát hay cỡ cho em thôi. Nhưng cái... mà em cũng xin hát một đoạn. Đúng rồi. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Chỉ là bình thường thôi, nhưng anh cũng thấy đủ rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói. Chỉ cảm nhận cảm thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Thôi đừng hát nữa. Nói vậy là tốt lắm rồi ha. Theo tôi được biết là cái món quà này của bạn nữ là làm mấy ngày mới xong á. Gì vậy chứ gì, lấy cho coi với coi. Mở lên xem được không? Đây là cái tình cảm của bạn nữ dành cho bạn nam nè. Mở đi thì tôi không dám mở, tôi mở thấy gì nguy hiểm nữa. Ồ, rất là đẹp. Cảm ơn em. Trái tim đó. Bạn làm mấy ngày bạn? Dạ hai buổi tối của em. Hai buổi tối luôn đó. Làm của người ta mất hai buổi tối rồi đó. Anh thấy rất là thích. Cảm ơn anh. Nhìn thẳng vào mắt nhau, có rung động gì nhiều chưa? Về tính cách ấy rất là, em rất muốn một người vợ như thế. Tại vì bạn nữ rất là đảm đang nội trợ mà điều đây là điều em rất mong muốn. Về việc khó tính thì em không quan tâm lắm, tại vì đó là bản tính của mỗi người. Ok. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. 3 2 1 Hết thời gian. Ủa bấm rồi mà. Bấm hoài vậy? Khó rồi kìa. Cao ha, xứng đôi quá ha. Nắm tay để cảm nhận về nhau có gì đâu. Trời ơi,
giờ còn nắm ngón út nữa. Cái này xưa lắm rồi, hồi xưa nắm đôi đũa chứ không út á. Anh nhận thế nào bạn trai? Em cảm thấy tuyệt. Tuyệt. Bạn gái thấy tay ảnh sao? Tay ảnh thì cảm giác ấm áp. Ấm áp. Dạ. Rất ấm. Chúc mừng hai bạn. Dạ cảm ơn anh. Đi xem phim nha. Và kể cho nghe những câu chuyện về tình yêu. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng hai bạn. Dạ. Chúc mừng hai bạn, nắm tay bạn ấy đi xem phim đi. Chúng ta đừng rời xa tay nhau. Nào nắm chặt tay nhau. Thử đưa ngón cái được. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Sweet Couple nhé. Mời nhà trai. Thôi. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Dạ em. Mình giới thiệu về mình luôn đi em gái. Dạ em tên là Nguyễn Vũ Minh Nguyệt. Em năm nay 28 tuổi. Hiện tại em là giảng viên trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Rồi, nhà trai như thế nào nè? Em trai giới thiệu về mình. Dạ, đi. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngạch Lan, xin chào bạn nữ cơ bên. Em tên là Trương Mạnh Hổ. Cái tên thì nó nghe hơi độc, nó hơi... Trương Mạnh gì? Mạnh Hổ, cọp thay gớ. Trương Mạnh Hổ hả? Là Trương Mạnh Cọp đó hả? Trời ơi, tên nghe lạ đó. Em làm nhân viên xét nghiệm bệnh viện ở quận 5. Là cụ thể làm gì? Làm bên mang xét nghiệm ung thư á. Xét nghiệm thôi đúng không? Giống như sinh thiết đó. Ừ, sinh thiết là đi giám định đó. Rồi. Nãy chị mới chừng, nói xong. Coi chừng, cẩn thận. Hả? Sao vậy? Chừng. Đừng rồi, bao nhiêu lần hồi hộp đó. Chưa qua được hả? Chưa, qua được vậy đâu. Vậy thôi đi về nghe. Qua được qua không? Qua nó la sùm, nó mệt lắm. Nó không thích người lạ. Không thích người nào lạ lên đây chứ. Ở bên đây có đứa nó không thích người lạ. Bây giờ có qua được không? Chưa được, qua nó la đó. Trời ơi, kinh khủng quá. Từ từ nha con, từ từ con. Nhà mình có người lạ qua, con đừng có la lối sùm nha. Quay qua đây cho anh ta nhìn cái coi nè. Trời ơi, con mặt nó thấy ghét không? Nằm im đó nha con. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em chịu đựng được, giỏi, giống em không dám tính. Nhiều khi giống... Nhiều khi tờ sập xuống cũng không dám tính. Không dám tính, chịu đựng giỏi. Đúng rồi, đây là tính tốt quá. Chịu cực, chịu khó, nhưng làm em làm từ sáng làm việc từ sáng tối thấy bình thường không thấy mệt. Nhưng kiểu mà ham làm. Ham làm. Đúng rồi. Điểm yếu của em thì em nấu ăn chung là chưa có ngon, hơi lười nấu á, tại vì ở một mình á. Ở mình đâu, mình thấy ở hai mình đó. Rồi chung em sống thiên về cảm xúc á, tình cảm á, nên nhiều khi em giống em xem một cái clip nào đó cảm động thì em giống em khóc. Không nhưng mà cảm xúc, có cảm xúc. Rồi em đi làm em để nó nhà ai lo? À, đúng rồi, mình bảo nó ở chuồng thôi chứ tối về lo thôi chứ ai lo nữa. Ở mình buồn không em? Thì giống bây giờ mình không có bồ thì mình ở mình nuôi chó thôi chứ. Mới không có bồ bỏ chó nuôi bồ hả? Thấy chưa, tội nghiệp không? Con mình không có bồ phải nuôi chó cho đỡ buồn. Thôi được rồi đó, bây giờ mời bà mối qua đi. Ôm nó cẩn thận vô coi cho nó quay mặt qua nhìn cho để nó thấy người lạ la ầm sùm tò nữa. Mò dễ sợ luôn á. Chào em. Trời ơi. Dễ thương quá à. Chừng nó la ầm sùm đó nha. Trời ơi, thấy ghét mà áo đầm nè. Áo đầm có cái nơ nữa nha. Có tẻ là đủ. Trời ơi, trời. Bả rồi luôn nữa. Kỹ gì kiểu này mốt chăm vợ gọn gàng. Thì tối nó ngủ với ai? Thì ngủ chung. Ngủ chung với em luôn hả? Giờ mấy mốt có bồ rồi ai ngủ với em? Dạ, giống như mình ngủ buồn á. Trời ơi, nó đỡ buồn. Trời ơi, thương không? Nói chứ có người yêu có vợ phải chăm sóc nó nha, chờ để nó buồn nha. Nó buồn, mặt nó đang buồn rồi kìa, mặt hoang mang hẳn luôn á. Rồi qua đây mình hỏi ưu điểm khuyết điểm nhà gái nè. Ưu điểm của em là gì? Năng động, nhanh nhẹn. Thường thì có thời gian rảnh thì em vẫn sẽ kiếm những cái việc làm thêm để em làm thêm. Cuối tuần thì em hay dành thời gian cho gia đình hơn. À, dạ. Dễ thương quá, còn khuyết điểm? Ngoài ưu điểm ra chắc đa phần là khuyết điểm. Là gì? Ví dụ như em khá là nhanh nhẹn thì kèm theo cái đó thì khá là nóng tính. Nhưng mà chuyện gì giải quyết xong rồi thì sẽ cho qua chứ không có để bụng. Nấu ăn? Nấu ăn thì ở trong gia đình thì nấu tệ nhất. Nhưng mà đi với bạn bè thì trộm vía tụi nó cũng ăn được. Và tụi nó cũng kêu nấu thêm lần tiếp nữa. Nó cũng khen đúng không? Nói chung là cũng được đó. Dạ cũng tạm thôi. Rồi gì nữa không? Có yêu động vật không? Nói chung là chơi với động vật một chút thì được. Nhưng mà em thì...
nếu mà em chơi với động vật nhiều thì em sẽ bị buổi tối em sẽ dị ứng, nên là em không có nuôi bất cứ con gì hết. Trời ơi, rồi phải chia tay với bạn này rồi. Con ơi, con biết số phận của con rồi đó con. Nếu hôm nay mà chủ con có người yêu là con mệt rồi đó con. Chủ con mà thành công tốt đẹp là cuộc đời con bế tắc bao nhiêu mối tình rồi. Trước 27 tuổi thì em chưa ổn định nên em chưa có nắm tay ai luôn. Trước 27 tuổi thì là chàng da trắng luôn. Chị nghĩ trắng luôn hả? Còn sau 27 tuổi thì mới có mối tình đầu tiên. Mối tình đầu tiên cũng sinh viên y năm 3 đó. Ừ, sau đó là quen xong rồi bạn nó ra trường, xong bạn về tính làm hai bên cũng không có hợp nên cũng dừng lại từ đó luôn. Là có một mối tình một? Không, không, đó là mối tình đầu tiên. Còn mối tình thứ hai với thứ ba là cả mấy tháng à, mọi mối tình kéo dài cả vài tháng. Sao ạ? Nói chung là đối phương họ kiểu gần giống như gọi là gần giống như là bị cắm sừng vậy đi. Ừ. Nhưng mà có khi nào mà đang chuẩn bị tới giờ hẹn rồi cái bà nhỏ này bà bệnh rồi cái mình bỏ hẹn mình ở nhà mình chăm bà không? Thực ra không ảnh hưởng, chung là lúc đó mình sẽ phải thay đổi lối sống của mình lại. Đúng rồi, phải thay đổi nha. Ok. Anh Quang coi nhà gái không? Rồi chào em gái. Thằng trai bên đây rất là dễ thương ha. Có nuôi một con cún cũng dễ thương nữa. À, em có mấy mối tình rồi? Dạ con thì có một mối tình. Sao chia tay? Dạ lúc đó thì cũng tiến được xa xa rồi thì lúc đó nhận ra thì không có phù hợp để tiến tới nữa nên là dừng lại. Vậy thôi đó hả? Đơn giản vậy đó hả? Em có cái yêu cầu gì mà khiến cho cái người đối phương của em không đáp ứng được rồi em cảm thấy là nó không hợp? Em nghĩ là có những cái thì sẽ có thể chấp nhận thay đổi được, nhưng mà ví dụ như em thì cũng phải đi học khá là nhiều, cũng như là em cũng yêu thích nghề của mình, nhưng mà mong muốn em ở nhà và không có đi làm thì chuyện đó em sẽ không chịu, không có làm được. Đúng rồi, phải đi làm đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Em thì mong muốn có một người yêu thì quan trọng nhất là trong một mối quan hệ thì mình tôn trọng lẫn nhau. Bạn nam thì sẽ không hút thuốc lá. Bên kia chắc hỏi không có rồi. Có hút thuốc không? Em chưa bao giờ mà đụng cái điếu thuốc như nào, chưa biết mùi nó như nào. Hay quá. Như em chia sẻ thì công việc thì mình sẽ cùng nhau đi làm, thì về nhà công việc nhà thì mình cũng sẽ chia sẻ với nhau. Người ta hay nói là đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn, nên chính vì vậy thì em muốn là những cái công việc thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau. Bây giờ em trai nghe bên nhà gái yêu cầu vậy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì giống như em thì công việc nhà mà khi mà em đã yêu rồi thì bạn gái cái cần ngồi đó, người vợ cần ngồi đó, không cần làm gì hết trơn. Trời ơi, con vậy ta. Khi mình yêu ra rồi thì mấy chuyện đó là chuyện nhỏ. Trời hay quá. Ơi. Vậy là ngon rồi đó. Mẫu hình bạn gái của em thế nào? Em thì tại vì em cũng trắng nữa, em cũng hy vọng là bạn gái trắng càng tốt, còn nếu không trắng thì cũng chấp nhận thôi. Mình nếu mà yêu mình thích rồi thì cũng không quan trọng rồi. Ngoài trắng ra còn yêu cầu gì nữa không? Giống như em ốm thì đối phương ốm cũng càng tốt. Mình ốm rồi mình kiếm người do có da có thịt chút chứ. Không, trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em làm cùng chỗ làm em. À rồi. Rồi bạn cho ý kiến coi nào. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Thì hôm nay thì em thấy cái bạn nữ hôm nay rất là hòa đồng, hoạt bát và rất là dễ thương, ăn nói thì lưu loát. Em nghĩ là nó là một mảnh ghép thiếu của bạn Hổ, tại vì bạn Hổ truyền đạt về cái cảm xúc và cách nói chuyện nó không có được rành mạch. Thì em nghĩ là bạn nữ này sẽ là một cái người dẫn dắt cho bạn. Dạ, em nghĩ sẽ là thôi. Cảm ơn em, hay quá. Cái tên của bạn Hổ nó ngược với con người của bạn Hổ luôn á. Nghe nó dữ dội lắm, nhưng khi nói chuyện nó ngược hoàn toàn luôn. Em đi với ai? Dạ em đi với cô của em, những người bạn, cô và chú của em. Dạ chào cô chú, chào các bạn. Xin chào Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan. Dạ chào cô. Tôi là bên nhà gái. Qua kinh nghiệm nhìn tiếp xúc với cháu thì xin hỏi là anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Dạ con, chào cô, con cũng sinh năm 1990 á, con 32 tuổi rồi. Dạ. Thì thấy qua tiếp xúc thì thấy cháu cũng được, đức hạnh thì được. Hai cháu thì cứ gặp nhau rồi gặp để nói chuyện để tìm hiểu. Nếu mà liên duyên được qua chương trình liên duyên được là cái tốt. Thì cô cũng chúc hai cháu là thành công. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn qua chương trình nha. Dạ. Rồi còn chần chừ gì nữa, bây giờ thì chúng ta hãy mở rào. Rồi thả nó xuống qua đây đi, làm việc đi. Ở đây. Đúng rồi. Mình có món quà kem dưỡng da, mình chắc nó sẽ thích hợp làn da các bạn. Dạ thì em cũng có một cái món quà gửi, thì em khá là thích cái quyển sách này vì nó là một cái nguyên tắc sống, chấp nhận những cái khiếm khuyết để có một cái sống, một cái cuộc đời an nhiên hơn. Thì hy vọng rằng là dù chuyện gì thì cuộc sống cũng sẽ an nhiên sẽ đến với anh. Dạ cảm ơn bạn.
Hồi nãy bạn giới thiệu làm ở đâu của mình chưa nghe rõ. Em hiện tại là giảng viên trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch, còn với lại em có ngồi phòng khám nhi. Phú mình cũng ép nhiều bác sĩ lắm, em không biết nhiều khi cũng thơ ép bạn nữa. Dạ thì cái đó thì em cũng không biết Facebook. Dạ thì nãy mình có nói khi mình yêu thì mình sẽ hết lòng quyền yêu thôi, kiểu mình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, nhưng bản thân mình chẳng sao được, cũng như là mình khi mình người mình thích thì mình không đỡ thiệt thòi vậy đó. Đến với chương trình bạn mối hẹn hò thì giống như mình cũng muốn kiếm một người mà giống như họ xác định họ có cái tư tưởng có hôn lần đầu á, chứ đừng có kiếm mà quen xong tìm hiểu thôi, quen chơi thôi, thì nên mình mới tìm đến bạn mối hẹn hò. Chứ mình sợ quen ở ngoài xong rồi họ không có tư tưởng rõ ràng, xong mà họ quen mình xong họ bỏ mình rồi mình lại mất thanh xuân của mình 32 tuổi rồi. Quan điểm của em thì cũng vậy, em quen là sẽ nghiêm túc chứ không có phải là quen rồi như thế này thế nọ. Thì thật sự ra thì chắc là tuổi này ai cũng sẽ nói là ế đó, nhưng mà đi giảng thì thật ra thì cũng có sinh viên này nọ, cũng có nhiều cái mối quan hệ đồng nghiệp, nhưng mà bản thân em thì đi nói chuyện vài lần mà nếu mà cảm thấy là không có bước tiếp được đó, thì em sẽ rất rõ ràng trong chuyện là mình sẽ đi tiếp hay là không, vì sẽ không có làm mất thời gian của nhau. Đúng rồi. Ai cũng lớn hết rồi. Bây giờ em trai tới nắm tay em gái đứng cạnh nhau nói chuyện cho nó thân mật xíu nào. Dìu bạn gái lên, nắm hai tay nhìn thẳng mắt nhau, nắm hai tay tên kia nữa. Tôi làm mai mối tôi còn ngày giữ chó nè, thấy chưa? Tự nhiên dướng này thì không làm ăn gì được hết trơn. Mình thì khi yêu là mình luôn hết lòng, kiểu mình xem đối phương là trung tâm vũ trụ, là cả thế giới, kiểu mình không có, chứ bây giờ mình nghĩ là mình lừa dối hay một người nào đó. Bây giờ mình nhìn người ta mình nói chuyện đi, chứ nhìn qua cái bông rồi nhìn qua tôi chi. Xích đây nè, anh hỏi Hổ nè, muốn vợ chưa? Thì em 32 tuổi rồi, nhưng mà em cũng muốn có một, em chung là em khát khao có một gia đình. Em từ nhỏ là em sinh ra em đã không có cha, thì em giống em khát khao có một cái tình cảm, một gia đình. Nếu mà tình cảm nó tới em đón nhận bằng mọi cách, thì em chung em sẽ giữ gìn và trân trọng từ khi mà đối phương buông tay thôi. Đúng chứ, rồi chứ nếu không mà buông nha, nếu mà đối phương buông tay không buông tay thì nắm suốt cuộc đời. Em nắm người ta sẽ không buông được đâu. Em thấy nắm tay nãy giờ thấy sao? Nhưng là bạn rất là đúng cái mẫu người mình mơ đó, với mình gọi là mơ mơ luôn á, kiểu mà mơ luôn đúng không, kiểu mà nhìn người thích luôn á, trái tim rung động không nè. Bây giờ hát một bài tặng bạn gái đi nào, đứng hát nhìn bạn gái hát nha. Mình giống như mình thuộc tiếp người chung tình nên mình hát bài chung tình. Lời thơ ước anh đã trao cho em, vầng trăng ánh sao nhuộm màu, nhìn lên cao anh chắp tay nguyện cầu được yêu em tới mãi bạc đầu xanh. Xong rồi đó hả? Cho em gái hát tặng bạn trai đi. Chẳng cần phải chọn một loài hoa yêu thích nhất, là vì mỗi sắc hoa có ý nghĩa riêng cho đời. Thì trong ngành của mình cũng vậy, và ở đâu thì cũng vậy, mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ cũng như là một cái trách nhiệm, miễn là mình sống mỗi ngày mỗi tốt hơn. Thì hy vọng là trong tương lai thì anh sẽ có thể tự tin hơn, vững tin vào bản thân hơn, và cần thêm một chút tự tin nữa thì em nghĩ là anh sẽ thành công hơn. Em gái nói đúng đó. Sau chương trình này nếu mà nghiệp cho mình một cái đèn xanh thôi, mình sẽ cố gắng mình cố gắng hết sức để mình tán tỉnh nghiện. Khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, bấm để cho nhau cơ hội chứ không phải bấm để một vừa lòng ai đó. 2 3 3 hết thời gian. Thì có một chút xíu thông điệp nữa sẽ gửi tới anh Hổ. Thì mỗi người mình sẽ bóc một bì thư ha, xong mình mở ra mình xem. Nếu mà thật sự tiến đến nữa thì sẽ được bật mí thêm 3 cái bì thư ở giai đoạn sau. Mỗi lần sau giúp bóc thăm trúng thưởng nào cũng em bé hết đó. Mình cùng nhau đi vẽ tranh nhé. Tiếp tục. Cái chữ ở trên bì thư nó sẽ là cái câu chúc với anh hôm nay. Có hai thông điệp, lần một là một cái việc làm cùng nhau, đó là mình cùng nhau đi dạo phố cuối tuần. Với một cái thông điệp thì đó là lời chúc thành công. Dễ thương quá, rất là chu đáo. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Bây giờ chúng tôi sẽ gửi tặng những phần quà dành cho các bạn. Mời nhà trai.
Rồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em là tên là Bành Minh Quân. Năm nay em 42 tuổi. Hiện em đang làm chạy xe cho công ty nhà em. Công ty nhà luôn hả? Dạ. Chạy xe 16 chỗ, 26, 50 hay là xe 4 chỗ? Dạ xe 7 chỗ đến 16 chỗ. À, tức là nhà em là kinh doanh dịch vụ cho thuê xe đúng không? Dạ đúng. À, rồi. Dạ, mời nhà gái. Nhà gái nè. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả trong khán đài. Dạ em tên là Nguyễn Ánh Lan. Em năm nay 36 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Quê em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sống và làm việc ở quận 9. Quân có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm của em là em siêng năng lắm. Với lại cái tính em nó kỹ, sạch sẽ, gọn gàng, em thích vậy. Em có biết chút về ngành y. Ngành y nữa? Dạ. Ủa đó em học gì mà làm ngành y, biết ngành y? Đó em học y sĩ với điều dưỡng nè. À vậy hả? Rồi ra làm có thực làm có, bệnh có làm, viện không? Làm 2-3 năm rồi. À rồi sau đó mới về gia đình làm riêng đúng không? Dạ, nhà công việc nhiều quá, về hỗ trợ nhà, không có thời gian làm chồng. Rồi vậy là có kinh nghiệm chăm sóc con cái, vợ con rồi ha. Ngon ngon đó, ngon. Ngon đúng không? Ngon. Hiện nay thì em ở nhà với ai? Dạ, em sống với ba mẹ với lại bà chị nè. Ba mẹ là bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ em là 69, ba em 68 ạ. Rồi. Vậy là lấy vợ gì có phải lập dâu không hay là có cho ra riêng? Chị em có căn hộ á. À. Cho em nửa căn rồi, còn nửa căn em đang chạy em làm em góp em lấy căn hộ đó. Lấy căn hộ riêng không? Còn nhà thì em ở chung với cha mẹ em thì cũng được luôn. Rồi. Ở đâu cũng được mà. Chị cho căn hộ thì trả được nửa, còn nửa là em lo. Dạ đúng rồi. Rồi vậy là chạy từ đây tới cuối năm là trả hết luôn. Làm gần hết cho riêng mình. Gần hết rồi. Gần hết luôn hả? Trời giỏi quá. Trời ơi, nhà trai khỏe, có căn hộ gần trả hết rồi đó. Mà nãy giờ nghe toàn ưu điểm không nha, chưa thấy nghe khuyết điểm gì. Khuyết điểm em là em có hút thuốc á. Với lại em có cái tính em cũng hay quên trước quên sau. Giờ bỏ thuốc được không? Bỏ hả? Bạn nó làm động lực cho em bỏ được á. Được luôn. Mời nhà gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em thì em chịu khó với lại nhiệt tình. Về nấu ăn thì cũng biết chút chút, tại vì chỉ nấu ăn những món ăn trong gia đình thôi. Còn cái khuyết điểm của em á, giống như là hơi khó tính một xíu. Tại vì giống như là em của em thì nói là chắc là chị già rồi nên khó tính á, giống như là chị chưa chồng nên là khó tính. Nhưng mà em cũng thấy là cũng không đến nỗi như vậy. Tại vì nói thì nói vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là có những cái đúng hoặc là cái những cái ấy thì mình cũng không có rạch ròi gì quá. Dạ. Ai nói mình già? Ta còn mơn mởn dễ thương vậy mà kêu già. Đừng có nói già, đừng chạm người. Nó đó mới già nè. Hả? Đó. Đừng có nói nha, tôi chưa già. Dạ. Ở đây là đừng nói chuyện già hay là còn trẻ gì, chỉ nói là người lớn tuổi thôi. Sống lâu năm. Dạ. Đây mới có chút xíu à, trẻ măng à. Dạ em cảm ơn anh Quyền Linh. Rồi bây giờ mình khó tính vậy rồi mình bao nhiêu mối tình rồi? Em chính thức thì cũng chắc 2-3 mối á chị, mà cũng không đi đến đâu hết. Tại vì em thấy là mình cũng chân thành với người ta, nhưng mà toàn bị người ta là giống như là không chân thành lại với mình không à. Bạn trai em quen á thì lúc đầu cũng chân thành lắm, nhưng mà lúc sau thì quen xong rồi em mới phát hiện là bạn cũng lăng nhăng á, hoặc là bị người yêu cũ rồi quay lại rồi quan tâm á, thì em không có chịu điều đó. Lo điều đó đúng không? Tôi hỏi bên đây có người yêu cũ không? Có người yêu cũ không? Không. Chưa quen ai luôn. Có em có quen. Có quen mà phải có người yêu cũ chứ. Giờ bỏ lâu rồi, sao hai mấy năm rồi đó. Trời ơi. Sao mà cũ nữa. Quá cũ rồi. Quá cũ xèm luôn. Ủa sao mà chia tay hai mấy năm luôn á hả? Em quen lúc 18 tuổi á. Đến giờ em 42 nè, em chưa quen ai luôn á. Vậy đó hả? Ôi, quen mấy năm? Dạ, quen 2 năm tính ra trường cưới. Quen 2 năm mà sao không cưới người ta? Nhà gái đâu có chịu. Sao vậy? Em đậu Phật, rồi bắt em theo đạo á. Ừ. Rồi em nói hồi đạo này nó giữ gì mà bên nhà gái khó tính quá. Rồi lại giờ chia tay 20 mấy năm. Chia tay luôn. 20 mấy năm trời không quen thêm một người nào hết. Đi bộ đội gì sao quen, có gái đâu mà quen. Hợp lý. Em học ngành y vô bộ đội mà.
Rồi về em mới học thêm. Dễ thương quá à. Nè, nhà gái rất là dễ thương nha. Nhà gái tôi nhìn rồi. Dạ dạ. Số 1 luôn đó. Quan trọng cho anh á. Quan trọng nha anh đúng không? Bên kia trong trắng luôn á. Có mối tình mà chia hai mấy năm, cũ quá cũ luôn. Ngon luôn. Không có chuyện người yêu cũ, người yêu mới đâu. Mà rất là dễ thương, nãy giờ em nghe nói thấy dễ thương không? Dạ, em nghe anh chia sẻ thì cũng rất là chân tình. Anh, bây giờ nè, mình muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn có một người yêu là trước tiên là anh ấy là phải chân thành, với lại biết quan tâm chăm sóc gia đình, không có gia trưởng. Anh chân thành lắm, không có gia trưởng luôn. Phải có một mối quan hệ nghiêm túc, không có bắt cá anh. Bắt gì ta, hai mấy năm không có ai chứ mà bắt cái gì mà bắt. Yên tâm, còn gì nữa không? Có cái gì mà em không, em ghét luôn, em ghét ở đàn ông không? Ừ. Dạ, là giống như là tính lăng nhăng thôi á chị. Dạ, với lại cái lăng nhăng là... nữa. À, vô tâm thì để hỏi lại nha. Không, em ngành ơi, em tâm em có. Tâm tâm đức em có. Cái tâm đức đó là khác, còn này mình quan tâm với cho tâm, bạn, bạn gái mình là khác. Rồi, em quan tâm chăm sóc ok kỹ càng luôn. Không, thì không? Em chăm sóc cái gì, chăm sóc chiếc xe của em vậy đó. Trời ơi trời. Có người sắp đi rửa hoài vậy hả? Em bóng lưỡng à. Em kỹ lắm. Anh lành khóa nhà trai của anh luôn rồi đó. À, dạ. Con bấm tôi bấm á, tôi nói trước. Bà không bấm tôi bấm được không? Dạ. Ờ, mấy con gà quả bị quýnh à. Ai đâu quýnh? Ai biết đâu, nhiều người thích chị sao? Thôi thôi đừng xúi. Bà mối chú dạy không? Làm mối rồi dành mối. Chứ không có cười quá. Dễ thương á. Có duyên lắm á nha. Mình đi với ai? Dạ, em đi với dì của em. Dì hả? Dì ruột, dì Út hả? Dạ, dì Út. Rồi, chào dì. Dạ, chào dì. Chào Ngọc Lan. Dạ. Chào quý vị khán giả. Dốt thấy nhà trai sao dốt? Mình nhìn bên ngoài thì thấy em cũng dễ thương, cũng vui vẻ đó. Bé Loan này nè, tính nó chân thành lắm. Mà nó cũng hơi khó tính đó, là nó không có giống như người ta, đụng ai cũng quen. Là thấy không được là dù người đó có thích nó cũng lơ à. Nếu như mà hai người cho nhau cơ hội đi rồi, ví dụ như bây giờ nhấn nút đi, từ từ tìm hiểu, thì cái đó em nghĩ là sau này nếu như mà hợp tiến tới nó cũng hay. Cần sự quyết định là giữa bé Loan với anh. Rồi. Cảm ơn Vũ. Đi với ai? Đi với mẹ với chị em á. Con xin kính chào hội MC Quyền Linh và Ngọc Lan, những người con hâm mộ nhất. Lúc nào cũng coi chương trình Quyền Linh mà thương Quyền Linh lắm. Cảm ơn nha. Thì bây giờ nay cũng 42 tuổi rồi mà thấy không có quen ai hết á, rồi cô xử chết không ai cưới nó. Rồi xong bắt đầu là cô đăng ký đó. Ủa vậy đó hả? Bây giờ nhà thì nói chung là cũng cô cũng lo đầy đủ hết rồi. Dạ. Bây giờ thiếu một cô con dâu nữa thôi. Nếu mà hôm nay á mà bạn gái hôm đây thì cô thấy cũng được. Xem xét cho kỹ thì bấm nút đi rồi cho một cơ hội, cô tạo điều kiện hết cho. Hay quá. Cô nhà cô còn con trai hết rồi, có mình nó thôi mà. Trời, giờ nó chưa có đám cưới, cô rầu cũng chết vậy nè. Nhờ chương trình này á, làm cầu nối á, mà cho nó có gia đình ổn định á. Cô thí dụ chút bên đây không bấm nút thì con bấm được không cô? Cô nhảy lên cô bấm luôn. Nhà cô thì có phòng vé, có gì nếu mà kế toán thì về làm phòng vé nhà cô luôn. Trời ơi, ngon lành. Phòng vé máy bay cấp 1 á. Rồi, cảm ơn cô. Quân muốn người yêu của mình như thế nào? Em hả? Đơn giản lắm. Cái nhất là sống phải có đạo đức là được. Rồi, gì nữa? Nói chung là kỹ, sạch sẽ đó. Vậy thôi là đủ rồi đó. Vậy thôi đó hả? Còn nấu cơm, nấu nước rồi này kia? Em bộ đội em nấu được rồi. Giặt quần, giặt áo cho con cái thì được. Trời, bộ đội làm hết được đó. Hết được luôn đúng không? Hồi đó em đi mấy năm trời em làm không chứ ai làm cho em đâu. Đúng rồi. Cao thấp, mập ốm gì không? Em 1m8. Bé đó 1m15 trở lên được rồi. Được. Nhà gái hơi bị xinh luôn á nha. Dạ, xinh lắm. Dạ vậy hả? Vậy ngon quá đã. Rồi bây giờ mình mở rào nha. Mở rào. Tiến tới luôn. Ôm mình bông tới. Cầu hôn luôn. Tiến tới cầu hôn luôn, hôn cái chóc luôn. Thôi đấy. Anh dạ. Em đừng cầm dơ lắm. Để em cầm luôn. Bên đây ạ, dạ. bên đây ạ. Em cảm ơn anh. Đầu tiên gặp là thấy có cảm tình. Em đừng cầm nó dơ, em để anh cầm luôn cho. Dạ em tặng. Có món quà tặng anh. Anh cảm ơn em nha. Mở có gì Quân? Dạ. Dạ ở trong này thì cũng có nước sâm với lại uống cho sức khỏe thôi. Với lại em có một cuốn sách là nó có tựa đề cũng rất là hay. Mình buồn đủ rồi, mình hạnh phúc thôi. Nên rồi, em cũng anh sẽ đọc, dạ. Anh sẽ đọc hết luôn. Em cảm ơn anh. Rồi, để dạ, đây. Rồi, bây giờ quay ghế ngồi tâm sự đi ha. Em cũng muốn hỏi anh là
anh cũng nói anh ở Thủ Đức. Vậy anh ở nhà anh ở khúc nào á? Anh ở ngay chỗ khu lịch Suối Tiên. À, khu lịch Suối Tiên ở, mà đi xuống khoảng 2 cây nha. À, vậy là ở phía sau cái khúc đường Hoàng Hữu Nam đi xuống cái đúng gần rồi, đúng bệnh viện mới á. Đúng rồi. Em cũng ở gần đó. Vậy hả? Tại vì em làm trong khu công nghệ cao á. Ờ, khu công nghệ cao hả? Dạ, sáng rồi. Em mới đi ngang bên đường đó có phiên trường. Dạ. Anh hỏi em đi, em cũng đang hồi hộp. Em dự định bao nhiêu lâu em kết hôn á? Dạ em thấy là cái vấn đề này thì giống như hai người quen tìm hiểu nhau. Nếu mà hợp á, thì em nghĩ là cỡ tầm 6 tháng trở lên. Với lại em cũng nghĩ là thời gian cũng không có quan trọng vấn đề đó. Quan trọng là mình hiểu rồi xong mình hợp thì mình tiến tới hôn nhân thôi. Dạ anh thấy em sao anh vậy ạ? Dạ anh thấy em sao ạ? Có giống như cái mẫu người mà giống như anh nghĩ là anh sẽ gặp trong hôm nay hay không á? Cái mẫu người anh, dạ. Anh đăng ký là mẫu người giống mẹ anh đó. Em cũng cái mặt cũng giống kìa. Chứ anh đâu có đăng ký giống ai đâu. Nhưng mà ý là thấy người ta có... Thấy được, xinh đẹp người kia nè. Mình thích không? Thích rồi. Dạ. Ở giờ có làm dâu không? Vậy em thích ở đâu? Ở nhà hay là ở căn hộ? Dạ em nghĩ là không làm dâu được. Mình giống như là mình, em không nghĩ là giống như con dâu với mẹ chồng. Nếu như mà con dâu đối xử tốt với mẹ chồng thì mẹ chồng đối xử tốt, rồi mẹ chồng cũng sẽ đối xử tốt với con dâu thôi. Dạ. Em không có ngại điều đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà quan trọng là mình biết cách cư xử với nhau, cách sống với nhau là được. Giờ ở với mẹ chồng lo hết. Con cái có mẹ chồng ấy nè. Bà nội lo luôn. Bây giờ nè, tiến tới nắm tay. Cái nắm tay em còn búp bê cạnh nữa kìa. Còn nữa hả? Còn búp bê. Vô lấy đi. Còn quà nữa hả? Đâu rồi? Lý do tại sao nhiều quà vậy? Em muốn bạn gái em hiền. Búp bê đại diện cho cái hiền. Dạ em cảm xinh đẹp. Anh tặng chiếc xe nè. Em chịu ngồi trong đây anh chở em. À. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chú đáo chưa? Đứng đó hát bài cho tặng gái luôn. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nằm say suốt đời. Anh bờ quanh đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Yeah. Gặp nhau hôm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yeah, yeah. Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người em yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người em yêu hỡi, mơ ước chỉ xa xôi, em biết không em ơi, I love you. Được quá Quân, được. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi, tới em gái hát đi. Đáp lại liền em. Mình đâu để mình lép vế như vậy em. Em cũng hát không có hay nhưng mà thôi. Anh nghe là được đến rồi. Đến theo chương trình thì em cũng hát một xíu hơi dành cho khán giả trong trường quay, cũng như là nhảy hát. Em đâu biết nhảy nhiều đâu. Thầy mấy bạn hát. Miền Cần Thơ gáo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa thơm bông, yêu tình yêu thấm duyên mặn nồng. Hey. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận. Hey. Ai đi Hậu Giang bến Bắc Cần Thơ. No. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Hết chưa em, hết chưa em. Về Sa Đéc hay là về An Giang. Hay quá. Em mà hát xíu nữa anh xẻo đi luôn. Nhảy mạnh lắm chứ. Trời ơi, mà dễ thương quá. Em về nhà em vui, em cười. Em xèo luôn á. Bây giờ nè anh hỏi nè. Dạ. Thật ra em có rung động trước cô gái này không? Giờ bất mạch anh biết liền. Nó đập 100 mấy rồi đó. Lên quá rồi ha. Đó. Dạ. Thôi được rồi, về đi. Vậy là mình thể hiện đủ. Dạ. Cái bản lĩnh của người đàn ông rồi. Dạ, đó xuống. Còn tùy bạn gái quyết định thôi. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Ba bấm. Chúc mừng. Chúc mừng em. Chính thức. Đó, nắm tay nhau đi, chính thức rồi. Mình chính thức hẹn hò với nhau rồi. Hả? Anh nắm tay em cái nè. Đó, vậy đó, đang tay vô. 20 mấy năm rồi chưa nắm tay phụ nữ.
mình cảm giác sao Quân? Lâu lắm rồi cái mình không có quen ai á. Giờ tự nhiên thấy có người bạn gái kế bên, tự nhiên nó thấy nó có cái sức sống gì, hiểu không? Hồi gì má đi. Con dâu má nè, thấy không? Mẹ cũng chúc mừng hai con. Nhờ chương trình làm một cái cầu nối á thì cho con hết ế, bốn mấy tuổi ế quá rồi. Mẹ mắc cỡ. Bây giờ có gì rồi mẹ rất là hạnh diện với xóm làng này kia. Mấy đêm nay con mừng con ngủ đâu được. Con mừng á, con không ngủ được luôn. Thấy chưa? Bây giờ là cô đã ghi thiệp hết rồi đó. Cô đã làm danh sách hết rồi đó. Vậy đó hả? Cô lo trước lo xa vậy đó. Để cho con nó có cái máy ấm gia đình đi, mình an tâm. Rồi em gái cảm nhận của em thế nào? Dạ em giờ em vẫn thấy hơi hồi hộp. Hồi hộp. Tại, dạ đúng rồi. Tim đập mạnh rồi ha. Dạ. Thôi em được rồi. Được rồi, nắm tay gì được rồi nè. Được không? Được rồi. Thôi em hùng tay đây. Dạ. Hủy hùng, không thấy hùng một chút xíu nào hết trơn. Hai mấy năm nó nhút nhát rồi đó. Rồi chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ dạ. Em cũng cảm ơn chương trình. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình rồi. Đi các bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường cùng toàn thể các vị khán giả. Em tên là Phạm Đức Hoàng, năm nay em 25 tuổi, quê quán ở Quảng Ngãi, hiện công tác và sinh sống thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì Hoàng? Dạ, ở ngành quản lý đô thị. Rồi, xin mời bạn gái. Rồi, dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Rồi, em tên là gì? Dạ, em tên là Lưu Tiến Ngân, năm nay 24 tuổi. Em làm ở công ty mẹ và bé, đang có kinh doanh thêm một quán kem bơ. Ồ, quê em ở đâu? Dạ, em ở Sài Thành. Rồi, chúc em mua may bán đắt nha. Yên tâm đi, em làm kem bơ đúng không? Dạ. Có khách hàng thường xuyên ngồi bên đây rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em thích hát, em thường hay giúp đỡ mọi người. Vậy là tốt rồi, có điểm yếu gì không? Có nhược điểm gì không? Dạ có nhiều. Như là hay quên. Hay quên. Thường thì công ty em á thì có một cái chỗ gửi xe riêng. Rồi mà bữa đó thì em gửi xe để trước công ty luôn. Cái cũng như thói quen bình thường, mình chạy ra, mình nhìn trời, lúc đó trời đang mưa nữa. Mà em đứng em nhìn trời xong nói trời ơi trời mưa gió vậy. Rồi mình hả rồi để xe bên chỗ giữ xe nữa. Cực khổ quá, xong rồi cũng bang qua bên chỗ giữ xe. Xong đứng kiếm, sao xe mình chỗ này đâu rồi. Kiếm một hồi xong, mệt quá. Bắt đầu hả, hỏi cái anh giữ xe. Bắt đầu nguyên mấy người đi kiếm mà không có. Bắt đầu ngồi khóc xong, nhớ ra. Mình xe để xe ở công ty. Em cũng hay lắm. Chừng ngày mà em làm những dài chặt vậy thôi là coi như khỏi làm ăn vậy luôn đó em. Nếu như mà em bán kem bơ mà quên tính tiền mới nói ha, quên tính nguyên ngày rồi biết em rồi từ đó quên nhớ luôn cho coi. Mời bạn Nam, ưu khuyết điểm em là gì? Về cái cách làm việc của em thì làm đến đâu là mình dứt điểm cho đến đó. Sạch đến đó. Quản lý đô thị mà đi đến đâu là dọn đến đó. Miễn sao sạch đường phố được rồi đúng không? Dạ không, cái này là cái công việc của mình. Đúng rồi, mình dọn dẹp để trật tự đường phố cho tốt, dạ. Cho nó đẹp thôi ha. Dạ. Rồi khuyết điểm là gì? Dạ còn khuyết điểm của em thì do cái cơ địa của em thì xương nó to cho nên nhìn nó hơi mập. Không, cũng không mập gì lắm đâu. Nói chung là ăn kem bơ vẫn còn được. Hả? Dạ. Bây giờ cuối cùng là do xương to hay là do mập? Dạ cái này là cũng xương to, chỉ một phần to. Xương to. Dạ. Rồi sở thích của em là gì? Dạ sở thích của em là thích đi xem phim. Xem phim. Có hay xem phim một mình anh? Có hay quên không? Dạ em cũng không có hay quên. Không hay quên yên tâm, lo cho bạn bên kia được. Dạ. Đúng rồi, tại vì em hỏi bạn em là giờ làm sao để chữa cái bệnh hay quên đi. Bạn em nói là giờ có bồ. Có bồ đi, bồ nó nhớ giùm mày. Đúng rồi, bồ nhắc nhở đúng không? Rồi thì tình trường thì sao? Mấy mối tình rồi em? Em không nhớ nữa chị. Cái gì? Mấy mối tình mà không nhớ nè, nhiều lắm hả? Dạ không phải là tại vì em hay quên á cho nên. Mối tình mà cũng quên luôn hả em? Đường tình duyên nó chắc chở lắm. Thôi giờ hỏi gì cho nó gọn đi. Để anh qua anh coi cô nào mà quên dữ vậy. Trời ơi, bồ mà quên luôn mà. Giờ anh hỏi em có nhớ nụ hôn nào chưa? Dạ có. Có vậy là có mối tình. Dạ. Thôi vậy được rồi, không cần nhớ mối tình cũng được. Dễ thương mà ha. Dạ. Em có mối tình nào chưa? Dạ có rồi. Có thấy chưa, bên đây nhớ. Mai mốt về nhớ giùm bên kia nha. Dạ. Mấy mối tình? Dạ hai anh. Yêu mấy năm? Dạ cũng là một mối quan hệ tìm hiểu khoảng vài tháng rồi thôi. Có hung chưa?
Dạ chưa. Chưa luôn. Cái gì? Có mối tình mà chưa hôn? Chưa có hôn. Bữa nay không nhớ mối tình thiệt mà có hôn. Dạ thiệt á. Có nắm tay chưa? Dạ nắm tay được có rồi. Dạ. Có cảm giác gì không? Cũng phi phi quá anh. Nắm tay con trai thấy sao? Dạ thấy ghê luôn. Gì? Thấy ghê, nắm tay con trai thấy ghê là được rồi. Tôi kiểm tra chút xíu được rồi. Nói tóm lại là hai bên đây rất là nghịch lý với nhau ha. Bên dạ. kia không nhớ mối tình nào mà có hôn. Bên đây là nhớ hai mối tình chưa có hôn. Giống như là người ta hôn lén hôn má mình vậy đó. Là coi như là mới bị hôn lén thôi. Em muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn kiếm một người bạn trai trưởng thành, chín chắn, tinh tế, biết quan tâm chăm sóc em là trưởng ngoài thành hình. Là sao em? Tức là vậy thì thành công á hả? Giống như tính em cười hơi con nít á. Cho nên anh nói lúc mà cũng hơi nghiêm nghiêm nhưng mà cũng phải vui nữa. Coi như là biết dừng lại đúng lúc đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi những nhưng người mà làm công tác quản lý đô thị thì phải nói là rất là nghiêm khắc ha. Công việc là công việc mà cuộc sống là cuộc sống, yên tâm. Anh này trưởng thành rồi đó. Có hình mẫu lý tưởng không? Mẫu lý tưởng của em như là Âu Dương Chứng Qua. À là em thích còn hói phải không? Để chị qua chị coi. Đúng không cưng? Không, nhìn người nhìn chị. Phúc hậu vậy đó chị. À vậy là được rồi, em là đoạt chuẩn rồi đó. Dạ. Hợp lý rồi đó. Rồi chiều cao cân nặng mắt mũi miệng gì không? Dạ chiều cao khoảng 1m65. Rồi được. Mắt thì đôi mắt phải là to tròn, lông mi dài cong vút. Lông mi dài cong vút luôn hả? Để mượn mắt một câu gắn qua. Rồi có cái điều gì em ghét nhất ở người đàn ông không? Chạy xe á chị, chạy xe đừng có chậm quá. Ủa sao vậy, chạy chậm cho nó an toàn em? Chạy chậm quá em rất là nóng, không biết sao nó nóng á. À, là em muốn đua xe hay sao? Chạy hơi nhanh một chút nhưng mà phải chắc tay lái. À. Dạ đừng có cày giật cày giật. Rồi phải tay lái lụa đó mới được. Tâm bạn này ngồi xe không có giật đâu em. Không nhưng mà bạn này chở em là đúng là em đi nóng thiệt, tại vì gió nó không có bay ra đằng sau được đâu, yên tâm đi. Hết chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi phải không? Em. Dạ. Em thích người bạn gái hay sao em? Cái mẫu người lý tưởng của em là nữ thì cao chỉ 1m55. Rồi, chuẩn. Ngoại hình thì cân đối. Ừ, chuẩn luôn. Mập mập chút xíu em cũng thích nữa. Rồi, dạ. Có da có thịt. Dạ, có tóc dài. Tóc dài, có dài luôn. Trời ơi, đủ hết bên này coi như bao luôn đó, còn gì nữa không? Dạ, đôi mắt đẹp rồi. Đẹp luôn. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Khi mà mình làm sai một cái gì đó, nếu như mà nhắc nhở rồi thì thôi, cứ mỗi lần giận là đem lo cái chuyện cũ ra nói. Môi chuyện cũ bơi móc dạ. chuyện cũ ra nói. Không có môi móc đâu vậy, nói xong quên mất tiêu luôn, không môi được đâu. Ủa mà chị hỏi nhẹ câu là em vậy là to xương chứ không phải mập hả? Không, nó cũng một phần chị, một phần to xương mà cũng một phần mập. Dạ. À, chị thì để có thêm cái khái niệm mới về to xương chứ không phải mập. Được, hợp lý rồi đó. Hợp lý, anh thấy cô gái bên kia mặc dù có chút hay quên nhưng mà dễ thương lắm. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ, dì và các người bạn của em. À, có mẹ nữa hả? Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Xin chào MC Quyền Linh với bà mối Cát Tường. Dạ. Theo hồi nãy giờ vừa thì thấy cô gái bên đây cũng dễ thương, nói chuyện cũng hiền, mẹ cũng thích. Cô có dặn dò gì với con dâu tương lai của mình không? Run quá. Cô bình thường con trai cô có tật xấu gì mà nãy giờ chưa có khai ra không cô? Có ha cô, cái gì vậy cô? Con trai có hút thuốc á. À trời, đúng rồi, em không nghe được mùi thuốc chị ơi. Con trai có hút thuốc mà con trai nói hả, kêu bỏ đi, kêu phải con hỉ con có bồ là con bỏ đó. Dạ. Nhiệm vụ em làm sao cho bạn trai bỏ hút thuốc nghe không? Dạ đúng rồi, con sẽ hứa với cô. Tại vì nếu mà con nghe mùi thuốc là con chết mất. Con chết. Vậy hả? Con nghe mùi thuốc anh thỏng. Vậy mà hồi nãy tôi hỏi có cái gì không thích ở bạn trai không thì không nói. Em quên. Quên. Em lại quên. Em thích nghe em quên. Cảm ơn cô nhiều. Rồi vậy em gái bên đây đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ. Mẹ con em. Chào cô. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Dạ. Con tôi thì gái cưng tôi, cưng lắm. Tôi có hai đứa thôi. Hiện giờ cho hai đứa nó lên tìm hiểu, tùy theo hai đứa. Rồi, cảm ơn cô ạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ mở cửa, mở cửa trái tim cho hai bên gặp mặt với nhau. Mở cửa rào. Rào. Đó. Anh có món quà tặng em. Dạ, con em cừu cũng có hả? Món quà tặng. Cảm ơn em. Đến với chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Anh hát à? Theo em anh thì về, theo em anh thì về, tâm
lại miền quê, nơi có mộ chiên đê, có hàng tre dù khi chiều về. Ơi quê ta bên Đà bên Đung, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta giàu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo liều tranh mãi xiêu, kỳ dáng ai như dáng mẹ dáng chị tôi. Hay quá, rất là ngọt ngào, rất vàng ha. Rồi mời em gái. Anh hát ghê, xong rồi em hát bài nhận anh lại. Đừng nói xong rồi quên bài hát đi. Ngô kỳ thời, con kiên nó leo cây. Nam mô nhi bố phụ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô nhi bố phà, ruộng xanh gieo chín. Giang bìm bịp nó kêu nước lên ra duyên anh cưới em. Hay quá rồi, cặp này hợp rồi nha. Được, được. Về quan niệm tình yêu của em là như thế nào? Em mong tình yêu thì phải biết chia sẻ, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Cho dù không có thể gặp thường xuyên thì cũng phải, nói chung là cũng phải có những cái tin nhắn gì đó hỏi han nhau mỗi ngày. Về cái quan niệm tình yêu của anh cũng vậy, cũng là chung thủy, tha thứ, quan tâm chăm sóc và chia sẻ. Anh sẽ hứa là mỗi ngày anh sẽ nhắn tin cho em. Nếu như thật sự mà nhớ em thì anh sẽ chạy qua. Một ngày mà anh không qua là coi như quên luôn đó. Vô cái vụ hút thuốc đi em, mãi hứa với má rồi, ta. Anh không được hút thuốc nữa nha. Sau cái buổi gặp mặt này thì thế giờ anh sẽ hạn chế và có thể là bỏ dần luôn, bỏ hết luôn. Dạ. Anh thì anh cảm thấy em rất là dễ thương, về tính tình thì cũng rất là tốt. Em hơi khùng khùng chút, anh có chịu không? Anh thì tính hơi trẻ con đó. Anh thì anh rất thích trẻ con, nhiều lúc anh cũng nhây cũng lầy lắm. Đứa khùng đứa lầy về nhà chắc vui lắm á. Mà em cảm nhận anh là rất là giống Âu Dương Trấn Quang. Trời đất. Anh không có hói đâu. Vậy là trúng cái mẫu người lý tưởng người ta rồi đó. Ta nói câu đó ý là người ta khen mình đó. Bây giờ thì cái cảm nhận của em hiện tại thì rất là vui, vì có thể là gặp một bạn gái xinh xắn như vậy. Rất cảm ơn chương trình và gia đình đã tạo điều kiện cho em và bạn gái gặp mặt nhau. Ở quê anh có trái cây, có rừng trái cây không? Tại vì em rất là thích. Ở quê anh thì nói chung là về vườn trái cây thì cũng có, nhưng mà chủ yếu nổi tiếng nhất là tỏi Lý Sơn thôi chứ không có gì hết. Có tỏi. À... ta đòi ăn trái cây mà ổng chuyển qua tỏi luôn. Dạ. Cái về cái kế hoạch mà hẹn hò thì có thể là một tuần hai hoặc ba lần. Ví dụ như rảnh thì mình sẽ, nếu như mà em có thời gian rảnh và anh cũng vậy thì chúng mình sẽ gặp nhau. Dạ. Rồi đến lúc đó thì sẽ bàn ra những cái về những cái địa điểm mà mình sẽ đi. Anh thì anh cũng rất biết nhiều cái địa điểm ăn vặt trên thành phố này. Và có thể nói là anh là Google của thành phố này. Thì cái đường này anh cũng biết. Chỗ ăn nó rành lắm đó. Dạ đúng rồi, em nhìn là em biết rồi. Chạy xe nhanh chậm. Dạ đúng rồi, anh chạy xe nhanh hay chậm anh? Khi mà anh chạy bình thường thì cũng chạy đúng tốc độ quy định thôi. Còn nếu chở em thì anh có thể chạy chậm hơn. Dạ, người ta muốn chạy nhanh, thích chạy nhanh đúng không? Ông này ông không có nghe người ta chia sẻ. Dạ không, em có nghe chị, nhưng mà mình phải đảm bảo cái an toàn cho bạn gái. Nói chung là chạy sao cho có gió cho nó mát. Chạy chậm trời, nó nóng lắm. Nó có chạy nhanh thì cũng đâu có gió nổi tới em đâu. Em có muốn làm dâu không hay là muốn ở riêng? Nếu mà làm dâu thì cũng bình thường. Tại vì em nghĩ là thời buổi nay thì chắc mẹ chồng cũng dễ. Nếu mà mẹ chồng không thích thì mình cũng sẽ dùng hết tâm tư tình cảm của mình dành cho mẹ chồng, thì mẹ chồng cũng sẽ cảm động thôi. Thời gian cũng sẽ cảm động thôi. Vậy anh hỏi em thêm một vấn đề nữa là bên mình có bắt rễ không? Dạ má em thì rất là thích bắt rễ. Má em cứ kêu về. Ba má anh thì kêu mày đi đi rồi tao cho tiền mày đi luôn. Trời ơi. Này chắc phải hỏi hai bà xu ở dưới có bên chịu bắt rễ không, còn bên là cho bao nhiêu. Cái con đó thì anh tặng cho em chỉ là con bò thôi. Nó có thể là con bò mà cũng con cừu, anh không biết con gì. Anh cũng... Ủa tự nhiên tặng em con bò vậy? Không phải, tại vì nó có một cái ý nghĩa như thế này mà anh tặng em là anh bây giờ anh mới nói. Sau này anh sẽ cố gắng làm việc thật là chăm chỉ để chăm lo cho tương lai của chúng ta. Giống như con bò. À,
anh có nguyện cùng ở bên em lúc nào bệnh sang giàu hay nghèo khó, khi khỏe mạnh hay ốm đau, cũng như là lúc xinh đẹp hay không được đẹp không anh? Này, trong phim Âu Dương Chấn Hoa nói với cái cô kìa. Anh bằng lòng. Trời ơi, cái này là giống làm lễ nhà thờ vậy đó. Rồi, để ta nút bấm đi. Quyết định hay không là do các bạn. Trong 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi. Và bây giờ thì một nụ hôn chính thức. Dạ thưa cô, cho con xin hôn mẹ. Đó, má cho rồi, má gật đầu rồi. Nhớ nụ hôn này nhớ không? Đây là vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng cho hai bạn, đây là chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Rồi, ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Chào anh Linh. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ, em chào chú. Em chào anh Huyền Linh, em chào chị Cát Tường, em xin chào mọi người ạ. Em tên là Huỳnh Thị Diệu Huyền, em năm nay 28 tuổi. Em hiện đang là điều phối viên sản xuất của công ty nội thất. Quê em quê ở Bình Định ạ. Bình Định. Dạ. Chú chào em. Dạ, em chào anh. Mình vô đây lâu chưa? Dạ, em mới vào đây được hơn 3 năm ạ. Mới hơn 3 năm thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Linh, chào chị Cát Tường và toàn thể các chị cô bác có mặt trong khán phòng hôm nay. Em tên là Ngô Minh Phương, em 30 tuổi, quê quán thì em đến từ miền đất Võ, Bình Định luôn. Ồ, hay quá, trùng hợp quá vậy. Công việc hiện tại của em đang làm là kỹ sư về công nghệ thông tin ạ. Phương ơi, em hỏi bên kia coi ở huyện nào, xã nào. Em ở Bình Định, ở huyện nào em? Dạ, em ở thành phố Quy Nhơn anh. Anh là ở đâu ạ? Dạ, em cách anh khoảng 80 cây, anh thì ở Hoài Nhơn à. Mình có chung chữ Nhơn à. Nói chung cũng gần mà. Gần lắm, em yêu thì ở đâu cũng gần. Biết võ không em? Em á chị? Dạ biết chị. Võ của em là võ bảy trọ chị ạ. Bạn gái biết võ không? Em biết võ chạy. Võ chạy? Dạ. Bên đây bảy trọ là bỏ chạy đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì nè? Dạ, em tính tình khá là dễ tính, thích nghi được với môi trường rất là tốt, linh hoạt. Nhưng mà ưu điểm của em á là bị cái bệnh lười. Ưu điểm á hả? Nhược điểm ạ. Nhược điểm của em bị cái bệnh lười. Ủa, lười là lười cái gì? Lười trong công việc, lười làm biếng, giặt giũ, dọn dẹp. Dạ, lười làm việc nhà. Vậy em ở hôm đây là ai làm việc nhà? Dạ, toàn em làm lần. Toàn làm lần. Sau này về anh làm giúp cho em, anh xin. Có mới nói nha. Dọn dẹp là giặt đồ, rửa chén, lau nhà, nấu cơm rồi đúng đó nghe. Dạ, lao động là vinh vang mà chị, làm hết. Biết nấu ăn luôn hả? Dạ biết chị. Hay quá. Vậy ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em kể luôn đi. Em thì có ưu điểm cũng nhiều và khuyết điểm thì cũng nhiều. Em thì là một người rất là, nói chung rất là thân thiện. Em rất dễ gần với tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi luôn. Người lớn, trẻ em, người già, nói chung là em bắt chuyện và nói chung là giao lưu. Thứ hai nữa là về ưu điểm như em đã nói thì em có thể làm tất cả mọi công việc mà cái người phụ nữ làm. Ngoại cái trừ sinh đẻ thì em làm được thôi, còn tất cả em làm được hết. Và về cái ưu điểm thứ ba nữa là em rất là đam mê về âm nhạc, tất cả các thể loại luôn. Nói chung là nhạc gì em cũng hát được. Rồi về thể thao thì em chơi được các cái môn như là tennis hay là billard hay bida chẳng hạn. Và ưu điểm nữa là em không biết hút thuốc, em không biết uống cà phê, nhưng mà em biết nhậu. Cũng quá cha mấy kìa. Nhậu dữ hơn nó nhậu nhiều không?
Dạ nhậu thì nói chung là cũng tùy hứng anh, vui thì uống 2 chai 3 chai, lúc buồn thì uống 5-7 chai, nhưng mà em uống là có một cái chừng mực. Đó là ưu khuyết điểm hai bạn. Còn bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn nữ phải cao khoảng tầm 1m54 trở lên, nặng thì tầm khoảng 47 kg, thì nói chung là có da có thịt tí, khuôn mặt thì ưa nhìn. Và cái điểm quan trọng nhất của em đối với em là cái người phụ nữ đó là họ phải chân thành. Yêu là yêu cho đến chết thôi, chứ không có đứng núi này trông núi nọ. Ghê quá, yêu tới chết luôn. Dạ. Còn em thì sao? Em à, đối với người yêu của em thì em cũng chỉ cần người đó thẳng thắn, chân thật, chia sẻ cái gì nói đấy. Rồi rồi sao nữa em? Nói có hết chủng lòng người đi. Có cái mẫu người muốn mong muốn như thế nào cứ nói hết ra luôn đi. Em cũng được mấy 65, cho nên là em mong bạn trai của em thì cũng cao hơn em là khoảng 1m7, tướng người cũng cao ráo, không cần đẹp trai nhưng mà gọn gàng sạch sẽ. Gọn gàng sạch sẽ. Còn nhậu thì em có thể tiếp được, cho nên không vấn đề. Em cũng không thích trai hút thuốc. Bên đây không hút tốt thuốc. Rồi, dạ, tốt rồi, tốt rồi. Dạ em nghe thì em cũng chấm được mấy khoản. Bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc khoảng 60. 60% hả? Dạ. Ít như vậy hả? Nhìn mặt rồi đoán tiếp. À, nhìn mặt đoán tiếp đúng không? Dạ. Em ghét gì nhất mà những cái tật xấu người đàn ông? Keo kiệt anh. Em khá là phóng khoáng, nên là đối với con trai mà keo kiệt mà kiểu chi ly từng chút là em không chịu được. À, cái đấy khoảng này em an tâm, anh là rất là thoáng. Thoáng đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ôi, em cũng thoáng, anh cũng thoáng rồi, ai giữ tiền. À. Không, mình thoáng mà mình thoáng đúng chuyện em, chứ không phải là chuyện gì mà đúng thoáng. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ em có 2 mối tình rồi. Mối dài nhất là nhiêu? Dài nhất được 3 năm, ngắn nhất thì được 2 năm. Tại sao chia tay? Lúc đó em vẫn còn trẻ. Em vẫn muốn bay nhảy nên là em chưa có ý định lập gia đình. Làm tự chia tay? Nói chung bên kia họ cũng hối quá nên thôi. Họ hối chia tay hả? Không, họ hối đám cưới. Em sợ quên rút. Trời đất ơi, đợt này là người ta muốn yêu là yêu tới chết đó. Bây giờ chắc chuyến này là yêu là cưới không? Em tìm người để đi cùng em tới hết đời. Chứ không phải là chỉ đơn giản là để cưới. Được không em đi hết đời không? Được anh, được anh. Người bên kia có mấy mối tình rồi, bạn trai? Dạ em thì mối tình chính thức thì có 2 chị. Còn râu ria thì cũng một vài. Trời ơi. Mối tình đầu tiên của em là thời đại học á. Mối tình đó quen khoảng tầm 6 tháng. Còn dạ, cái mối tình gần đây nhất là lý do sao chia tay? Mối tình mà gần đây nhất là em quen được 2 năm. Nói chung là cũng có nhiều cái điểm. Thì em chào chị. Có nhiều cái điểm nó không có hợp. Cô ấy là muốn em là phải giống như là phải sống theo cái lối sống của cô ấy áp đặt. Rồi chia tay luôn. Cái đó chưa là cái nguyên nhân chính. Mà cái nguyên nhân chính là bố mẹ cô ấy tìm cho cô ấy một cái công việc ở ngoài Quảng Ngãi. Em định là lập nghiệp ở đâu? Bây giờ lấy vợ thì mình sẽ ở đâu? Lập nghiệp ở đây ạ. Ở đây. Ủa dạ, em định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại em đang làm việc ở đây. Quê thì em ở đây luôn. Ở đây luôn. Là không có ai có ý định về quê hết đúng không? Dạ. Về già rồi tính. Em cao mét nhiêu? 6 bẻ. 6 bẻ à? Bớt 3 phân được không em? Dạ được. Được. Trời, bên này cô này có cao lắm nha. Em mang giày cao gót được. Em mang giày cao gót được hả? Là lên 1m7 liền à. Lên 1m7 luôn. Dạ. Nấu ăn rồi được hết, mang giày cao gót được luôn. Vậy phải coi lại giới tính nha. Men, chăm chăm. Bây giờ quen bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Em thì cũng lớn rồi. Bạn bè em thì nói chung có con có cái tùm lum hết rồi. Thì em muốn là nói chung càng sớm càng tốt. Công việc ổn định chưa? Dạ công việc của nó em có dành dụm được gì chưa? Dạ cũng có được chút rồi chị. Có dự định chừng nào mới mua được nhà ở trong này không? Hiện tại giờ em chưa có vợ thì nói chung em làm được bao nhiêu thì em tiêu. Không có người phụ nữ thì cái tiền nó đi một cách nói chung nó chạy đường nào em. Theo em như bây giờ thì bao nhiêu lâu lấy vợ xong bao lâu nữa mới mua nổi một cái căn nhà trong theo này? Theo em thì nếu mà mua nhà mua đất ở đây thì cũng phải có 2 người phải cùng lại tích góp. Thì bao năm, mấy năm? Em nghĩ khoảng tầm 3 đến 5 năm. Đó, mình phải có một cái kế hoạch như vậy. Dạ, cái tương lai mình vậy, bạn gái nghe ta mới yên tâm. Nãy giờ nghe hết rồi, bạn trai chia sẻ rồi gì? Dạ. Chị muốn nghe thêm ý kiến người thân của mình. Hôm nay em đi với ai nè? Hôm nay em đi với anh và bạn của em ạ. Chào anh. Xin chào anh Quyền Linh cùng chị Cát Tường. Xin anh chào bạn hả? Trai. Dạ, anh rể. Anh rể. Thì em đến cổ vũ cho Huyền. Thấy cái bạn trai bên này thì rất là điềm đạm và nói chung là rất là phù hợp với em gái mình. Hai bạn đến với nhau thì cũng đó là một mối luân duyên nên anh ủng hộ cho hai bạn. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Còn anh trai đi với ai? Dạ em đi coi với em gái ạ. Em gái bên dạ, anh rể bên em gái, em ruột hả? Dạ em ruột. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào em, chào chị Diệu Huyền và chào tất cả khán giả. Em thấy chị Huyền thì xinh đẹp, chung là cá tính hợp với anh của em. Anh của em thì ảnh chung là ảnh hiền lắm. Thì chương trình này thì em bảo ảnh là ảnh đăng ký để tham gia đó. Thì em hy vọng là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội.
để mình tiến xa hơn. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em gái. Mình đăng ký lâu chưa em trai Phương? À, cái này em gái đăng ký chắc khoảng tầm hơn năm. Hơn năm rồi. Dạ. Lâu ha. Tại bữa vì này... hồ sơ chúng tôi rất là nhiều. Khi các bạn đăng ký có nhiều hỏi tại sao phải đăng ký lâu như vậy. Có nhiều người đăng ký tới 3 năm, 4 năm. Tại vì cái yêu cầu của các bạn rất là cao. Thí dụ như chân dài 1m8, mũi dài 1m1 hay gì đó. Thì ra tôi tìm rất là lâu. Có duyên nhau thì hai cái hồ sơ nó gần như tương đồng với nhau. Đó là lý do là rất là lâu ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa hàng rào ra để cho cặp đôi có thể gặp nhau và trò chuyện nha. Mở cửa. Cửa rào đã mở. Em có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Mình đứng sát với nhau coi các bạn. Sao nào? Em không mang giày cao gót. Hợp lý không? Mọi người thấy sao? Cũng đâu có thấp gì lắm đâu đúng không? Không cần mang giày cao gót anh trai. Nãy bạn nói hát được đúng không? Dạ. À, hát để gây cảm tình ngay từ những giây phút ban đầu. À, hôm nay thì gặp em ở đây cũng là một cái niềm vui. Thì anh xin hát gửi em một bài hát. À, lâu đài tình ái á. À, cho em đứng hát á, em ngồi hát được. Em đứng em hát cho cô gái bên kia kìa, đó. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ có may kết thành lâu đài. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh kinh cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm qua còn vẫn vươn bao hồn hoa. Hay. Rồi. Rất là phiêu linh. Đúng rồi, em hát hay hơn nữa. Hả? Nhưng mà em hơi rung. Hơi rung ha, đúng dạ. Rồi, vậy là hay lắm rồi em. Tớ rồi, bạn gái. Thử. Dạ, em cũng hay đi hát karaoke thì em cũng chỉ hát được mỗi bài này thôi. Rắm mai nhung chen chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tầng nghiền. Ta đang lâu đài tình ái ngon lành với nhấp hai chén chua cay luôn, trái tim tật nguyền rồi ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, các bạn có 2 phút, bắt đầu. À, thì lần đầu tiên gặp em á, thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào? Em cũng không có phán đoán nhiều về cái nhìn đầu tiên. Trong qua giọng nói của anh thì em cũng cảm giác là anh khá là chín chắn, chững chạc, khá là tốt cho cái tính của em nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì em thích hẹn hò ở những nơi nào? Cho em hỏi là anh ở đâu ạ? Hiện tại thì anh đang ở Tân Bình. Em cũng ở Tân Bình. Dạ, anh ở đường Nguyễn Mại, ngay chỗ công viên Hồ Văn Thụ luôn. Em thì ở gần đây, nói chung là trong quận thì cũng gần. Em thì cũng không có thích là đi uống cà phê nhiều hay là xem phim nhiều. Nhưng mà lâu lâu gặp nhau rồi, nếu anh rảnh thì anh nấu cơm cho em. Ok. Dạ, em cũng không có thích đi ra ngoài nhiều. À, em là ít đi đúng không? Dạ, còn em anh, ít đi. Anh thì đi nhiều lắm. Thế anh lại đi công tác nhiều ạ? À, công việc của anh thì 80% là ở thành phố Hồ Chí Minh, 20% thì ở các tỉnh. Thế một tháng thì anh đi khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì tùy thuộc vào cái công việc của công ty. À, có tháng thì chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đa số bây giờ đi tỉnh là cũng ít, tại vì nhân viên của công ty cũng khá là nhiều. Thì hôm nay người này đi thì hôm khác người khác đi. Đưa ra một giải pháp chuẩn bị đám cưới coi làm sao. Phải có một cái danh sách khách hàng nè, bạn bè, người thân. Đó, phải có tiền. Khoảng nhiêu? Khoảng tầm 100-150 á. Em không muốn cưới xong mà về đổ nợ đâu. Có đủ 100-150 không kìa. Thông báo cho gỗ luôn đi. An tâm đi, em không đổ nợ đâu em. Bởi vì anh tính được mà. Dạ. Tiền bạc ai giữ? Cái quan điểm của em là cái người phụ nữ giữ tiền là tốt nhất. Nữ giữ tiền thì họ sẽ biết cách chi tiêu. Còn đàn ông giữ tiền thì nó tiêu phá nhanh. Như em là giữ tiền là em nhanh lắm. Ai cũng nói vậy trơn á. Tới chừng về vợ giữ quạo. Em giao tiền cho vợ, rồi mỗi tháng em lấy là bao nhiêu phần trăm? Chứ không lẽ em giao hết hay là em có quỷ đen hay không? Nếu mà yêu nhau rồi thì sẽ có một cái thỏa thuận á. Đúng rồi, nhưng mà tụi anh muốn thỏa thuận đây để ghi vào gọi là cái bằng chứng. Bao nhiêu, bao nhiêu? Em lấy ra rồi em coi là không có cãi nhau nữa. 70-30. Đó, 70-30. Thiếu xin thêm. Còn vụ thiếu xin thêm 30 là nhiều rồi đó. Theo như tôi là 80-20 thôi. Cũng được chị, nhưng mà ví dụ như
mình mỗi lần ví dụ như đi gặp khách hàng hay là đi chơi với bạn bè thì có thể cho anh xin thêm cho, anh xin ít ok là được. Em thì em không có giữ tiền của anh đâu. Hả? Em giữ thẻ thôi. Giữ thẻ thôi. Được. Được, 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 được. Nói tóm lại đây là một chuyện hết sức nhạy cảm. Bởi vì các bạn có biết không, thường những cặp yêu nhau lúc đầu thì rất là ok, nhưng sau đó yêu nhau thời gian lấy nhau rồi bắt đầu tiền bạc nó có vấn đề, là hay bị xích mích chuyện này lắm. Nên chúng ta ở đây á, chúng tôi muốn các bạn rõ ràng ở đó để sau này các bạn không có cãi nhau về chuyện đó nữa, cứ thế mà làm. Rồi bây giờ mình tính cái kế hoạch bao lâu nữa thì mình kết hôn. Nếu mà quen nhau thì em tính khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Em cũng nói chung ba mẹ em thì vội rồi, nhưng mà em vẫn chưa có vội, bởi vì cái gì vội thì dễ hỏng lắm. Chắc qua năm sau, đầu năm sau là được. Vậy là cũng nhanh rồi, bạn trai theo kịp không? Dạ được ạ. Vậy hai bạn bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, nói với nhau một điều gì đó ngắn gọn, xúc tích. Cho anh được nắm tay em đúng không? Rất là mạnh mẽ. Anh và em đã trôi dạt bao nhiêu năm, hôm nay mình mới có dịp được gặp ở đây. Thời gian vừa qua thì chắc chắn là giữa em hoặc là anh là mình sẽ có nhiều sự lựa chọn, nhưng mà cái duyên nó không đến. Mình đã đến đây thì em là bến đỗ, anh là thuyền. Anh muốn em là một cái bến đỗ để anh có thể neo thuyền ở đây. Thì hết. Em không muốn em là thuyền, em không muốn là bến đỗ. Em là thuyền. Thế là anh đi đâu em đi đây. Có thuyền, có bến đỗ, quan trọng là cái dây buộc thuyền nó có chắc hay không thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định bấm nút hay không là do quyết định của các bạn nha. Bấm là mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hai bạn. Rồi, hãy đứng sát vào nhau. Hai bạn. Chúng ta yêu là nói là yêu. Không yêu thì nói một lần cho xong. Rồi bây giờ thì chúng ta chúc mừng cho họ. Và bắt đầu từ giây phút này các bạn không rời nhau nhé. Anh cho anh xin được hôn em. Hôm nay em rất là quyết liệt. Được. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng phần quà là 7 triệu đồng. Cảm ơn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Em cảm ơn anh ạ. Dạ thì qua cái chương trình này thì em cũng cảm ơn ban biên tập cùng với MC Quyền Linh và Cát Tường đã tạo một cái cơ hội để cho tụi em được gặp nhau. Thì em luôn chúc cho chương trình luôn phát triển và thành công trong tương lai. Rồi, thay mặt chương trình cảm ơn hai bạn. Quà của bạn rồi. Đây đúng không? Những cái lời nói, những hình ảnh các bạn sẽ mãi mãi lưu vào cuộc đời các bạn nhé. Nhớ thực hiện những cái gì mà mình đã nói và làm đúng những gì mình đã hứa. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn. Rồi, chúc mừng hai bạn. Rất là vui đúng không quý vị? Bởi vì ngày hôm nay hai cặp đôi đã đồng ý hẹn hò với nhau. Và mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Một lần nữa tôi xin thông báo là tôi có upline Bạn Muốn Hẹn Hò tại thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi tuần nha quý vị, thứ bảy và chủ nhật. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi upline của Bạn Muốn Hẹn Hò. Ai muốn tìm được nửa yêu thương hãy đến với chúng tôi, bởi vì số lượng rất là đông nên quý vị hãy đăng ký sớm nha. Còn bây giờ có lẽ thời gian phát sóng đã hết. Cảm ơn những tình cảm quý vị và các bạn qua theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng UVC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dạ thì em rất là ấn tượng vì anh, hy vọng anh cho em một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Đồng ý ạ. Ta cùng giới thiệu về nhau đi nào. Mời nhà trai. Em chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân, chào bạn em. Nữ bên kia và toàn thể khán giả ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Tiến, 24 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm trợ lý xe máy của Ban Kỹ thuật Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Rồi, còn mình giới thiệu nào? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quỳnh Linh, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Con xin tự giới thiệu, con là Yến, năm nay con 22 tuổi và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề nghiệp của con là giáo viên tiểu học ạ. Rồi bây giờ mình sẵn vậy là mình nói luôn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con á là con là một người làm việc rất là trách nhiệm, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Con rất là thích yêu động vật. Nhà con có nuôi chó và mèo. Ừ. Rồi có điểm yếu gì không? Điểm yếu của con á thì khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình á. Con cũng dễ vui, dễ buồn, dễ khóc, cũng dễ giận hờn. Ờ. Dạ. Hay quên, gọi bạn con hay gọi con là não cá vàng á con. Vậy đó hả? Dạ. Rồi xin mời nhà trai nghe tâm sự bên đây, nhà trai thấy sao? Cũng thấy là bạn có nhiều điểm là khá tương đồng với em. Em thì yêu tổ quốc, yêu đồng bào hơn là yêu động vật và chó mèo. Còn Tiến có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Về điểm mạnh của em thì em là một người sống vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có những khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì về tính cách thì em cũng hơi thẳng tính, dễ bị mất lòng. Phòng không mà, nên tất cả mọi thứ phải nghiêm chỉnh chấp hành chứ, đúng không? Dạ vâng. Chứ đâu phải như người ngoài mà bỏ qua được. Dạ cái nào rõ ràng là cái đó. Bạn bên đó có thích quen với các cô giáo không? Mơ ước là được lấy một người phụ nữ là làm giáo viên ạ. Ồ, giáo viên tiểu học. Giờ đúng giáo viên luôn rồi đó. Ừ, giáo viên tiểu học đó. Tiến có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình rồi. Hai mối rồi hả? Mối dài nhất là mấy? Dài nhất là khoảng được 3 năm ạ. 3 năm có kinh nghiệm trong tình yêu rồi? Dạ không, thì thực ra thì nói là tình yêu thôi nhưng mà chưa gọi là một có cái gì đấy thật sự yêu thương quá mức ạ. Ủa là sao? Là tình yêu đơn phương thôi anh. À đơn phương thôi hả? Đơn phương mà 3 năm luôn. Vâng, em đúng là một điểm yếu của em nữa là em làm một việc gì đấy thì em thường hay muốn làm hết mình và đôi khi vẫn hay cố chấp vậy. Còn mình bên đây sao nè, mình có mối tình nào chưa? Dạ thưa cô thì con chưa có mối tình nào sâu đậm. Chỉ có một mối tình là dừng lại ở mức tìm hiểu nhau thời học sinh cấp 3 cô. Cũng vì khoảng cách địa lý xa quá nên là cũng dừng sao lại. Sao mà cách lòng luôn? Dạ. Cái mẫu người đàn ông của con là con muốn như thế nào? Con muốn một bạn trai là cao hơn con. Từ 1m6 trở lên, hơi ú một chút. Hơi ú hả? Dạ. Cỡ anh, cỡ chú Quỳnh Linh không? Dạ được. Được phải không? Dạ. Từ chú Quỳnh Linh đổ lên đúng không? Dạ. Con sợ những cái gì, tính cách nào ở người bạn trai? Dạ con sợ nhất ở người bạn trai á là vũ phu cô, gia trưởng. Yên dạ. Tâm, chàng trai này không có vũ phu đâu. Người ta được rèn luyện trong môi trường quân đội ha. Nhất là một anh chàng không quân, đẹp trai, chắc chắn không có ú. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh. Dễ thương quá. Con biết rồi là bộ đội mà không ú được đâu, ta luyện gì? Tập chắc lắm này nè đó, các chú không quân nè, đẹp trai không? Không ai ú đâu. Dạ. Không? Ú mới bay đâu có nổi. Chào cưng. À, thấy đẹp trai chưa? Ừ. Dễ thương. Ừ. Không, nét phong trần. Bây giờ mình cao 1m nhiêu nè, giờ cổ nói từ 1m6 đổ lên đó. Dạ em dư 8 phân ạ. Thấy chưa, 68 luôn. 1m68. Dạ. Ngon lành. Đô chứ không ú nha, đô dạ. Con nha. Đô cũng được cơ. Đô là quá được luôn đúng không? Đô mà chắc. Ừ. Còn hơn ú mà nó không chắc. Nhưng mà mình có vũ phu không? Dạ chắc chắn không ạ. Chắc rồi chắn nào? Là không đúng không? Quân đội ta làm gì có chuyện đó. Thì từ từ tôi hỏi người ta, ông làm gì, ông làm gì ông la lối tôi hoài vậy? Trai tao phải binh đàn trai chứ trời ơi. Ủa tôi có nói gì đâu mà ông binh trời. Không cần phải hỏi những điều đó. Quân đội là ta nghiêm chỉnh lắm. Cười quá, bên nhà gái ta hỏi thì giờ tôi phải mượn lời tôi hỏi thôi. Ngộ ghê ha con ha. Nói nghe nè, em thì em thích cái người con gái của mình như thế nào? Mẫu người con gái của em thì đơn giản lắm, nói chung là xinh đẹp như chị là được. Không thích con gái luộm thuộm. Nãy bạn nói là bạn cực kỳ sạch sẽ luôn á. Ừ, mà gọn gàng nữa. Qua cái tâm sự này thì mình thấy mình được bao nhiêu phần trăm rồi? Con thấy mình được trên 80%. Tự tin mà nói là trên 80% nha. Bên đây 90 không? Bên em 95%. 95%. 95%. Vậy là hợp lý rồi. Coi như nam thanh nữ tú đó nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình gặp mặt ha. Chính xác. Bây giờ mình đi với ai nè?
Dạ thưa cô, là con đi chung với hai người bạn thân của con ạ. Tại vì mời hai người bạn thân. Bạn này quen lắm nè, tham gia chương trình rồi nè. Phải không? Đúng dạ, rồi. Dạ đúng rồi. À. Số chú bộ đội đúng không? Dạ đúng luôn ạ. Ồ, hèn gì. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con, không có mẫu hình lý tưởng. Đó, bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, con thấy con chắc 100% rồi đó. Trời ơi. Đầu tiên là con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các anh chị có trong trường quay ạ. Con tên là Ngọc Trâm, là bạn thân của Yến. Anh yên tâm đi, Yến là người sạch sẽ lắm. Lâu lâu rảnh là lôi hết cái phòng ra dọn dẹp vậy. Thế nên là anh cứ yên tâm về bạn ấy. Gặp được nhau ở đây rất là cái duyên rồi. Em mong là hai người có thể cho nhau một cái nợ để có thể tìm hiểu nhau sâu hơn. Trâm, cho chú hỏi nè, cái mối quan hệ của con với lại bạn trai bộ đội, bộ binh đó, hôm trước thì tình hình thế nào rồi Trâm? À, dạ vẫn đang tìm hiểu thôi à chú. Có liên lạc nhau tốt không? Tiến triển tốt không? Nó đang ở mức giữa giữa thôi. Rồi từ từ nó sẽ gần gần hơn xíu nha. Rồi dạ, chúc cho dạ. Hai bạn biết đâu hôm nay không quân với bộ binh kết hợp luôn. Đánh đâu thắng đó. Dạ, dạ có hơn chứ. Rồi Tiến đi với ai Tiến? Báo cáo anh là em đi với thủ trưởng của em và những người đồng đội ạ. Chào thủ trưởng của Tiến. Xin kính chào quý vị khán giả trên trường quay. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Tôi tên là Vương Đức Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 935. Về đồng chí Tiến là một sĩ quan trẻ mới ra trường nhưng có tinh thần trách nhiệm rất là cao, rất là nhiệt tình, hăng say trong công việc. Thế còn về cuộc sống đời thường thì đồng chí là người rất là quan tâm đến mọi người. Rồi bây giờ đồng chí thấy cô giáo viên tiểu học bên đây sao nè? Bạn gái rất là duyên dáng, rất là tuyệt vời. Nếu như cách đây 15 năm thì tôi bấm nút liền. Tiến ơi, em hãy nhanh tay lên. Tinh thần của không quân là quyết chiến, quyết thắng. Và mong bạn sẽ về với đội của chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn đây hỏi bạn gái cái nè. Nhưng mà lý do gì con lại thích chồng trong quân đội? Hồi con còn là sinh viên á, con có tham gia một số chương trình bên trường quân đội á. Mỗi lần tham gia như vậy thì con thấy có cảm tình nhiều hơn. Nên là bây giờ cứ thấy bộ đội là con thích à. Ồ, vậy đó. Rồi mở rào. Bắt đầu cho Tiến. Nào, quyết chiến quyết thắng nha. Anh chào em ạ. Anh có món quà muốn tặng em. Tặng cho em một lọ hoa lavender ạ. Biểu hiện cho sự may mắn và trung thủy ạ. Và muốn tặng em cho một cuốn sách mang tên là Tử Tế Đáng Giá Bao Nhiêu ạ. Cuốn sách để giúp em những cái lúc cô đơn nhất thì có thể có một người bạn tâm sự. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh, đó là một cuốn sổ nhật ký và một cái viết. Thì em cũng hy vọng là anh sẽ viết ra những tâm sự của mình vào đây. Dạ, có thể là chuyện vui, chuyện buồn hay mọi chuyện trong công việc thì anh có thể tâm sự vào đây ạ. Dạ. Ừ, anh cảm ơn em ạ. Dạ, và đặc biệt thì em có một bài thơ viết tặng anh. Cái này em sưu tầm được. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh, cái gì em cũng có, chỉ là thiếu mỗi anh. Thì em gửi tặng anh. Đây, anh cảm ơn. Tiến đáp lại Tiến. Dạ, quá xúc tích. Anh cảm động lắm. Anh xin cảm ơn. Hỏi hát bài tặng bạn đi đáp lại cái bài thơ đó. Vâng, đến với lại chương trình ngày hôm nay thì em xin gửi đến bạn gái cùng hai MC toàn thể hội trường bài hát Hạnh Phúc Ngày Và Đêm. Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch, bùa đều đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo giàn, ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giao anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ, chờ ngay trong cách chờ nơi cháy ngời tình yêu. Pháo anh lên đồi cao ná vào đầu giặc Mỹ, giặc dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối gục đầu, cuộc đời xanh tươi che, ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu. Đêm ngày trong chiến đấu anh vẫn sống. Vẫn em với anh em. Sống vẫn gần nhau. Em run quá. Gặp đầu tiên là bắn pháo liền ha.
Mời hai bạn về vị trí. Dạ, nếu mà mình có cơ hội để tìm hiểu nhau anh, thì anh sẽ dành thời gian cho em như thế nào? Anh sẽ dành thời gian cho em một tuần từ 2 đến 3 lần. Không cần phải cuối tuần, mà ngày thường nếu em có thời gian rảnh thì anh có thể dành thời gian để hẹn hò. Ấn tượng đầu tiên của em nhìn về anh là thế nào? Anh cười rất là đẹp. Cười tỏa nắng đó hả con? Dạ, khi gặp em thì anh ấn tượng em như thế nào? Lần đầu gặp thì là anh thấy giọng nói của em rất giống, đúng là một cô giáo trong mơ. Em có sẵn sàng để làm quen một chàng trai mà đang xây dựng sự nghiệp như anh không? Dạ, em rất là tự tin khi nói câu là em rất là sẵn sàng. Tại vì em cũng rất là quan tâm, giúp đỡ mọi người, biết sự cảm thông cho người khác. Nên là việc mà làm quen với quân nhân thì em đã xác định từ trước rồi ạ. Em tiến tới, em nắm tay cô gái đứng lên. Hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói lên cái cảm nhận của mình trong lúc này, trái tim mình ra sao cho cô ấy biết nào, để mình truyền cảm xúc cho nhau. Hai đứa nắm vô cái điện đó là bao nhiêu vôn đó là biết liền. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào, nói cái gì đó, những cái gì mình đang suy nghĩ, đang khắc khoải trong con tim của mình. Nếu ai được hỏi anh có thứ quý giá gì nhất ngay bây giờ thì anh hỏi rằng là anh được gặp em. Chú lãng mạn quá chú thiệt á. Dạ hiện tại thì con đang rất là hồi hộp mà không biết nói gì nữa. Nói dảnh thì con đâu đây ra. Nói dảnh dạ. Đi. Thực sự tôi nói cho ông biết là phụ nữ tụi tôi mà với một người đàn ông như thế này tụi tôi rụng tim luôn rồi, không có nói năng gì được hết trơn rồi. Giờ chỉ có trao thân gửi phận thôi à, chứ còn không có nói gì được. Để thử coi em nói gì với ảnh coi, trong lúc này em đang suy nghĩ điều gì, nhìn thẳng vào mắt. Dạ thì em tức là ấn tượng gì anh, hy vọng anh cho em một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Mình đồng ý. Về chỗ đi. Nhấn luôn đi con, khỏi đếm. Có như tự tụi con nói chuyện hết rồi. Cái ngọt ngào dễ sợ luôn, dịu êm. Để tay nút bấm đi em. Đây con. Nào, bên trái kìa tiếng. Chúng ta đã nghe những lời ngọt ngào. Và mọi người còn cảm nhận rằng hai trái tim ấy nó gần như đập một nhịp với nhau rồi. Chính xác. Vấn đề còn lại là chúng ta làm thủ tục xem nút bấm có đỏ cùng nhau hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Đỏ tươi luôn. Đúng không con? Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Bây giờ đã có anh rồi. Bây giờ trước mặt gia đình của bạn gái đang xem truyền hình, xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Thì hôm nay con đến tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì cũng muốn tìm một người tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Con hứa là con sẽ chân thành và trao trọn niềm tin cho bạn ạ. Bạn gái, nói gì với gia đình của bạn Tiến đi. Dạ, đầu tiên thì con chào hai bác. Thì con với anh Tiến tới đây thì cũng là một cái duyên cái phận rồi. Thì hy vọng là hai bác sẽ tạo điều kiện và cho con với Tiến tìm hiểu nhau. Con xin phép chú hiệu trưởng cùng các anh ở trong đơn vị là cho con với Tiến được tìm hiểu nhau. Và hy vọng là chú hiệu trưởng sẽ tạo điều kiện về thời gian để hai con gặp nhau thường xuyên hơn. Nè, ta làm thủ tục cái nào, nụ hôn đầu tiên nào. Cho con gửi đến nụ hôn tới bạn nữa. Rùng quá. Thì em có một mối tình được 7 năm. Bạn ấy tên gì? Tên là Loan ạ. Dầu Loan. Dầu Loan cũng mệt lắm. Dầu thơm mới là vô. Em ở quận 7 công việc tốt không? Dạ. Nhưng mà em sẵn sàng đi theo chồng ạ. Cho nhau một cơ hội để đến kết hôn nhân thì càng nhanh càng tốt. Mẹ hả? Tôi phấn khởi. Mời nhà trai. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em xin chào anh Quyền Linh chào và em. Chị Hồng Vân ạ. Chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Cù Hy Dầu, năm nay 32 tuổi, quê em ở Hải Phòng ạ. Dầu làm gì Dầu? Dạ thì em bây giờ hiện tại đang làm quản lý máy móc cho chị gái ạ. Làm về bên tiền vàng ấy, tiền vàng vàng mã đấy ạ. Ở Hải Phòng luôn? Dạ vâng ạ. Tức là từ Hải Phòng vào đây tham gia chương trình luôn. Dạ vâng ạ. Trời rồi. Ơi. Còn em giới thiệu nào?
Em tên là Lê Thị Thơm, hiện tại em 27 tuổi. Và hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam ạ. Bạn là tên giàu, bạn kia tên Thơm, giàu Thơm. Nhưng mà Thơm làm ở đâu? À dạ, hiện tại em đang làm ngay quận 7 ạ. Quê Thơm là đâu Thơm? À, quê em ở Thanh Hóa ạ. Ôi, thế là cũng được rồi. Bao lâu em về Thanh Hóa một lần? Tùy anh Quyền Linh ạ. À, một năm em về một lần. Có khi thì nếu mà có thời gian thì em sẽ một năm sắp xếp về 2-3 lần ạ. Vậy là hay, kỳ này về Thanh Hóa xong ghé hai phòng ha. Dạ, hai phòng. Em không ngại sai, chỉ cần lý do thôi. Đó, thấy chưa? Dầu Thơm không thể dầu rồi. Điểm yếu, điểm mạnh của dầu là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em biết nấu ăn ạ. Chăm chỉ trong công việc. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính, hay ngủ quên. Còn em sao nè? Em không có điểm mạnh gì nhiều, nhưng mà cái gì thì em cũng có thể làm được. Nấu ăn thì em cũng biết một chút. Còn điểm yếu của em thì em cũng giống như bạn bên kia là hay quên á. Tài khoản ngân hàng rồi là mật khẩu Facebook, Zalo gì đó là em cũng không nhớ luôn. Những cái tài khoản đó em chỉ dùng một mật khẩu duy nhất thôi. Có gì mà quên á, là chỉ nhớ một cái đó thôi á. Không sao. Bây giờ em tài khoản giao cho giàu nhớ bên đây được rồi. Tôi với ông Canh á, hai bạn này mà lấy nhau á, tụi mình mượn tiền tụi nó đi. Rồi nó không nhớ tôi á, ông mượn nữa. Ừ. Chúc nhớ nói tài khoản cho anh biết chứ nha. Dạ. Giàu có bao nhiêu mối tình rồi? Thì em có một mối tình ạ, thì được 7 năm. Trời ơi, thì quen tới 7 năm nè. Bọn em chia tay cũng được 3-4 năm ạ. Lý do sao giàu? Tại thì lúc bọn em quen nhau thì em vẫn đang ở bên công tác bên nước ngoài ạ. Em ở đâu? Em ở bên Hàn Quốc. Dạ, em đi Hàn Quốc từ năm 17 tuổi. Thì em mới về trong Tết năm 2019 ạ. Đi hợp tác lao động bên đó hả? Dạ vâng ạ. Em 14 năm ạ. Em nói tiếng Hàn giỏi không vậy? Dạ em cũng biết chút chút ạ. Annyeonghaseyo. 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 Manasseo Bangkapimida. Bangkapimida. Rồi cái cô bạn gái đó lấy có gia đình chưa? Dạ có rồi ạ. Bạn ấy tên gì? Tên là Loan ạ. Dầu Loan. Dầu Loan cũng mệt lắm ạ. Dầu Loan đúng rồi. Dầu Thơm mới là vô. Rồi em nói như em đi Hàn Quốc về thì sao em lại không có người yêu? Em về đấy thì công việc của gia đình cũng bận nên em cố gắng làm sao là phụ giúp chị trong những cái năm chị đang bận, đang định mở rộng ra ấy. Thì em cũng có đi tìm hiểu ấy, nhưng mà ở chỗ em con gái đi lấy chồng hết rồi. Lấy chồng Hàn Quốc ấy, thanh niên xã còn nên xã bảo là tại sao cho con gái đi lấy chồng hết rồi ấy. Lý do em ế là như thế. Rồi nay là thấy ngon rồi. Dạ em chào chị. Chào cưng. Dạ. Rồi bây giờ ở nhà thì lại phụ nữ thì toàn 19-20 bằng bé bé này, ra em hỏi tên thì toàn gọi chú. Vâng. Thế là không có, em ngại quá, nhiều lúc cũng bảo là bây giờ anh hỏi thế thì anh bị điên à ấy. Thơm thì sao? Em có mấy mối tình rồi? À dạ hiện tại là quá khứ là em đã có 2 mối tình ạ. Mối tình gần nhất của em là cũng yêu nhau được 3 năm ạ. Lý do bọn em chia tay là không hợp nhau, tại vì bạn ấy cũng không có tính cầu tiến trong công việc. Cái thứ hai nữa là có một số tính cách mà hai đứa cảm giác là chưa tìm được điểm chung ạ. Em chia tay gần 1 năm rồi ạ. Bây giờ em mong muốn là cái người bạn đời của em sẽ như thế nào nè? Mong muốn của em thì nó cũng đơn giản lắm. Em tại vì tính em cũng thoải mái nên bạn gái chỉ cần biết chung thủy, biết quan tâm gia đình là được ạ. Ngoại hình thì nhìn nét hiền hiền một tí. Hiền tí đúng không? Dạ. Quan coi bên kia hiền cái nào. Phải không? Dạ, em chào anh. Chào em, xinh đẹp ha. Dạ, em cảm ơn anh. Thơm hả? Dạ, em tên Thơm. Hương Thơm á anh. Hương Thơm dễ thương ha. Dạ. Hương Thơm muốn một người yêu lý tưởng thế nào Hương Thơm? Em thì cũng không có yêu cầu gì cao cả. Tại vì những yêu cầu mà trước đây em đặt ra thì hoàn toàn là trái ngược lại với những hai cái người trước em yêu rồi. Nên là em nghĩ là em chỉ cần bạn ấy có tính cầu tiến, biết chăm sóc cho gia đình. Bạn không hút thuốc. Em ở quận 7 công việc tốt không? Dạ. Nhưng mà em sẵn sàng đi theo chồng ạ. Đấy, cái nó mới hay. Đấy cái câu ấy mắt lòng mắt dạ em ơi. Nhà chồng ở Hải Phòng. Em gái, em dạ. Không thích điều gì đàn ông nè? Em không thích là bạn trai là hút thuốc. Tại vì em không ngửi được mùi thuốc ạ. Không hút đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng rồi, không hút thuốc. Không hút thuốc. Thứ hai là không có tính tiến thủ trong công việc. Người ta vậy, ta đi nước ngoài, ta làm ăn, không người ta chuẩn bị để lấy vợ rồi ta phụ bạn chị này làm là, cái bạn này là tiến thủ rồi, cái đó không lo rồi. Em không
không thích bạn trai mà như kiểu là nói nhiều quá. Em làm sai cái gì thì bạn chỉ cần nói một lần thôi là em tự hiểu, em tự sửa sai cái điều đó. Bạn mà cứ nói nhiều quá em nhức đầu lắm. Không có la rầy em quá nhiều đúng không? Dạ. Giàu đi với ai giàu? Dạ em hôm nay em đi với mẹ với lại hai chị gái ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào tất cả quý vị trong trường quay hôm nay. Tôi là mẹ của cháu giàu. Bạn gái này cũng xinh đẹp, nghe cũng hiền lành phúc hậu. Giàu ơi còn cố lên. Mẹ muốn hai con cho nhau một cơ hội để đến kết hôn nhân thì càng nhanh càng tốt. Mẹ cũng phấn khởi. Bây giờ hỏi chị gái cái nè. Hỏi coi chị gái có bố trí công việc sẵn chưa? Bố trí cho em nó một công việc ngay và liền. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là chị gái của giàu. Nếu mà chị nhìn thấy em cũng mến, xinh đẹp thì là chị cũng mong cho hai em cho nhau một cơ hội để đến với nhau. Còn về công việc thì em cứ yên tâm. Thì công việc của nhà chị thì làm thì không có sức đâu. Việc nhiều. Rồi em xin hết. Rồi. Về đếm tiền thôi em. Cứ đếm tiền ha. Rồi Thơm đi với ai nè? Hiện tại là em đi với lớp tập yoga của em ạ. Bên kia là thầy của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thầy thì thấy em trai bên này là nói chung là có rất là nhiều ưu điểm. Thầy mong rằng là các em sẽ tìm hiểu về sau này nữa. Coi như là chúng ta sẽ đồng ý bấm nút. Giống thầy hy vọng là vậy. Rồi cảm ơn thầy. Rồi bây giờ mở rào cho dầu thơm lan tỏa. Mở rào. Trăm năm trước ta không hề gặp, hôm nay đây ta đã gặp lại nhau. Tặng hoa đi. Đứng lên trao quà, đơ trao ơ đồ. Hôm nay anh có bó hoa tặng em. Thì bó hoa này không được đẹp lắm thì anh mong là em sẽ là bó hoa đẹp nhất. Dạ, em cũng có món quà để tặng anh á. Anh đoán thử xem cái này bên trong là cái gì. Cái này anh thấy giống cái chai đựng nước. Không, anh đoán sai rồi, anh mở đi. Gì mà hồi hộp vậy? Đừng nói tặng dầu thơm nha. Táo Linh ơi. Hả? Táo. Anh biết lý do làm sao em tặng anh táo không? Có nghĩa là em như mấy quả táo này đấy. Kiểu là ở trong này á, người ta gọi táo gọi là bom. Em đang đợi anh rước em về á. Như bom nổ chậm anh. Anh cảm ơn em nhé. Táo chín rồi đó em hái đi. Em là con gái em nói trước đi. Em thì hiện tại đang làm ở quận 7 mà. Công việc của em thì cũng ổn định ở đó. Anh có, nếu mà anh yêu em á, ở ngoài đó thì anh có vô thăm em không? Anh đi thì anh mà nhớ em là anh sẽ thăm em thường xuyên. Dạ. Nói chung là công việc thì đã xác định hôm nay thì anh gặp em ở đây. Dạ. Thì anh cũng xác định là đến với nhau hết cả cuộc đời cơ. Dạ. Thì cái việc thăm em thì rất là dễ với anh. Em cũng không có giỏi lắm về giao tiếp hoặc là em cũng không có giỏi lắm về việc nhà không? Thì anh có đồng ý với cái việc nhà thì anh, cái việc nhà thì anh làm được. Yeah. Bất kể việc gì trong nhà là anh làm được. Nói chung là những lúc anh mệt ốm đau mà em biết chia sẻ là như nào thì cái đấy là ở giữa hai đứa mình là vợ chồng với nhau. Em hỏi Thơm nè, khi mà mở rào ra cái cảm xúc đầu tiên khi mà em gặp anh là như thế nào? Cảm xúc của em thì em thấy anh rất là hiền, y như là mấy hôm nay em tưởng tượng vậy đó. Tại vì mấy hôm nay trước khi đi này em hồi hộp dữ lắm. Em cũng tưởng tượng, mường tượng ra. Nói chung là mình cũng đã có một cái duyên trước đấy rồi. Thì em cảm giác là định mệnh rồi đó. Anh cũng vậy. Với lại là cái địa lý nè, phải tính cái vụ mà địa bây lý giờ dễ rồi. Em ra hay là anh vô. Chắc đó. Em ra nó dễ em hơn. Em không ngại, miễn là anh ấy mà lo được cho em. Anh có thể mời em về làm kế toán. Tại vì em cũng đã học kế toán rồi. Anh em không làm gì giỏi nhưng mà đếm tiền thì em giỏi lắm anh. Cái vấn đề này thì lúc nào mà em làm vợ anh thì hai đứa mình sẽ bàn bạc tiếp. Mình mà tiến tới hôn nhân ấy thì như em thì sinh mấy đứa thì là phù hợp em nhất. Chỉ thích là hai đứa thôi. Tại vì nếu mà nhiều quá thì mình không đủ khả năng mình chăm lo cho con của mình có cuộc sống tốt. Thì nếu mà ít quá một đứa thì nó buồn, nên là em nghĩ là hai đứa là hợp lý. Rồi bây giờ mình tiến tới đi. Dầu dạ. Nắm tay Thơm, nhìn mặt thẳng vào mắt Thơm,
và hát một bài hát nào đấy. Anh được nắm tay em. Không biết cái dầu thơm này hiệu gì đây giời ạ. Thì hôm nay đến chương trình thì anh cũng chuẩn bị một bài hát. Dạ. Mà bài hát này là lúc trước là bố anh hát tặng mẹ anh. Thì mới tán đổ mẹ anh được. Thì dạ, anh học lại của bố anh thôi. Thì dạ, anh hy vọng là sẽ đưa em về nhà anh được. Người ta thường nói lấy chồng không mong ước nhiều, chỉ mong được em tha thiết vỗ về lưng niu. Nhưng nếu có người con gái nhìn anh say đắm và không hề nghĩ tình yêu đến vì tiền, ngày mai hậu phương có em, ngày mai hậu phương có anh sẽ lên vợ chồng. Anh xin hết ạ. Em thì hiện tại em cảm xúc là rối bời luôn anh. Rối bời. Lúc lên lúc xuống. Mong rằng nó lên nó được xuống. Rồi, thôi quay mặt để tay vào nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ nha. Nào, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Úi giời, hai cạch cạch rồi. Không, thời với gian thì hai cạch cạch cạch. Chúng ta đã bắt đầu chính thức hẹn hò với nhau. Dầu 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 thơm thơm đi. Em xuống thầy. Dầu là phải thơm. Có bao nhiêu mối tình ở trong này rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Bên đây cười mỉm chi liền, nghe nó chứa mối tình là phải. Phải lắm. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bạn nam giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể các bạn. Em tên là Trần Xuân Bích. Hôm nay là em 28 tuổi và em ở Bình Định. Làm nghề gì? Dạ em làm bên đèn led. Đèn led? Dạ. Là bóng đèn á. Dạ làm mấy cái màn hình led. À màn hình led đó hả? Dạ. Rồi bạn làm ở đâu? Dạ em làm ở Tân Bình. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. À, em tên là Nguyễn Thị Lắm. Em 27 tuổi, em đến từ Bình Định ạ. Bình Định luôn? Dạ. Ồ, hiện nay bạn làm công việc gì ở đâu? Dạ hiện tại thì em làm kế toán quận 5 á chị. Mình có bao nhiêu mối tình ở trong này rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Sao vậy? Tại vì một phần là cái môi trường làm việc của em á, đa số toàn là nữ không mà chị. Lại em cũng hay đi chơi bên ngoài mà toàn bạn nữ không à. Nên là mình cái thời gian mà mình gặp bạn nam nói chung nó cũng hạn chế. Tụi em đi chơi đâu mà toàn nữ không? Cuối tuần em đi cà phê với bạn bè. Cà phê, quán cà phê, con trai thiếu gì. Mà tụi em con gái toàn rủ nhau đi không à. Ờ thì mình đi với con gái cho nó có tụ rồi mình ngồi mình phải đĩa qua đĩa lại kiếm chứ. Được rồi, bây giờ muốn có bạn trai lắm chưa? Muốn lấy chồng chưa? À, dạ chồng thì cũng muốn nhưng mà sang năm rồi chị. Trẻ mà cần gì đâu, từ từ bình tĩnh, chưa có mối tình nào. Bên đây cười mỉm chi liền, nghe nó chứa mối tình là phải. Phải lắm. Có mối tình nào chưa? Dạ em thì chính thức được một mối tình. Còn rau ria thì cũng được. Rau ria là sao? Nó rơi rụng quá chị. Rau ria thì quá trời hả? Mà cái mối tình chính dạ, thức không, là? Dạ không, cũng 2-3 mối tình gì đó rồi. À chia tay lâu chưa? Dạ được 3 năm rồi. Thôi bây giờ mình nói đi, mình tìm người yêu thế nào, làm vô luôn đi. Em không quan trọng về cái ngoại hình cho lắm. Nhưng mà ví dụ như mà mình nhìn vô thì được phải có một cái đó thì có cảm tình. Có nghĩa là cái khuôn mặt phải có hậu. Không cần cao quá mà cũng đừng có nên lùn quá. Dạ. Có con nghề nghiệp. Bạn gái bên kia, bạn đi tìm người yêu của mình như thế nào? À, dạ em yêu cầu mỗi bạn nam là có mình có tính lập trường, mình có tính cầu tiến. Rồi. Lại ngoại hình thì cao hơn em là được rồi. Em cao mét mấy? Dạ em có mét 55 rồi anh ơi. Rồi khỏe. Dạ, dạ đủ đủ. 56 đủ đủ gì nữa. Rồi gì nữa? À, với lại biết chăm sóc bản thân mình một tí. Rồi bên đây cũng chăm sóc kỹ lắm. Mình có những cái điểm mạnh với điểm yếu nào? Dạ ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Bên cạnh đó thì về phần nhược điểm thì mọi người nhận xét em là hiền quá, là dễ bị bắt nạt á chị. Lại em dễ tin người, lại xỉn vô thì em nói nhiều xíu. Xỉn vô hả? Dễ tin người mà còn xỉn nữa, còn hay xỉn lắm hả? Dạ không, tin lâu lâu mà chị, lâu lâu mình vui bạn bè á. Uống mình... nhiều mà xỉn? Dạ uống có 1 lon ạ. Mấy? 1 lon. Uống 1 lon mà xỉn? Dạ. Bạn có thấy mạnh yếu gì không? Em nói điểm yếu trước đi, rồi. Tại điểm yếu nó nhiều vậy nói. Rồi. Cả em thì em dễ tin người. Giống bên kia. Dạ. Hai người tự tin nhau hai luôn. Nữa là em khi mà đi chơi với bạn bè thì mình hay ít khi mà dừng giữa chừng á, hay bị bạn bè nó rủ rê đó. Thì ở nhà là cũng nghĩ là kêu bạn bè nó rủ đi á thì ra cũng ngồi uống vài lon nói chuyện rồi tao về.
Ở nhà nghĩ là dở nhưng ra ngoài bạn bè nó rủ rê là không thể sáng luôn lại được. Nói chung là dễ dụ. Điểm mạnh là gì? Nói chung là em biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Hèn chi tướng miệng quá. Chơi môn gì? Chơi môn gì bạn? Em chơi đá banh chị. Bao lâu đá một lần? À, tuần thì khoảng đá khoảng 3-4 trận. Trời, tuần mà đá 3-4 trận là dữ lắm rồi nha. Đá 3, khỏe lắm à. 4-5 trận không? Trận 3-4 phút á. Giỡn hoài. Bạn không thích điều gì ở người bạn trai? Dạ em không thích ở bạn trai điểm là gia trưởng. Với lại đàn ông mà có tính đàn bà quá em cũng không thích. Không đá banh, không nên nổi đâu. Cũng tính đàn bà lạ lắm nha, đàn ông tính đàn bà lạ lắm á. Trời trời ơi trời, gì đá banh từng 3-4 trận đó hả trời? Trận 3-4 phút thiệt luôn hả? Đậu trận phải 1.5 tiếng á chị. Chạy nổi hả? Em tiền đạo chủ lực mà. Tiền đạo chủ lực. Lừa dài thử dài dài dùng banh cho tôi coi coi. Lừa lừa dạ? Lừa dài cái tôi coi. Không coi. Có banh sao lừa chị? Ông tưởng tượng có trái banh đó, trước mặt ông lừa lừa cái chân móc 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 coi. Giờ sao muốn vợ không? Dạ muốn. Nhanh. Lừa sao chị? Thì đó thì dụ tưởng tượng như trái banh trước nè, ông ấy bỏ cái đó xuống làm trái banh. Rồi Xuân Bích dẫn bóng đang tiến tới, dẫn qua một cái thủ, hai đối thủ sàng qua sàng đi. Lại dạ rồi rồi đó chị. Gì có chút xíu vậy sao giành được banh? Dạ giải như kỹ thuật nó điêu luyện rồi chị. Rồi một trận nó đá 3 phút mà ngoài cái đá banh ra còn thấy mạnh gì khác nữa không? Rồi ngồi xuống đi. Được rồi vậy hiểu rồi đó. Em biết hát. Hát gì? Em hát bolero. Là mạnh đó phải không? Chắc hát không bình thường rồi chứ không có mạnh lắm. Rồi làm thử một khúc coi. Em chỉ hát bài Không Bao Giờ Quên Em. Rồi. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao em. Ngày nào mới quen nhau vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên em. Được. Cái này mới thấy mạnh nè. Đây là thấy mạnh. Nguy quá à. Bạn có cái điểm nào bạn không thích ở người phụ nữ không? Dạ em không thích người phụ nữ hay dặn hờn, sơn móng tay móng chân. Ta sơn mắt mới gì đó chị tượng sơn đó. Ủa, tại vì em là xuất phát là ở quê nên thành em cũng muốn người nào mà chăn chắc hiền lành hay là ăn mặc mộc mạc giản dị như quê á. Hay tin người nữa phải không? Dạ. Rồi, tiếp tục đi. Điểm mạnh hát bolero, điểm nhẹ đá bóng. Trời ơi. Chào cười tươi quá trời em. Dạ. Nãy giờ em nghe hát em có cảm nhận gì cái giọng của anh ấy không? Hay quá anh ơi. Hay ngọt ngào ha. Hay quá luôn. Dạ. Em tưởng tượng cái người kiểu ảnh sao? Em nghĩ là mê thể thao chắc là cũng cao hơn em nhiều. Ừ. Với lại tướng tá thì cũng vạm vỡ. Vạm vỡ lắm. Tướng vạm vỡ lắm. Này em đoán đúng đó. Nhưng mà hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Một cái hình mẫu mà giống ai đó có thể không tưởng tượng không? Dạ hình mẫu của em thì giống như anh Đan Trường được rồi chị anh. Sao chốt với bọn anh luôn vậy? Hình mẫu của em giống Đan Trường vậy chị? Kêu mình chị chạy qua đây luôn. Đan Trường hả? Mày em lúc đang nằm quá anh. Mày đang nằm mà thiệt hả? Rồi thôi vậy được rồi đó. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Có chị gái em, có đồng nghiệp em và bạn cùng lớp, bạn cùng phòng với em. Dạ em chào anh Nguyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ, chào, chào quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em tên là Kim Phụng, là chị gái của Lắm. Hôm nay đến đây là ủng hộ cho em gái tìm được ý trung nhân của mình. Dạ, dạ. Chị thấy anh tiền đạo bên bển sao? Dạ em thấy em trai này cũng hiền lành, chân chất, dễ thương. Chắc là Lắm ơi em bấm nút hẹn hò cùng anh ấy nha. Rồi vậy là chị này khoái đá banh, tiền đạo chủ lực. Bích, mình có đi với ai không? Dạ em đi với chị con bác ruột, chị Thành. Chị con bác ruột. Dạ, alo em chào chị Cát Tường. Em chào chị anh Quyền Linh. Bây giờ hai người chào tụi chị rồi nha. Coi là giới tính thôi sao. Em thấy chị gái bên đây cũng dễ thương. Bạn bên kia có cái tật xấu gì không? Có. Nói nhiều. Ủa vậy hả? Ừ. Chết nãy giờ rồi. Nói đâu có nhiều lắm đâu ta. Khiêm tốn á. Có cái gì nữa không? Nói luôn như là chị em phụ nữ. Không, được cái có cái dễ thương. Cũng hiền lành lắm. Rồi thôi vậy là được rồi đó. Tốt hết á, chỉ có cái tội nói nhiều thôi. Rồi kéo màn lên. Người đàn ông lực lưỡng nào vạm vỡ tí về phía trước. Trời. Chào anh ạ. Có. Anh có món quà tặng nha. Dạ, em cảm ơn ạ. Đứng lên, đứng lên, đứng lên.
Em thấy sao đánh giá người đàn ông trước mặt vạm vỡ không em? Đứng đó đi, đứng đó cho ta coi dáng coi sao mắc cỡ gì đâu kệ. Anh đừng có chỉ nhục em nữa. Tướng em cũng đâu có gì đâu gì không? Không có gì hết để con người bạn gái cảm nhận rồi đó, sao? Nói chung là ngồi cái trí tưởng tượng của em, tại hồi nãy em vẫn nghe là anh này mê đá bóng á. Em cứ tưởng là cao và vạm vỡ lắm kìa. Messi hay Neymar đá bóng cũng nhỏ nhỏ còn vậy anh. Đúng rồi, đâu có sao đâu. Nhỏ vậy luôn lách mới dễ. Nhưng mà cảm nhận dễ thương không? Dạ cũng dễ thương ạ. Nụ cười dễ thương đâu, nhìn nụ cười bình định coi. Nụ cười bình định mà nhiều người ta nói nụ cười bánh hỏi lòng heo á. Đó, dạ. Đó chưa, dễ thương chưa, đặc sản bình định á. Thôi được rồi. Cảm nhận cho bạn nữ như thế nào? À, thì cái quan tâm đầu tiên của em là phải là người con gái bình định. À, thứ hai nữa là có đeo kiếm nhiều người đeo kiếm nhìn nó rất là dễ thương. Em đeo kiếm dễ thương mà không? Đúng rồi. Là sao, thích đeo kiến hay không thích đeo kiến? Em thích đeo kiến. Hên quá, nãy quá chị ơi. Hên quá. Nãy giờ không có đeo kiến nên ghi hình cho đẹp, mới quay qua nhìn mặt em mới đeo kiến vô đó. Anh còn gì muốn hỏi em nữa? Ví dụ thành vợ thành chồng rồi là theo em là ai là người giữ tiền? Thường tôi thấy con gái hỏi câu này không, bữa nay tôi thấy ông này hỏi. Trả lời đi em, trả lời thiệt bụng nha. Em nghĩ là con gái mới giữ tiền là tốt hơn ạ. Chính xác. Anh cũng vậy đó. Anh hỏi thách đố người ta hả? Anh hỏi thử người ta dám nói không chứ gì? Trời ơi, đàn gái tôi mạnh mẽ lắm mà. Hỏi mà anh hỏi đi, hỏi cho này hai đứa lấy nhau ai đẻ? Rồi bây giờ một câu tỏ tình với nhau. Thật là lãng mạn nào. Trong rất là nhiều người đăng ký chương trình đến đây thì vô tình thì anh lại được gặp em, thì đó là một cái duyên. Nếu mà có cơ hội thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Biết đâu sau đó, biết đâu trong cái duyên đó nó còn có chữ nợ nữa. Thì sau này chúng mình đến với nhau thì sao? Dạ. Rồi, vậy được rồi. Nào chúng ta có sẽ 3 tiếng đếm, các bạn quyết định. Suy nghĩ thật kỹ. Lắng nghe cảm xúc của mình, trái tim của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng sự đồng ý và hẹn hò của hai bạn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhịp đập của con tim. Những chiếc vé mời xem phim gửi tặng các bạn. Điểm mạnh của em trung thực, thẳng thắn và uy tín. Đó cũng là điểm yếu của em luôn. Không thích tên hói anh. Chết rồi, anh hơi hói á. Nhưng mà hói hài hòa tí cũng được anh. Hói hài hòa là sao? Giống như anh Quỳnh Linh là được. Mời bạn nữ ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Nguyễn Minh Tuyến, năm nay 26 tuổi. Em là người Ba Qua. Quê em là ở Vĩnh Phúc. Em sinh ra ở Vĩnh Phúc. Năm lớp 1 thì em đã vào Ninh Thuận sinh sống. Và hiện tại là em đang làm việc và sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên thuế của chức thuế quận Tân Bình. Rồi, mời bạn nam. Em xin giới thiệu, em tên là Tân Tài. Họ tên đầy đủ của em mà Tân Tài. Em năm nay 28 tuổi à nhà. Em xin chào anh Linh và chị Cát Tường. Chào tất cả mọi người trên phim trường. Chào tất cả khán giả đang xem đài. Và chào em gái ở bên kia bức màn. Tèn tèn tèn. Nghe rõ hết không em? Em nhớ được tên là Tấn Tài. À. Nghề gì Tài? Dạ em làm bên chăm sóc khách hàng của tổng công ty Nguyễn Kim ạ. Để sẵn làm luôn đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, còn bài nào nữa không? Điểm mạnh của em trung thực, thẳng thắn và uy tín. Đó cũng là điểm yếu của em luôn. Khi mà mình quá thẳng thắn thì gặp nhiều đối tượng sẽ không thích. Em có tật xấu gì không? Hay giống như là góp ý. Bạn gái nếu mà cần sự chia sẻ của em thì em sẵn sàng chia sẻ hết mình. Em cũng đang cần tìm một người là đóng góp ý kiến nữa. À. Vậy còn điểm yếu, điểm mạnh của mình là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, có trách nhiệm với gia đình và công việc. Còn điểm yếu của em là hơi nhút nhát và không có khiếu hài hước, không có khả năng ăn nói lắm. Nhút nhát chút xíu cũng được. Dạ cảm ơn. Tại vì anh cũng hơi nhút nhát chút xíu. Giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên mét bảy, cao từ mét bảy trở lên. Anh mét tám. Quá phù hợp quá. Rồi gì nữa? Có khiếu hài hước, có trách nhiệm với gia đình. Anh cũng thích sự vui vẻ, hòa đồng. Vì sự trách nhiệm thì em khỏi lo. Khách hàng tao còn chăm sóc được mà đừng có chi người thân đúng không? Dạ đúng ạ. Còn gì nữa em gái? Không thích tên hói anh. Chết rồi, anh hơi hói á. Nhưng mà hói hài hòa tí cũng được anh. Ủa hói hài hòa? Hói hài hòa là hói sao?
Từ hồi đó giờ mỗi lần nghe không thích hối là tôi đã bực mình rồi. Bây giờ còn cái câu hối hài hòa nữa. Hối hài hòa là sao? Giống như anh Quỳnh Linh là được. Vậy là anh hối hài hòa đúng không? Dạ đúng. Làm chuyện với anh Linh mấy năm bên đây mới biết. Mai mốt mình sẽ gọi anh là Linh hối hài hòa. Em thấy ai có ai hối mà người ta không thành đạt không? Mấy người hối toàn là giỏi không à. Hối hài hòa còn giỏi hơn. Còn cái gì anh không thích nữa đàn ông nữa không? Quá gầy. Anh hơi gầy á. Không có đâu. Anh bên đó cũng cỡ anh á. Cao hơn anh. Dạ càng được. Còn như anh đó. Cô gái này cũng có duyên với bộ. Được á, anh thấy dễ thương. Rồi. Hối hài hòa. Rồi bây giờ á, nếu bây giờ được thì em định khi nào tiến tới hôn nhân được? Khoảng 2 năm chị. Khoảng 2 năm. Dạ. Này ha. Dạ, chào bạn. Hài hòa không? Hài hòa, hài hòa. Người mẫu lý tưởng của em là chị Cát Tường. À, cảm ơn em. Nếu mà lấy nhau về thì mình lập nghiệp ở đâu? Lập nghiệp ở thành phố không chị? Nhà em ở thành phố mà. À, mình đã có nhà luôn rồi hay là mình ở với ai? Nhà ở chung với ba má. Ừ, chung dạ. Ba má. Vậy em là con mình... một. À, con một. Vậy sau này sẽ làm dâu đúng không? Ở dạ. Chung với ba mẹ luôn dạ, đúng không? Rồi. Rồi ba mẹ có đưa ra tiêu chí tìm con dâu tương lai như thế nào không? Dạ, ngoan, hiền, lễ phép, dễ thương. Dạ. Cô bên kia được đó em. Có cái điều gì bạn không thích ở người phụ nữ không? Không có thật, dối lòng, em sợ. Là hay là đi ngoài ăn nhăn với mấy bạn uống bia, cầm ly bia lên ấy, cũng được. Nhưng mà em tương đối là hạn chế một chút. Nói chung là em có vẻ thích, có vẻ là truyền thống một chút xíu đúng không? Đúng rồi. Em cũng thích một chút xíu hiện đại nhưng mà đừng quá được rồi. Thật ra bây giờ phụ nữ hiện đại lâu lâu tiệc tùng rồi thì được. Một hai uống một hai ly, một hai chai với dạ, bạn bè sao. Vẫn không sao. Không sao. Uống xỉn cũng có sao đâu. Vui mà có sao đâu. Bản thân em có ăn nhậu gì không? Trước đó thì em nhìn nhận khác là em không có uống một giọt rượu, bia, thuốc lá gì hết. Nhưng mà sau này thì với môi trường làm việc em hòa đồng với mọi người. Thí dụ giờ bạn nữ hơi hiện đại chút xíu, ví dụ như là nhuộm tóc hay là xăm mình, rồi có hình xăm rồi vậy thì em thấy sao? Đừng lố quá, xăm thì chỗ kín chút. Em không có xăm mình. À, thì được rồi. Tóc nhuộm đừng có lòe loẹt quá. Nói chung là hơi truyền thống một chút xíu. Hiện đại là cho nó có màu sắc chút cho vui thôi. Đừng lố đúng không? Dạ đúng rồi, cảm ơn. Không, những ý kiến em đưa ra anh thấy cô bên kia cũng khá hợp với cô bên kia đó. Mình làm dâu được không em? Dạ được chị. Tốt, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, em đi với ai nè? Dạ em đi với em trai và đồng nghiệp ạ. Em là em trai duy nhất trong gia đình. Gia đình em có 4 chị em lận. Chị Tiến thì đứng thứ 2. Thì em thấy chị em là một người cũng khá là hoàn thiện. Nói chung là nấu ăn ngon. Làm việc cần cù chăm chỉ. Khuyết điểm thì chắc là nhút nhát thì chị em cũng nói rồi. Còn về anh này thì tính cách của anh thì khá giống em nên em cũng khá thích. Em nghĩ là nhà anh hơi gia trưởng. Thì anh thì chút xíu về gia trưởng, tại vì anh làm nghề chăm sóc khách hàng. Nói chung là anh cũng biết lắm nghe, miễn sao là hòa đồng với mọi người. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với mẹ, dì, dượng, anh em và cả nhà đồng nghiệp. Dạ, kính chào MC Quỳnh Linh và Cát Tường và khán giả trường quay. Tôi là mẹ của Tài. Tài thì nó cũng hiền lắm. Thì mẹ cũng thấy là bên đây nó cũng hiền. Dạ tí con thấy hai đứa mà kéo màn á, coi được thì tùy con thôi. Miễn nó hạnh phúc. Cái gia đình chỉ cần là bé ngoan, biết gia đình, biết trên dưới này kia là tốt. Con cần ý kiến của nhiều người. Tôi là Dượng 7. Trước hết tôi xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường và quý vị ở trong đây. Ở nhà thì bạn bè đều khen tôi đẹp trai, nhưng mà rồi ai cũng nói tôi, nói là cho dù anh đẹp trai nhưng mà không bằng Quyền Linh. Thành ra bữa nay mà được gặp ở ngoài vậy đó, là coi như cũng thỏa mãn rồi. Cảm ơn chú. Còn về cháu gái bên đây á, cháu nói chuyện thì cũng hiền lành. Cháu trai của tôi thì hồi đó giờ cũng hiền lắm, ít nói lắm, tính tình nghĩa tốt, nhưng mà có thể rằng là trong tiếp xúc giao thiệp bạn bè có thể có nhiều người không hiểu. Dường bảy rất mong là hai đứa bấm nút hẹn hò với nhau, ta thấy hai bên cũng hiền lành dễ thương. Mà nếu mà bấm nút hẹn hò nhau thì nên cố gắng nhường nhịn nhau rồi tìm hiểu cho kỹ một chút thì sẽ dễ hòa hợp với nhau hơn. Thì chỉ có mấy lời vậy thôi. Rồi cảm ơn Dường bảy nha. Ý kiến của phụ huynh rồi xong hết rồi ha. Bây giờ ăn thua là hai bạn, chúng ta sẽ có 2 phút trò chuyện với nhau. Cảm ơn lên. Không gian này là của các bạn đó. Anh chào. Chào em. Mấy cái khăn choàng. Là đi Đà Lạt. Tấm thiệp tặng anh này em tự làm, tự tay làm trong có hình ngôi nhà. Okay. Đây là mơ của em. Tặng anh.
Đẹp quá. Dạ. Một ngôi nhà thiếu một vài đứa trẻ. Lần đầu tiên anh gặp em thấy em cũng hơi tròn trịa phúc hậu. Anh trong đó anh không biết nói gì nữa. Người con gái mà anh thích là sự gọi là tin tưởng, với lại cái thứ hai là biết yêu thương. Em là một người nhút nhát nên là em cũng muốn anh là đừng nhút nhát nha. Nó nhiều hơn một xíu. Anh chăm sóc khách hàng chắc cũng nói. Đúng rồi, thì anh đâu dám na khách đâu, thành ra anh cũng nhút nhát luôn đâu. Có bao giờ anh nói lớn tiếng với khách đâu, cho dù khách nói cỡ nào, cho dù khách sai, anh vẫn mỉm cười qua điện thoại với khách, vẫn chăm sóc khách hàng tốt. Thì anh biết rất biết lắng nghe và mong em cũng biết lắng nghe khi anh chia sẻ. Hẹn hò cảm nhận chàng trai thế nào? À, đúng tiêu chuẩn của em á. Anh có hài hước không anh? Anh rất là hài hước, nhưng mà với khi nào mà anh quen rồi em đỏ không nổi luôn á. Em không có khiếu hài hước á, nhiều khi người ta đang nói chuyện mà em chỉ cần chăm vài câu là đã hết hết vui. Thông thường thì cái khoảng thời gian mà em về thăm gia đình là khoảng bao lâu? Em hay về thường xuyên lắm. Thì cái khoảng thời gian mà anh làm ở đây rất là khó, tại vì anh làm cái ca ngoài giờ hành chánh là từ 5 giờ tới 10 giờ tối. Vậy thứ bảy chủ nhật anh có phải đi làm không? Thứ bảy chủ nhật thì anh vẫn làm, cái đó là cái nghiệp vụ của bên anh rồi. Em thì em làm giờ hành chánh. Thì không biết sao mình hẹn hò được ta. Anh ở quận 8. Em ở Tân Bình, chắc tầm khoảng 30 phút. Được, không sao. Đối với anh khoảng cách không thành vấn đề. Cả đêm rồi phải ngày nào cũng làm đúng không em? Dạ, thì một tháng em được nghỉ 4 ngày, không có cố định. Vậy là cái ngày nghỉ đó mình có thể sắp xếp. Đúng rồi. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ là chúng ta đã trò chuyện với nhau để hai bạn có thời gian để nhìn nhau, ngắm nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ là giây phút quyết định. Một. Hai. Ba. Xin mời hai bạn. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Lý do tại sao bạn có thể chia sẻ với mọi người? Cái công việc của em làm giờ ngoài hành chánh 5 giờ tới 10 giờ, thì cái tình cảm em sợ là sẽ không giữ được với bạn. Em cảm thấy như thế nào? Em cũng hơi thấy tiếc. Em nghĩ là người ta có một câu nha, kiếp trước là nhìn nhau 500 lần thì kiếp này mới được gặp bánh nhau. Rất xúc động đúng không? Đó là tất cả những cái tình cảm rất thật. Sự lúc nãy thì bạn gái cũng có chia sẻ là bạn trai là đúng cái mẫu người mà bạn gái tìm. Tuy nhiên có thể là có cái duyên nhưng mà nó chưa đủ, đúng không em? Cái duyên đến đó thôi, nhưng mà không sao cả. Nên mình vẫn tôn trọng ý kiến của cả hai bạn, và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình. Chả có sự truyền gì, chị có giỏi chém gió. Ê, cũng gần một năm nay rồi, chị bằng nữ. Chị nghĩ muốn cưới thì anh sẽ sẵn sàng. Tóm lại là trong tình yêu đôi khi có những cái giây phút nó hơi hồi hộp căng thẳng như vậy. Mong rằng những giây phút đó nó luôn luôn có trong cái cặp đôi ngày hôm nay. Và nó trong veo thì sao, dễ thương quá. Rất là dễ thương, rất là đáng yêu thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cặp đôi thứ hai xem là có hẹn hò với nhau hay không. Hả mà. Mời bạn nam. Cẩn thận quá ha, chu đáo quá ha. Chào anh Việt Linh. Chào chị Cát Tường. Mình tên là Trương Phong Minh, 32 tuổi. Mình đến từ quận 2, là trưởng phòng kinh doanh công ty bất động sản. Mời bạn nữ của chúng ta ra sân khấu. Chào chị Cát Tường. Rồi. Chào anh Quỳnh Linh, chào mọi người. Chào bạn. Em tên là Ngân, hiện em đang là nhân viên hành chánh nhân sự. Em 30 tuổi. Quê mình ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai. Đồng Hương đấy. Ở trường của mình là gì nè? Dạ sẽ có sở trường gì, chị có giỏi chém gió. Chém gió xin lục địa. Hay rồi, cái này hay rồi nha. Bây giờ hai người chém gió qua lại chút xíu coi. Rồi, hai, ba, chương trình chém gió. Anh có mối tình nào chưa anh? Có, trải qua 2 mối tình rồi. Ê, cũng gần 1 năm nay rồi. Anh có nghĩ là trong tình yêu thì phải để cho tình yêu nó đói không anh? Nó đói, nó no quá, nó ngán. Mà đói thì đói vừa thôi. Mà để nó đói quá, nó kiếm với các anh thì cũng chết quốc luôn. Anh thấy sao? Thầy căng. Cổ tấn công quá, mình hơi sợ đúng không? Sao mình không tấn công ngược lại? Hiện tại em đang làm việc ở quận mấy? Em làm ở quận Tân Bình. Tân Bình, nãy nói rồi. Anh ở quận 2 thì nó cũng gần mà đúng không? Là giới thiệu rồi, cái gì mới mới đi. Tiếp đi, hỏi đi. Sở trường của anh là gì? Sở trường của em thì
chinh phục khách hàng anh, khách hàng giống chinh phục phụ nữ anh. Khách hàng giống anh Quỳnh Linh mà xuống mà mua đất với em thì em sẽ tư vấn cho anh Linh một cách là nó rất là chí lý, một cách rất là nó vậy. Thí dụ giới thiệu cô ấy cái miếng đất kế nhà anh nè, giới thiệu đi. Cổ đang định đi mua đất nè. Tôi mua đất đó, có đất kế nhà mình đó, nằm trong nhà mình luôn đó. Cái miếng đất quanh thì rất là đẹp, cái giá tiền thì nó lại rẻ, bây giờ mình đầu tư cũng được. Nói với cô kia kìa, ngân gì đó. Có thể lúc khác nói. Cái gì đâu thiếu một cái làng được đâu. Yeah. Cái thế mạnh của bạn là gì? Trong công việc hoặc là trong tình cảm thì mình sẽ người chịu thiệt để hòa giải những lúc mình nó vướng mắt. Bạn có điểm gì mạnh không? Dạ. Yeah. Thôi em hát một bài nhạc chế nha. Cũng chế nữa hả? Vâng. Này ai chế? Em chế. Rồi em chế. Một người xinh xinh giống như là mình. Một người xinh giống như mình rất là xinh. Hết rồi đó chị. Thấy sao anh? Tự tin hả? Tự tin hả? Em không thích gì ở người phụ nữ? Nói nhiều một câu mình lặp đi lặp lại nhiều lần á. Mỗi khi giận lên em làm gì? Thường thường em bỏ đi không à. Rồi sau này em sẽ nói người ta biết là cái chuyện đó như vậy. Chứ còn nếu mà giận lên mà em đã giận người ta cũng giận nữa thì hai người hư bột thôi đường hết. Có gì thì thiệt vậy mình á. Đúng rồi. Sau hai mối tình đổ vỡ như vậy thì em nghĩ rằng mình sẽ làm gì để mình có thể giữ chặt cái mối tình tiếp theo? Không lo lắng mà biết quan tâm tới người ta. Vậy là hai mối tình trước em không quan tâm đến người ta? Có quan tâm là những mối tình thứ hai của em á, thì nhiều lúc mình không có đáp ứng cho người ta được, nhưng bây giờ thì mình đã đáp ứng được rồi. Giống bây giờ bạn nữ tìm hiểu muốn cưới thì em sẽ sẵn sàng. Mẫu người bạn trai mình là người như thế nào? Đàn ông là đích thực, sống có trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ, không hút thuốc và không có nhậu nhiều. Có hút thuốc thì em hút, nhưng mà nhậu thì em có nhậu, mình chỉ nhậu theo công việc thôi. Chứ không phải là nhậu ghiền ngày nào phải đi nhậu, không phải. Em có yêu cầu bạn trai em gì cụ thể hơn nữa không? Nói cho anh nghe luôn đi. Có cao không anh? Em muốn cao nhiêu? Dạ, 1m65 ạ. Anh 1m6. Đoán, nghe cái giọng đoán 1m56. Có gì nữa? Đừng có bụng phệ giống anh Quyền Linh nha. Có anh bụng phệ hả? Bụng phệ quá ta. Cô này tôi thấy ấn tượng rồi nha. Có nhiều cái lạ lắm á, tôi qua xem mặt thôi. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Không ấn tượng đấy, giọng nói cũng ấn tượng nè. Có nhiều câu hỏi cũng ấn tượng nè, mà hát cái bài cũng ấn tượng à. Ủa sao không thích được bụng phệ? Đàn ông bụng phệ thì sang, đàn bà bụng phệ thì cũng sang như thường. Như đủ giờ em yêu nè, rồi lấy nhau có con có cái rồi đang hạnh phúc, tự nhiên ổng bụng phệ rồi ổng lại bỏ ổng. Cái đấy lỡ là phải phóng leo theo leo thôi anh. Còn không thích gì nữa không? Với lại hôi nữa. Thơm anh hôi à? Thơm. Ủa hôi sao mà tao nói hôi cái chạy về liền vậy? Không, rất là dễ thương, nhưng mà khi mà cô ấy đặt vấn đề gì nó ấn tượng lắm. Hơi sốc. Hôm nay cũng có người cá tính nè, anh thích người này nè. Hơi sốc. Dù nói thôi chứ đừng có bụng phệ, nhiều khi người ta tốt lắm. Dạ. Hả? Anh phệ lắm à. Em chọc anh thôi. Hả? Anh cũng phệ lắm á. Thôi được rồi, nói chung là em dễ thương đấy, ấn tượng. Em có đi. Anh này anh hơi hiền chút xíu. Nãy ngồi ngồi rung ngõ luôn. Rung lắm. Có đi với người thân không? Đừng dạ, em đi với bạn nha. Em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Thấy tình hình sao? Ổn không? Theo em thấy là không có phù hợp lắm. Bé Ngân thì vui vẻ, nhí nhảnh. Còn bạn ngồi bên mình, đây. Bé mình thì sao? Thì nghiêm túc, chín chắn. Thì quan trọng là mình phải có thêm các cuộc gặp gỡ khác nữa thì mình có biết được là phù hợp hay không. Thì nó cũng đúng, bên kia nhí nhảnh, bên này không có nhí nhảnh. Nhí nhảnh thì phải gặp một người trầm một chút xíu, lâu xuống bớt chứ không có bay cao quá, phải cân bằng. Chứ nếu mà hai người cùng nhí nhảnh thì thành con cá cảnh luôn, trong sao được. Nhiều khi nó không hợp với không một phải. Người gọi là một người tung quá, một người phải ghìm lại bớt thì nó mới phù hợp. Chưa chắc người kia nó thấy kỳ hoài, nó chán. Anh muốn lấy vợ chưa? Mình cũng có tuổi rồi, cũng muốn lấy vợ để mà lo cho gia đình. Nhà cửa thì em chưa có mua ở Sài Gòn, nhưng mà em những chuẩn bị được, cái vợ về cũng có nhà cửa. Vậy là ổn định rồi ha. Dạ. Coi cái bụng có phệ không kìa. Không, ổn định mà, nhỏ hơn bụng anh mà. Bên kia không thích bụng phệ á. Bạn bạn Minh, bạn có đi với người thân không? Dạ có. Ai đâu? Dạ em đi với là cậu Mự em và những đồng nghiệp của em. Xin chào cậu Mự của bạn Minh à. Hồi nãy giờ thì em cũng quan sát như hai nghiệp Minh và bé đây mà chị thấy mơ thấy cũng được, thích duy con thôi. Yeah. Như nãy theo người nhà bạn Ngân nói là hai người không có hợp tính cách với nhau. Cậu thấy sao cậu? Tôi nhận thấy chị bên đây là khôn ngoan. Vì mình là mất bố mẹ rồi. Một cô chị gọi tức là từ nhỏ đến lớn. Bây giờ là ở với cậu bên bờ, với bên ngoài à. Cho tôi hỏi chị ở Đồng Nai rồi đến từ đâu? Dạ, con là ở Gia Kiệm. Gia Kiệm. Tôi là ở Cẩm Mỹ. Gần mà qua xa lộ 25 lên Gia Kiệm rồi. Rồi, cảm ơn cậu Mợ ha. Thôi bây giờ cho hai người nói chuyện với nhau đi. Đúng rồi. Giờ kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện. Bắt đầu. Chào anh.
Anh đổ qua tặng nha. Cảm ơn. Em nghe nói bất động sản thì chắc nhậu nhiều lắm. Không, cũng nhiều lắm đâu em. Nhưng anh nhậu thì không có say xỉn, chỉ có nhậu biết chừng mực thôi thì sẽ về. Anh có thích đi phượt không? Cũng có em. Anh đi có khi anh đi từ đây về dưới Kiên Giang mà anh đi xe máy. Anh bụng hơi to anh. Hỏi coi cảm nhận có phải không? Không to mà em lắc vòng anh. Có không? Có. Cái đó cái tiêu chí đầu tiên của khổ đó. Ngồi im đừng có hấp vô coi. Thấy anh sao? Cảm nhận thấy anh sao? Nói chung là anh là một người chững chạc, nghiêm túc. Chứ không có nhí nhố như em. Chính xác. Bắt tay coi. Câu này hay nhất nè. Bắt tay coi. Cố lên. Giờ được rồi đó. Cố nhận ra điều đó là được rồi đó. Bây giờ thấy hai người bắt đầu hợp rồi đó. Nói đi. Anh yêu em nói luôn. Bao nhiêu lâu nữa tụi em sẽ tới hôn nhân được? Em nghĩ là tìm hiểu nhau một năm. Ok. Thì theo anh cũng như vậy. Anh có yêu trẻ con không? Có em. Thích trẻ con. Thật không? Thật. Giữa vợ với trẻ con yêu ai? Hai người bằng nhau anh. Con của mình nha. Vậy con của người khác là không yêu? Không, tại vì con của mình mới yêu bằng ngang với vợ. Chứ còn nếu con người khác thì yêu vợ hơn chứ, đúng không? Cái con người khác, anh yêu con khác hơn vợ. Cái em gan anh sao? Cái ủa phải ta con không đâu. Ta lắm, không có lừa hàng người ta được đâu cô à. Giờ cô bớt nhí nhố, cô vô chuyên môn này đám cưới nè. Anh cũng thấy tính cách của em rồi đó. Là nó hơi nhí nhố một chút. Thì không biết là anh có chịu được cái tính cách này không? Nói chung thì không sao đâu em, nói chung cái gì mình cũng sửa đổi được mà. Đừng có quá ráng thì thôi. Nói chung vui là nó cái tốt. Nhưng mà bản tính nó khó đổi thì sao anh? Từ từ nó sẽ thay đổi em. Nãy giờ thấy rung động gì với cô này chưa? Dạ rung rồi anh, rung nãy rung lắm rồi. Bây giờ thấy cô đẹp nhất là gì? Cô ấy có làn da trắng thì cũng dễ thương. Em ấn tượng gì nhất của anh này? Hai tay đeo hai cái nhẫn bự quá. Được. Hay quá. Cặp thôi, hết giờ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có cảm thấy phù hợp với nhau, có muốn hẹn hò với nhau hay không? Trước khi bấm nút á, mình phải bộ gãi nè. Đưa cái nhẫn lên á. Vừa quá. Cái nhẫn ấn tượng mà ha. Rồi, chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai người cùng quê nha, Đồng Nai nha. Em có lo lắng gì sợ cô ấy còn bấm nút không? Cũng có, không hợp. Nắm tay bạn ấy tự đỡ hồi hộp đi. Tặng hai bạn nước xịt thảo dược Relax của chương trình. Đây là cặp loa Soundmax i5 tặng bạn, các bạn nghe nhạc nha. Nghe những bài hát về tình yêu và xem những bộ phim về tình yêu để cảm giác cuộc đời nó lãng mạn và yêu nhiều hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Cảm ơn anh chị. Dám hùng gọi không? Dám hùng không? Dám. Dám hùng đi. Hùng đi. Nói là làm liền luôn. Cảm hùng cho em nha. Còn xinh nữa. Không bấm nút một cái đọc là nghe nó đau xót con tim. Ôi đau lòng. Đứt tình đảm ruột á. Cất cái này vô. Mời bạn nam. Rồi, chào em. Xin mời bạn nữ. Đầu tiên thì ta sẽ giới thiệu về lý lịch trích ngang. Mời bạn trai. Thì em tên là Huỳnh Quang Diệu. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh ở nhà về cái mảng cơ khí xây dựng. Thì em lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh quận mấy? Gò Vấp. Vậy là mình làm chủ đúng không? Cũng gần chủ. Gần như chủ. Gần chủ. Rồi mời bạn gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị em. Nam Thư, quý vị khán giả và chào bạn nam bên kia. Em tên là Ngô Thị Thảo. Năm nay em 25 tuổi. Hiện đang làm giáo viên mầm non tại Hóc Môn. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận. Ở nơi là thanh long rất là nhiều đúng không? Dạ thanh long và nước mắm. Nước mắm ăn với thanh long chắc ngon lắm nha. Không, tại em nhạt. Nước mắm chắc cũng mặn. Đỡ nhạt. Vậy hả? Thảo nói một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của em á là vui vẻ, hòa đồng, dễ tiếp nhận cái mới. Em biết may đồ và em thích được nói. Ai cấm em nói mà.
mà không cho em nói về Thảo? Dạ tại vì em nói hơi nhiều. Em nói nhiều đâu có bằng anh với chị Nam Thư đâu. Đúng rồi. Bắt trúng chủ đề của em á thì em sẽ nói nhiều lắm. Vậy chủ đề em là gì vậy Thảo? Ví dụ như nói về vấn đề tình yêu thì em sẽ có rất là nhiều cái để nói. Hay quá, tình yêu, được rồi. Em dạ. Em có điểm mạnh gì? Thì em hòa đồng với lại biết lắng nghe. Ồ, hòa đồng bên kia nói nhiều, lắng nghe nổi không? Dạ nghe nổi chứ anh. Nghe nổi luôn đúng không? Tật xấu là gì? Hơi lười một tí xíu thôi. Em đi làm về thì người cũng hơi dơ rồi nhưng mà vẫn ngồi chơi game xem phim. Chán chê rồi mới tắm. Rồi có lười dọn dẹp không ha? Không, cái đó là bắt buộc phải dọn dẹp rồi chị. Thảo, em có thích con trai ở dơ hay ở sạch nè? Em thì em vẫn thích ở dơ hơn. Trời ơi, trời ơi. Hả? Hả? Tại vì vậy nè, ví dụ như mà bạn đó mà ở sạch quá thì em mà lỡ ở dơ cái là phải vậy như là phải phiền, bị phiền á. À, hiểu. Em ơi, sao em dơ quá rồi. Vậy đó, em lại thích kiểu như là không phải là sạch sẽ quá. Tôi có nghe nhầm không trời? Tôi có nghe nhầm không trời? Có lý do để ở dơ. Một cô gái thích ở dơ hơn. Thấy chưa, các chàng trai cũng đừng nên sạch quá. Bởi vì có những cô gái thích hơi dơ dơ. Thảo, điểm yếu của Thảo sao Thảo? Em hơi nóng tính, có một chút bốc đồng. Em có nóng tính bốc đồng không? Em chỉ có trong công việc thì em nóng tính. Còn về nhà có nóng tính không? Dễ tính. Rồi đó giờ mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì em trải qua được 3 mối tình rồi chị. Ừ. Cái mối tình mà đáng nhớ nhất của em là mối tình bất quá tam. Không bao giờ có lần thứ 3. Dạ, 3 cái lý do đó xảy ra mà 3 chuyện đó em ghim nhất luôn. Chia tay luôn chị. Chuyện đầu tiên á, hôm đó là em bị tai nạn. Em không có đi được, em phải ở nhà. Anh hỏi em á, em muốn ăn gì? Em muốn ăn bánh canh cá lóc. Anh nói là ăn cái món gì mà khó tìm quá vậy. Em nói là thì thôi không ăn nữa đâu. Xong anh cho em nhịn tới chiều luôn chị, làm em đói luôn. Trời đất ơi. Cái chuyện thứ hai là em đi được rồi nhưng mà em còn yếu lắm. Em có nhờ ảnh qua chở em đi làm. Em dặn ảnh là 6:30. Hôm đó là trễ quá. Em mới dắt xe ra. Em đi ra tới cổng thì em thấy anh chạy tới. Anh nói mới nói với em là lần sau á, em mà tự đi á, em phải nói với anh trước để không mất công anh qua. Mà anh cũng hứa với em là anh qua đúng giờ. Anh qua trễ bao nhiêu phút em? Hơn 15 phút á, cũng là trễ giờ làm của em rồi. Còn một chuyện này nữa mà, xong rồi là chia tay luôn. Là lúc đó em với ảnh cãi nhau, cả hai cùng đều giận nhau luôn. Anh mới nói với em như thế này nè, anh không phải là kiểu là bạn gái giận mà anh phải đi qua nhà xin lỗi hay năn nỉ đâu. Tức là em có giận thì kệ em luôn. Đúng tôi rồi. Không năn nỉ em, tôi không xin lỗi em. Đúng rồi. Em muốn mở miệng trước thì nói đúng không? Xong rồi em với ảnh chia tay luôn. Bây giờ anh dặn em nè, cái nhất em phải biết địa chỉ mua đâu bánh canh cá lóc. Thứ hai là không nên trễ quá 15 phút. Thứ ba là không bao giờ nói với phụ nữ, với bạn, đặc biệt bạn gái của mình là anh không phải là người biết xin lỗi đâu nha. Cái đó thì đáp ứng được hết. Được ha. Diệu có biết xin lỗi bạn gái hoặc năn nỉ bạn gái khi hai người gây lộn không Diệu? Dạ thì cái việc đó là bắt buộc phải có rồi chị. Trời ơi, Diệu nhẹ nhàng quá. Diệu rất nhẹ nhàng như tên của Diệu. Diệu ơi, đó giờ mình đi học có ai chọc ghẹo cái tên Diệu của mình không Diệu? Lúc đi học á thì mình có cái gọi danh sách á. Đúng rồi. Thời gian mà cứ 3 năm trời mà cứ tên của em cứ ghi giới tính nữ không à. Là năm nào em cũng phải lên em xin đổi lại giới tính của mình á. Trời. Em có mấy mối tình? Em thì trải qua 2 mối tình. Cái mối tình thứ nhất thì do cái khoảng cách với lại lúc đó cái công việc của em nó chưa có được gọi là ổn định lắm. Mối tình thứ hai thì sau này em đi làm ở công ty thì có gặp bạn đó. Sau một thời gian tìm hiểu rồi em về lại nhà kinh doanh á. Về cái thời gian sinh hoạt, cãi qua cãi lại hoài á. Cãi nhau hoài luôn. Thảo, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao từ 1m6 trở lên. Có 1m6. Nặng từ 75kg trở xuống. Dưới 75. Tính tình thì hiền lành. Rất hiền. Biết yêu chiều bạn gái. À. Chăm lo cho gia đình. Không hút thuốc. Có hút không? Dạ em chỉ có ngửi thuốc thôi. Dạ bấy nhiêu thôi anh ạ. Nhiêu đó thôi hả? Dạ. Diệu, em dạ. Mong muốn cái mẫu hình lý tưởng của mình là như thế nào? Chiều cao từ 1m58 trở lên. Hiền lành một chút. Đừng quá nóng tính. Lúc thôi đó. Mình Diệu đi, nóng quá mình Diệu luôn. Ôi trời, em gái xinh đẹp, dễ thương. Bạn gái. Trời ơi, đàn gái dịu dàng sao. Có thích làm dâu không? Dạ làm dâu thì không sao. Làm dâu giờ cũng sướng lắm ha. Dạ. Đàn trai anh thấy chịu đàn gái rồi đó. Chào Diệu. Chào chị. Trời ơi, nhìn em đúng Diệu luôn đó Diệu.
Ví dụ như là mình có bạn gái đi, rồi bạn gái mình hay ghen quá đi, thì lúc đó em thấy sao? Cổ cũng không có cơ hội để ghen nữa. Sao vậy? Sao vậy? Không có cơ hội để ghen luôn hả? Dạ, đúng rồi, tại môi trường của em làm việc toàn nam không à, không lẽ ghen em với bạn nam nào đó. À. Cái vụ này đôi khi cũng có à. Đúng rồi. Hồi trước em đi làm tại ngân hàng á, cái công việc của em là telesale, thì cũng có gọi cho khách hàng để trao đổi về cái sản phẩm, gọi nhiều lần quá rồi nhắn tin nữa. Rồi tên em cũng tên Diệu nữa, nhắn vô một tuần á là cái vợ của khách hàng nhắn tin qua đánh ghen với em. Dễ thương, dễ thương. Thôi được rồi, Thảo, hôm nay em đi với ai? Dạ em hôm nay em đi với lại hai bạn đồng nghiệp và em gái. Em nhìn bốn cô gái ngồi phía trước, năm cô gái phía trước này, em đoán thử xem ai là em gái của cô gái bên kia. Đếm từ ở ngoài vô, 1, 2, 3, 4, 5, người nào? Mỹ là số 3. Đúng không, số 3? Trời ơi, hay quá. Hay quá. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Trời, chào em. Chị Nam Thư. Dạ. Chào tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay. Mình là Tinh Xuân. Dạ. Mình vừa là đồng nghiệp mà cũng là người chị của Thảo. Thì từ đầu chương trình tới giờ thì thấy là bạn trai rất là hiền. Chị thấy là rất là tốt, rất là hợp với em. Em gái cho anh hỏi một vài câu nào. Thấy anh rể tương lai được không? Dạ, em nhìn là em biết anh giống anh rể tương lai của em. Em muốn đề nghị ảnh gì không? Chị em rất thích uống trà sữa, ngày chắc cỡ 2 ly. Em nghĩ nếu muốn tán đổ chị em thì ngày nào anh cũng phải mua trà sữa. Thôi, em biết làm trà sữa. Tuyệt vời. Bây giờ mời đại diện đàn trai, em đi với ai? Dạ, em đi, em với mẹ và em gái của em. Chào cô Nam Thư. Dạ, con chào cô. Chào quý khán giả trong phim trường. Thấy Thảo hôm nay cũng hiền, được, dễ thương. Má thấy được, hai đứa tìm hiểu và cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ bắt đầu cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chúng ta cứ thoải mái tự nhiên trao đổi ha. Bắt đầu. Rồi, xin cảm ơn bạn. Em đến đây thì em có một bài nhảy vũ điệu rửa tay. Em coi như bây giờ là cái trường mầm non của em đi, em dạy mấy cháu đi. Chị nữa. Chị luôn hả? Dạ. Rồi. Hai MC nữa, anh Quyền Linh. Có luôn hả? Dạ. Nhúng hả? Nhúng hả Thảo? Dạ, nhúng. Đổi động tác. Đều. Trời ơi, cảm ơn cô giáo, cảm ơn cô Thảo. Cảm ơn cô, mai mốt cô tập cho con bài rửa chân nữa nha. Chào bạn. Bạn nói chứ. Chứ mà mở ra anh thấy em ngoài như thế nào? Xinh đẹp. À, không nghĩ là nhìn bạn mà mình thấy bạn nóng tính đâu. Mình nhìn thấy hiền. Em nếu mà em với anh mà có quen nhau á, thì cái thời gian anh dành cho em á là được buổi nào? Cuối tuần và các buổi tối. Dạ, em thì cũng rảnh buổi tối, rồi công việc của em thì làm ban ngày. Nói gì đi, sao nhìn chị vậy? Dạ, tay chân nó quý quá rồi đó. Bây giờ ví dụ nói khó quá thì mình làm thơ. Làm thơ được thì mình hát. À, người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù có chút ngại ngùng, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao la thế giới,
Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình gặp nhau trong chương trình này. Anh mong em về cùng anh. Hay quá. Ví dụ như hẹn hò xong rồi, mình hiểu nhau rồi, mình tiến tới hôn nhân rồi. Rồi tiền bạc ai giữ, mình nói luôn đi. Cũng khó, tại em kinh doanh mà đưa tiền hết giữ rồi đâu còn được gì để kinh doanh nữa. Đối với em thì tiền bạc thì ai giữ cũng được, miễn sao là xây dựng được gia đình hạnh phúc và ấm êm là được rồi. Con cái thì em lại thích sinh con trai. Được không Diệu? Dạ quá hợp lý luôn. Trai một trai một gái. Ta hỏi được không á? Dạ được. Anh nào đó cũng nói y như em đó. Anh Linh này ác ghê. Làm gì em nói gì? Em muốn sinh con trai, chứ đẻ đứa con gái không? Bây giờ đẻ đi. Chừng nào lo đứa con trai thì ngưng. Trời ơi. Đúng rồi, nếu mà khi nào đẻ được đứa con trai thì ngưng đẻ. Trời ơi. Trời ơi. Em thích con trai lắm. Em chuẩn bị tâm lý đi. Chúng ta không bấm vì bất kỳ điều gì, hãy bấm bằng tiếng nói của trái tim mình các bạn nhé. Bấm nút là chúng ta có trách nhiệm với nút bấm và những gì mình đã hứa với đối phương nãy giờ. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn mời em. Rồi bây giờ nắm tay. Khoan, anh Linh. Hồi nãy nhớ Thảo đó không? Nếu mà bấm nút thì lật tờ giấy ra đọc. Đó. Cái này là bức thư do em tự em tự viết tay hả? Dạ. Đến bên người lòng tôi bối rối. Đến bên người hồn tôi dại khờ. Người tôi yêu, người sẽ chung tình mãi mãi. Người sẽ không lừa dối. Người chỉ yêu mình tôi. Dẫu mai này thời gian phôi pha, dẫu có người nhìn tôi bồi hồi, vẫn có người dìu tôi vào mộng. Gửi người tôi yêu. Trời ơi, rồi em quay ra cho. Đúng rồi, mọi người thấy chữ, trời ơi, chữ của Thảo cực kỳ đẹp, xuất sắc quá. Còn cái này coi như không bấm, tôi đọc riêng tôi nghe. Cho em coi với anh Linh. Qua đây. Anh đọc to. Anh với em nghe thôi. Ừ. Coi như mình không bấm. Không, không, coi như mình không nói gì hết. Con người ai cũng có lúc rung động vì một người khác. Ừ. Nhưng phải đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là thoáng qua và đâu mới là yêu thương thật sự. Bởi vì yêu một người bằng mắt khác với yêu một người bằng cả trái tim. Gửi anh người không bấm nút. Hay quá. Không bấm nút một cái đọc là nghe nó đau xót con tim. Ôi đau lòng. Đứt từng đoạn gục á. Cất cái này vô. Phải nhớ xin lỗi khi Thảo giận. Bây giờ xin lỗi một câu được không? Anh xin lỗi em vì đã đến hơi muộn tí. Chày quá. Để đánh dấu cái sự gặp mặt ngày hôm nay, chúng ta trân trọng điều đó và chúng ta gửi trao một nụ hôn đầu tiên. Anh xin được phép hôn em đó nha. Nói dễ thương. Xin được phép hôn em. Rồi, vỗ tay, chúc mừng hai bạn một lần nữa. Tôi không mong muốn con tôi ưu đãi ưu ái tôi một cái gì. Chỉ biết tôi là một người mẹ, chồng tôi là một người cha. Đó, điều đó là tôi mong muốn nhất. Ốm cao dễ thương, mặt lùn quý phái, đó là phe của tôi. Tại vì nhà trai nói gì với nhà gái thế nào? Tôi là nhà trai, tôi biết đó, tôi xin có trách nhiệm với câu chuyện nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Dễ thương quá, dễ thương quá. Mời bạn nam. Xin mời bạn nữ. Chào. Rồi em trai giới thiệu về mình đi em. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Long Hậu. Long Hậu Vĩnh Long á hả? Dạ. Em sinh ra ở Cái Bè Tiền Giang. Dạ em lớn lên là ở An Giang và hiện tại đang sinh sống ở An Giang. An Giang là ở tại thành phố Long Xuyên hay là ở đâu? Dạ gần thành phố Long Xuyên anh. Em làm nghề gì? Trước đó thì em có học tài chính ngân hàng. Nhưng sau khi em học xong rồi em nói đi làm á, lúc em đi làm á, em mới cảm thấy nhận được là vài tháng là em có muốn đuổi giám đốc, tuyển giám đốc mới. Nó không phù hợp với công việc á. Cái thôi em về em làm nông. Học xong tài chính ngân hàng xong về làm nông. Giờ tức là em làm ruộng ở dưới quê đó hả? Dạ em thì làm ruộng, em làm vườn. Làm ruộng vườn trồng được cái gì? À, nhà thì trồng lúa, trồng sầu riêng, bưởi da xanh, ổi rồi đó. Tất cả các thứ. Rồi. Vậy bây giờ xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè. Lời đầu tiên em xin chính chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh. Em tên là Quỳnh Lê Thùy Linh. Năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại An Giang luôn ạ. Dạ hiện giờ em đang làm trợ lý dự án. Ủa em ơi, ở An Giang là em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở tại Long Xuyên luôn anh. Rất hợp lý đó.
ta nói về một chút ưu điểm và khuyết điểm đi bạn gái. Ưu điểm của em á là em thích nấu ăn, lâu lâu thì em suy nghĩ là những cái món ăn nó lạ lạ, nó độc độc thì em thực hiện luôn. Còn bạn trai, còn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em xin trình bày điểm mạnh của em là em có thể sống độc lập được. Em có thể làm tất cả công việc nội trợ được. Em có thể làm những công việc mà tính sáng tạo đó anh. Làm mới giống như bạn kia là thích nấu ăn là chế ra rồi tạo ra những món ăn mới này kia đó hả? Không, em mà công việc thôi, còn nấu ăn thì em là... Thì thí dụ gì dạ, đó, dạ. Em trồng được bao nhiêu lúa? Nhà em canh tác được 6 hectare đất nông nghiệp. Wow, ở thành phố tôi có 50 mét rồi tôi muốn chết luôn rồi. Em có khuyết điểm gì không Long Hồ? Là em không thích thể hiện mình trước đám đông nhiều, rất là nhát gái. Còn bạn gái có khuyết điểm gì không bạn gái? Dạ, khuyết điểm của em thì thứ nhất là về ngoại hình của em thì nó không có được xinh xắn như mấy bạn gái khác lắm. Em tự nhận mình là em không có mập, em chỉ mỉm mỉm đáng yêu mà thôi. Ờ, đúng rồi. Ờ, không sao cả. Dạ, khi mà ngủ em hay có cái tật xấu là hay lăn lộn á chị. Tức cái tướng em gì mà em lăn là còn ok, mà em còn lộn nữa hả? Em chỉ lăn qua lăn lại thôi. Hết hồn. Bạn trai, mình ngủ trên giường mình có nằm yên chỗ không ta? Em không xác định được là em có lăn lộn hay không. Nhưng sáng với sau thì có lẽ là vị trí cũ không còn, là vị trí em nằm ban đầu đầu hơn nữa. Nói chung là hai bên đứa lăn đứa lộn suốt vậy cũng mệt lắm à. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Em có được 3 mối tình. Cái mối tình gần đây nhất mà cũng chia tay cũng lâu rồi ạ. Bạn trai, có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình ạ. Quen nhau cũng được hơn 4 năm. Bây giờ thì xấu, nhưng mà lúc đó xấu hơn nữa. Bạn đi làm thì bạn thấy nhiều người đẹp hơn, lý tưởng hơn, hình mẫu đúng như bạn chọn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, đối với em thì em không quan trọng quá về ngoại hình. Em chỉ quan trọng nhất ở người phụ nữ đó là trung thủy. Em thì không xăm hình, nhưng đối với phụ nữ xăm hình thì em cũng không ngại. Nhưng mà thật sự thì còn trẻ anh, xăm hình thì da mình còn sức sống á, thì rất là đẹp. Nhưng khi mà mình lớn tuổi, khoảng từ tầm tuổi 40 đến 50 á, là da lúc đó lão quá thì nó sẽ xấu. Nên em nghĩ là không xăm sẽ tốt. Quan điểm cũng rất rõ ràng ha. Còn bạn nữ, yêu cầu một cái người yêu của mình về cái ngoại hình thì như thế nào? Ốm cũng được, mập cũng được. Nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá, nhìn sẽ như giống như số 10 vậy đó. Đừng có cái bụng to quá. Tại vì em cũng tròn, bạn nó cũng tròn. Đôi khi là mình là có những cái hành động thân thiết á, cái có thể là ôm chẳng hạn, thì hai cái bụng nó sẽ bị dội lên nhau, nó không có sát được. Để chị qua chị coi thử bụng sao. Thôi coi. Sao bụng vậy? Bụng ở đây ngon, cũng tròn do, được không em? Dạ, anh Quyền Linh thấy cảm thấy là xứng với em là được. Không, em dễ thương á. Dễ thương. Đừng có sợ tròn, bụng bự gì. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự thì sao? Cũng sang như thường á. Cũng sang như thường. Đúng rồi. Thành ra đừng có lo cái vụ bụng bự hay không. Nhiều. Thấy về phong thủy á. Đúng rồi. Rất là thoải mái, phóng khoáng. Đúng rồi. Về phong thủy rất là hoành tráng. Đúng rồi. Tươi sáng. Ủa, quăng của đệ đó. À, rất là dễ thương, tôi chịu đàn gái đó. Em chào chị Đập tới ạ. Anh, nhà anh còn anh trai em trai gì không? Dạ, nhà em thì em còn thằng em trai nhỏ 27 tuổi. Em chị thấy được, quan trọng là xấu mẫu đất nữa. Đàn gái không thích đàn trai cái tật xấu gì nhất? Em không có thích là cằn nhằn với nói chuyện úp úp mở mở anh. Em có hơi em trai? Em không thích là em không nói luôn. À, im luôn đúng không, thấy chưa? Rồi có cái gì em ghét nhất ở đàn ông nữa không? Hói tí. Hói mắt mới gì hết. Mày không biết xác định là hói hay không hói ta. Hình như nó hói mà nó làm luôn. Hết hói luôn á, tôi thấy là ok. Đàn trai cho Thư hỏi cái, ví dụ mình có thích sở thích nhậu nhẹt đồ không ha? Từ đầu tường thì em không có tham gia vào. Nhưng thật sự thì chia sẻ thì em có nhậu. Và nhậu rất là nhiều. Nhậu là tức là tủ lượng nhiều chứ không phải là nhiều lần nhậu, thích nhậu la cà. Thì uống được nhiêu chai? Bia có thể uống được 1.5 lít, rượu uống được 2 lít. Là đô mạnh á. Dữ dằn luôn á. Nhưng mà cái mức độ đi nhậu mình có thường xuyên không? Hay chiều giống chiều đi làm về, đi làm lúa rồi vậy về rồi lái gai đồ. Tiệc tùng hay là có sự kiện hay có gì trong gia đình thì hoặc là bạn bè hay là người thân mời thì mình mới nhậu chứ. Là nhậu nhiều thì cái công việc thì bỏ ai làm chị? Đúng rồi, người ta nhậu đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám quải, người ta nhậu thôi. Bảo đảm là mình là trai là ít nhậu, yên tâm. Anh ơi, cho em hỏi xíu là anh có hút thuốc không ạ? Cái này không hút thuốc. Nhỏ lớn giờ không hút. Dạ, tại em ghét hút thuốc dữ lắm. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với lại mẹ, cô và anh ạ. Dạ, xin chào khán giả trường quay. Xin chào MC Hoài Linh, vui vẻ, đẹp trai. MC Nam Thư rất là xinh đẹp. Dạ, con cảm ơn cô. Nhìn thì hiện tại thì thấy cũng được. Em Linh thì nó rất là giỏi, nó rất là ham học. Hiện tại là nó được 2 bằng rồi đó. Thạc sĩ, nó muốn đi thêm tiến sĩ nữa như vậy. Cháu Hồ có thể mà tiếp tục để cho con đường của em Linh đó có được hay không? Dạ được ạ, đó chị nói là rất bình thường. Thì muốn học thì cứ học, nhưng bản thân con cũng phải học để phấn đấu cho cuộc sống, công việc rồi này kia. Nếu em học nữa thì con ủng hộ.
nhiệm vụ của nó làm thì nó đi suốt một tuần lễ, có thể nó đi hết là 6 ngày đó, có khi thứ bảy chủ nhật nó có đi nữa. Như vậy thì con cảm thấy nó có khó khăn gì cho con không? Dạ con là không có, thứ nhất là không quan trọng ngoại hình, cũng không có quan trọng vấn đề công việc, nhưng con đang cần một người phụ nữ là dù cho có thể đi làm ở đâu, bất cứ yêu xa như thế nào, hoặc là lập gia đình mà hai vợ chồng không có thể gặp nhau được, nhưng vẫn phải trung thủy. Thí dụ con làm nông, em nó đi làm việc vậy, thì gia đình con với con có thấy nó có rắc rối gì cho con không? Dạ bản thân con thì con không ngại, tại vì mỗi người mỗi công việc. Con nghĩ là sau công việc thì vợ chồng gặp lại thì nó vui hơn, hay là xúm xích bên nhau thì mà nó không vui thì cũng vậy hả? Nói chung ban ngày việc ai nấy làm, miễn sao tối ngủ chung là được đúng không? Dạ. Cô ý thích của cô là muốn làm sao, thí dụ như vậy đó, thì chú rể thì cũng phải thương vợ, biết cha mẹ, biết nói chung là đạo đức thật là tốt đó. Thấy là đề ra nhiều quá phải không? Con nói thật thì con cũng làm con. Em mà có đi lấy chồng thì bản thân cô cũng phải kỳ vọng nghề rất là nhiều về con rể. Tại vì bởi vì người đó là quyết định là hạnh phúc của con của cô đến cả đời. Đó những là đòi hỏi là tất nhiên và tất yếu thôi, không có gì là sai lầm hết. Rồi, hay quá. Giỏi quá, hay, trả lời xuất sắc. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với anh họ ạ. Có mẹ nữa. Dạ con chào cô ạ. Em xin chào chương trình và chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Tam tòng tứ đức, đó là đương nhiên ai cũng mong muốn, nhưng mà đối với tôi chuyện đó quá xa xưa. Công việc làm ăn của con tôi sẽ ủng hộ, tôi sẽ tạo điều kiện cho con bằng mọi tư cách. Tôi không mong muốn con tôi ưu đãi ưu ái tôi một cái gì, chỉ biết tôi là một người mẹ, chồng tôi là một người cha, đó điều đó là tôi mong muốn nhất. Ốm cao dễ thương, mập lùn quý phái, đó là phe của tôi. Tại vì nhà trai nói gì với nhà gái thế nào? Tôi là nhà trai, tôi bước đó tôi xin có trách nhiệm với con chịu nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Thương quá, dễ thương quá. Nói chung là gia đình mình là ở dưới là vui rồi đó. Kéo rào luôn cho tụi nó gặp mặt, về với An Giang luôn. Anh chào em. Chào. Lần đầu tiên anh gặp mặt thì anh có món quà tặng cho em. Thì em đến với chương trình thì em cũng có một cái món quà nhỏ tặng anh. Thì em có thể mang cho anh được không ạ? Để cây xuống đi. Đeo đi. Đó, hai cái mặt sát nhau rồi hung nhau bất ngờ đi. Được, anh có nghe. Anh cho em hỏi là anh ở Thừa Sơn là anh ở xã nào ạ? Xã Vĩnh Khánh em. Tại em cũng có đi công tác ở khúc đó. Khi kết hôn xong á, em nghĩ là em sẽ sống ở đâu? Em sống với ba mẹ, em gái và dì và bà. Bà đang bệnh cho nên là nếu mà được á, thì là em muốn ở gần ngoài Long Xuyên, có thể phụ tiếp mẹ chăm sóc cho bà. Thì em cũng đi làm nhiều rồi, em nói vậy thì anh rất là đồng ý. Nhưng mà em có ngại là khi tại vì công việc của anh thì anh phù hợp với đó, anh về anh làm đó rồi. Thế nhiều anh đi sáng đi chiều về, hoặc là đi hai ba bữa thì chóng rồi anh đi về, thì em có ngại không? Thật sự là em cũng không có ngại cái chuyện đó, miễn sao là mình quen nhau, mình yêu nhau, mình đã lựa chọn nhau thì mình nên tạo cho nhau cái lòng tin. Khi mà anh đi, miễn anh không có làm gì sai với em là được rồi. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm nút là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút là ta hẹn hò và đi đến hôn nhân. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Hai bạn nắm tay nhau nào. Xin phép bác mình hôn em gái đi. Dạ cho con xin phép được hôn em một cái ạ. Bác ủng hộ. Dạ con cảm ơn. Yeah, chúc mừng hai bạn. Mời nhà trai. Chào anh trai, ngồi đi em. Nào cưng, giới thiệu về mình đi. Em chào chị Hồng Vân ạ, em chào anh Quyền Linh, em chào bạn Nam bên kia và em chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Phạm Thị Trà My, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang là giám đốc kinh doanh của công ty Cobala Deco ở Hóc Môn ạ. Rồi mời em trai. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào em. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Hoàng Viễn, 24 tuổi. Hiện đang là giám sát của công ty Nestle Việt Nam. Trời ơi, trẻ măng, trẻ măng. Giám đốc bên này giám sát, ngồi kế là giám thúi. Sao bây giờ mình nói sơ về cái điểm mạnh và cái điểm chưa mạnh của mình nào? Nói về điểm mạnh của em thì em có thể nấu ăn,
hát, đàn piano. Và đặc biệt là em rất là thích kinh doanh ạ. Còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì em không biết bạn nam bên kia nghĩ sao, nhưng mà em đi với bạn thân của em thì em hay nói một số những cái từ không tốt đấy ạ. Em cũng cố gắng em sửa, và nói chung là trong những trường hợp như gặp người lớn hay là gì đó thì em không nói những từ đó. Còn như đi với bạn mà toàn bạn thân thì em cũng thì lâu lâu hay bị phọt ra, đúng không? Đúng rồi. Và một điểm yếu nữa thì em nghĩ là em hay nói thẳng ạ. Dễ mất lòng người khác lắm, giống như em thấy sao thì em nói vậy. Rồi mời em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì ở nhà thì em biết làm hết việc nhà, biết nấu ăn. Ngoài ra thì có thêm kinh nghiệm chăm cháu nữa. Rồi trong công việc thì em là người khá là nhanh lẹ nên là thích nghi công việc nhanh. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ, tới cái tiếp là đi chơi thì em biết chụp hình, biết quay phim, biết dựng phim, biết sửa ảnh. Cũng giỏi. Ngoài ra là em cũng có mấy kỹ năng sinh tồn nên đi chơi là không có sợ gì hết. Em có tật xấu gì không trai? Tật xấu thì bạn nữ bên nãy có nói tật xấu của bạn, thì thực ra thì em cũng vậy thôi. Giống giống không? Tuổi trẻ mà. Bạn em thì em nói chuyện cũng không có giữ ý tứ gì hết. Nhưng mà gặp người lớn thì sẽ khác. Đúng rồi. Bên cạnh đó thì em có cái tính xưa giờ, bản thân em cũng không thích cái tính này của em, đó là nếu như một cái chuyện nó không quan trọng đó, là em cứ để đó. Thuộc cái dạng là nước tới cổ mới bơi, nhưng mà tới chân ngành thôi. Nhưng mà sau này phải khắc phục nha, cái đó sau này đôi khi nó cũng phạm sai lầm nhiều lắm. Nhiều khi cái chờ nước tới chân nước nó ào cái là không lo được gì luôn. Em lãnh hậu quả nhiều rồi. Thôi, đàn gái cho chúng tôi biết một chút về đường tình duyên đi. Dạ vâng ạ. Em thì em trải qua 4 mối tình rồi ạ. Mối tình gần nhất ở đây được hơn 1 năm. Bạn ấy nhỏ hơn em 3 tuổi. Và hút thuốc, xăm mình, nhậu nhẹt, tức là tất cả những cái mà em nghĩ là không có một người phụ huynh nào muốn con của mình quen. Nhưng mà em cũng thử cố gắng, hai đứa cũng hơn được 1 năm, nhưng mà do rào cản là bạn tự cảm thấy là em thì như vậy, còn bạn thì công nghề nghiệp chưa ổn định ấy ạ. Nên là bạn chủ động chia tay, bạn rút lui. Vâng ạ. Lý do gì mà em tới chương trình bạn muốn hẹn hò? Bởi vì em còn rất là trẻ. Dạ thì mẹ em, cái đợt mà em và bạn nam vừa rồi chia tay ấy, thì em khóc nhiều quá, em rất là buồn nhiều. Thì mẹ nói là mẹ sợ em mủi lòng rồi lại dễ quay lại với bạn nam đó, một phần. Với một phần là thật ra là em thấy em cũng không đến mức xấu quá, hay là em không có tệ tới mức mà không ai thích em ấy, mà mẹ em cứ sợ em ế. Mẹ em mới xem chương trình mà em mê là mẹ đăng ký cho em luôn. Thì em cũng thử mở lòng, em muốn mở lòng mình để tìm một bạn nào đó phù hợp với em. Hy vọng hôm nay em sẽ tìm gặp một người ưng ý nha. Dạ em cảm ơn ạ. Em trai có mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Có, vậy mà ai tin chưa có người yêu không? Không có mối tình nào không? Có đơn phương không? Dạ đơn phương thì cũng có. Chưa đi học thì em thì chuyên gia là để ý mấy bạn lớp phó học tập. Bạn này là phải con gái giỏi, sạch sẽ, gia đình gia giáo. Đi trong lòng. Tiêu chuẩn hơi kỹ, hơi cao một chút, cho nên là bạn không có người yêu là lý do đó. Đúng không cưng? Dạ, y chang vậy đó. Tức là bây giờ bạn này chỉ hình dung xem là bạn bên này á là có đúng như trong cái suy nghĩ của bạn hay không. Chứ còn gu bạn này là tôi biết rồi. Em đoán thì nhất đây cũng là một bạn gái xinh xắn, và em nghĩ là sẽ chững chạc vì 23 tuổi mà đảm đương cái chức vụ đó thì nó không hề nhẹ nhàng. Có chút mạnh mẽ, cá tính ở trong đó. Nhưng mà em có e ngại cái chuyện mà em thì chưa có yêu ai mà trong khi bạn thì là 4 mối tình rồi không? Có một chút chút, cái nỗi sợ đó nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện mà bạn mới kể. Là cái bạn trai cuối cùng là kém 3 tuổi, nhưng mà bạn nữ khi chia tay lại khóc rất nhiều. Và bạn đó thì lại có nhiều thói xấu như vậy á. Có thể là bạn nữ này thích bad boy hơn là good boy, em nghĩ như vậy. Em sợ cái gu không có giống gu em đúng không? Dạ, em là một... thích good girl. Nhưng bạn này, bạn có thích bad boy không? Em nghĩ là quan trọng là cảm xúc và hai người hợp nhau nữa. Chứ còn nếu mà người ta có thể có nhiều 10 phần mà chỉ có 4 phần tốt thì 6 phần còn lại vẫn hoàn thiện được, nếu mà mình thực sự mình muốn cố gắng cùng đối phương ạ. Nên là good hay là bad thì đều không sao hết. Nhưng mà vì cái gu của bạn là như nào? Với một người đàn ông thì bạn muốn là ở ăn mặc sao, mặt mũi phải như thế nào? Bạn trai của em thì em nghĩ là đầu tiên là phải chịu được tính cách, vì thực sự nhìn em vậy thôi. Nhưng mà những lúc mà em mà giận, nhiều khi em cáu gắt lên, rất là nói những câu hơi bị khó nghe, làm cho họ sẽ buồn. Em muốn bạn nam phải cao hơn em. Đương nhiên là cao hơn em, dạ. Đó kêu nhiều khi gấp đôi em á. Và ăn mặc lịch sự là được. Bên đây lịch sự, ngon lành, sạch sẽ luôn, mặc đồ đúng gu luôn. Em cao 1 mét nhiêu à?
Dạ, 1m75 ạ. Đó, 1m75 gấp đôi bạn này rồi. Đúng rồi. Em 1m75 đó. Em trai muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Nghĩ là một phụ nữ thì bạn thì người về công việc thì em nghĩ là nếu được á thì sẽ là một người phụ nữ của gia đình nữa. Nhưng mà mình yêu cầu thế cũng khó, một người phụ nữ vừa gia đình mà vừa công việc khổ người ta lắm. Dạ. Đôi khi người ta giỏi chỉ có một thôi. Mà nếu mà phụ nữ giỏi hai cái đó thì quá giỏi rồi. Có. À Vân đó hả? Có những người phụ nữ như vậy. À Vân, Hồng Vân phụ nữ như thế. Nhưng người phụ nữ thế khổ lắm em. Thật ra em cũng muốn chia sẻ thêm là bản thân em cũng là một người rất là... Cái này cũng chẳng... Chứ ai là cũng một phần vì công việc. Bên cạnh đó là em vẫn dành những khoảng thời gian dành cho gia đình. Và em trân trọng điều đó. Như là đi làm về em đã quy định cái thời gian em làm việc là em làm việc thôi. Còn khi về gia đình là em sẽ dẹp hết công việc qua một bên. Chăm sóc gia đình. Và... Tốt. Dạ. Rồi bây giờ thì để anh xem bên đàn gái làm sao nha. Anh chào anh Quỳnh Linh. Ôi trời ơi, dễ thương quá trời. Dạ em cảm ơn. Người này cũng gu thẩm mỹ tốt. Người bên đây cũng gu thẩm mỹ tốt luôn. Hai đứa hợp ha. Hợp đó. Rồi hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp em là sếp của em ạ. À. Hai xin chào. Anh Quỳnh Linh và chị Cát Lâu, chị Hồng Vân ạ. À. Chào bạn trai và gia đình bên bạn trai. Thì em thấy thì bạn trai bên đây thì rất là hợp với gu của mình. Thì nếu mà được thì tìm hiểu. Nói chung là trai tài gái sắc. Cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ em đi với lại anh họ em với lại bạn của em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em chào chị anh Quỳnh Linh. Chào nhìn bạn mình. Và chào mọi người ở đây. Theo anh đánh giá thì hợp với thằng em anh là chắc cũng phải là lên tới 80 rồi đó, 80% là hơn. 80%? Đúng rồi. Tại vì bản thân thì thằng em anh nó chỉ có một số điểm yếu nhỏ thôi, là nó hơi ham chơi chút xíu thôi. Thì cũng hy vọng là em có thể chấp nhận nó. Còn Viễn nè, thực sự bạn bên đây là rất là dễ thương. Nếu anh đánh giá thì tính cách mạnh, tốt, cũng khá giống em. Cũng mong là hai bên cũng thể tiến được với nhau. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Không gian này là của hai đứa đó. Em chào anh ạ. Chào em. Cái này là quà em tặng cho anh. Dạ. Em ở Đắk Nông nên là trồng cà phê. Cái này là cà phê nhà em làm ạ. À, rồi. Em cảm ơn. Rồi mở ra mình mở quà luôn. Em tặng cho bạn nữ là của anh Bum dành đó, nên là em hy vọng là của anh Bum này sẽ lưu trữ kỷ niệm của hai đứa em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thể hiện anh thấy đây máy chụp hình này là gì? Dạ thì em muốn lưu lại khoảnh khắc đầu tiên của hai đứa luôn. Chụp luôn. Dạ. Đó, lưu lại khoảnh khắc. Bạn kia tạo dáng luôn. Tạo dáng đi cưng, để tôi né qua một bên. Ngược lại. Ok. Như chuyên nghiệp luôn ha. Dạ, giống studio. Rồi một bố. À, dạ rồi. Ok. Nhớ gửi hình cho anh nha. Dạ. Rồi em có cái món quà gì em tặng liền. Em xin gửi tặng anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân với lại tất cả quý vị khán giả ở đây và anh bài hát mà em tự sáng tác ạ. Wow. Ngày ấy người vội vàng buông cánh tay này, chẳng còn gì anh bước đi vội, anh quay lưng em bất khờ. Chiều vắng ngoảnh lại nhìn nơi phía sau em, lục lại tìm ký ức không anh, em chấp nhận mất anh đây, đừng để tình yêu thêm ngày sâu đậm, và dù người ra đi chẳng hy vọng, anh ấy đã quá xa rồi, em đã mất anh rồi, còn đâu và để lệ hên cay bờ mi rồi, lục lại tìm anh yêu dần nơi nào, anh ấy chẳng giống như xưa, mình em bữa rơi mưa tóc quên. Hay quá. Cái bài này rất là hay. Dạ. Nhưng mà phải để một người khác hát. Còn ngay thời điểm này em phải hát một cái bài gì đó mà nó mang tính gắn kết. Và trời ơi, lại một mình em dưới mưa rồi, nhớ về anh thôi. Đừng em phải đổi bài đi. Em hát bài Em Gì Ơi của Jack nha. Gì ơi, anh Gì Ơi.
đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, một ngày sẽ qua mau. Đời phong ba, độc thân bước chân sơn hà. Buổi sáng hôm ấy, khi còn trắng sương bay, ta như làn gió phiêu lãng mang hành lý thương nhớ. Nhìn bạn trai đi cưng. Chẳng sao đâu, dù biết có khi còn lâu. Lạc mình trong cánh buồm phiêu du, chiếc thuyền đông đưa nhớ ngày xa xưa bé nhỏ hay. Thưa mẹ thưa cha, rằng con đi học mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say, bước lòng tha hương, ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này 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 anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta, cuộc đời là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời xanh núi cao mây ngàn sao. Oh. Quá. Trời ơi. Rồi. Nghe ta hát thôi là bấm nút rồi, không cần phải hỏi han gì nữa. Như đó rụng tim rồi đó, rụng nụ luôn. Thôi, bây giờ thì mình trao đổi chút xíu đi. Anh thấy là cặp đôi này đẹp trai rồi đẹp gái ha, có tài này kia nữa. Đúng đúng cái gu mà em thích là em thích một bạn nam cao này và ăn mặc lịch sự, thì không biết là sau này tìm hiểu như thế nào, nhưng mà hiện tại thì em thấy là bạn rất là phù hợp với em. Riêng bản thân anh á, khi nhìn thấy em thì về ngoại hình em thì em rất là dễ thương. Còn anh thì chắc phải cần thêm một vài buổi trò chuyện nữa khi mà nói chuyện nhiều hơn, thì anh nghĩ là với cái năng lực, cái khả năng của em hiện tại thì anh nghĩ chắc anh cũng bị đổ sớm rồi. Anh rớt liền, anh rớt ngay sau đây rồi. Thôi mình hẹn hò sao các bạn? Hiện tại thì anh đang ở quận 7 à. Thì không biết là mình đang ở đâu rồi. Em ở Hóc Môn, ở công ty luôn ạ. À là mình ở tại công ty luôn. Dạ đúng rồi. Chắc kiểu này nó dọn nhà nó Hóc Môn nó ở luôn á. Không mà thật sự là công việc là giám sát nên là cũng đi nhiều nơi nên à. Là mặc dù là làm nhà ở quận 7 nhưng mà làm ở quận 3 và chiều thì về tới Tân Phú lận. Chiều về Tân Phú là cái kho của nhà phân phối ở đó mình phải về đó thôi. Đứa ở kho, đứa ở công ty. Ý là đó là anh chưa bao giờ quen ai đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nếu mà anh hẹn hò với một người thì anh có chịu được cái tính cách của một người mà hơi bị thẳng thắn như em á? Những lúc em tức lên là em nói với lại hành động của em làm cho nhiều khi em làm tổn thương á, thì anh có chịu được không? Lúc nào em cũng muốn người khác làm lành trước. Anh là một cái người mà lúc mà giận á là anh bỏ đi, nhưng mà không phải bỏ đi là bỏ đi luôn, mà là bỏ đi cho chờ người kia nguội xuống rồi mình mới về. Vậy nếu mà quen em không muốn người bạn trai mà khi mình đang giận nhau tự nhiên bỏ đi, mặc dù em biết là em sai, em ngang ngược, nhưng mà sau đấy em sẽ tự chủ động xin lỗi cũng được. Nhưng mà em không muốn người ta bỏ đi vì em sợ cái cảm giác bỏ rơi đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nên là anh đừng, ý là anh đừng bỏ em đi. Ok, thì em cần cái gì đó để hạ nhiệt kịp thời thì ok, anh sẽ hạ nhiệt kịp thời. Nói sâu một tí xíu ha, là nếu như mà lấy nhau về thì em nghĩ ai sẽ là người nắm giữ tài chính? Em nghĩ là tài chính thì của ai tự quản đi. Nhưng mà mình phải có một cái nguồn để cho trong gia đình chi tiêu, ví dụ như là nội trợ hoặc là thăm ngoại thăm nội đúng không? Thì đương nhiên là hai đứa phải có chung một khoản đấy rồi. Nhưng còn ví dụ như lương tháng anh bao nhiêu em cứ tự giữ, em cứ tự giữ. Còn anh thích dắt em đi ăn cái gì hay là mua quà tặng em thì em không từ chối đâu. Thì cái đó là riêng. Còn không nhất thiết là anh phải đưa cho em hoặc là em phải đưa cho anh làm gì cả. Mình tự chủ về kinh tế. Đúng rồi, anh cũng suy nghĩ như vậy. Rồi, bây giờ trước khi ta bấm nút, chúng ta cảm nhận gì về cuộc nói chuyện ngày hôm nay? Và cảm nhận người đối diện thế nào? Em nói đi em. Thật sự là do cũng chưa yêu bao giờ nên em cũng không biết diễn tả cái cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Nhưng mà với bạn nữ thì em nghĩ là em muốn tìm hiểu bạn. Rồi, thôi. Còn cái chuyện trả lời câu hỏi đó thì bạn nữ sẽ trả lời bằng nút bấm. Hãy để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động với đối phương chưa. 3 2 1 Chúc mừng. Chúc mừng các bạn. Mình nắm tay nhau. Dạ. Bắt đầu từ ngay bây giờ chúng ta đã quyết định hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau.
hãy giúp đỡ em ấy trong tình yêu, bởi vì chưa yêu lần nào. Một người 4 mối, một người có 5 mối thôi. Bây giờ trước mắt gia đình hai bên ha, em nói gì với những người lớn đi? Gửi cho ba mẹ em trước đi. Là con cũng cố gắng làm thực hiện cái việc mà ba mẹ đang mong muốn mấy năm rồi. Là cũng ráng kiếm người về cho ba mẹ. Còn với hai bác thì con hy vọng là với bản lĩnh của mình, con có thể bảo vệ cho em ấy. Em ấy tên gì? Em ấy tên gì nè? Tên là My. Trà My. Nhớ em trai tên gì không? Em băng liếp rất là gian. Nhắc liền nãy ta nhắc rồi nhắc luôn. Viễn ạ. Anh hôn nụ đầu tiên, chưa hôn nụ hôn nào nha. Bây giờ em đáng lý phải là cái người mà dẫn dắt để tình trường em hơn ta, đúng không? Cho nên bây giờ em phải là người mà làm cái điều đó trước, rồi sau đó ta làm lại. Ta đều cao mà. Cao thì kiểm tư. Không xuống, không sát vô. Rồi đó, em làm lại đi. Em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa chim xanh, chim đỏ, dừa dứa, dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Biệt danh em là thánh dừa. Phải sạch và phải thơm nữa. Pha lên coi có thơm không nhé, này chưa biết nha. Mời bạn nam. Đây, ngồi đi bạn. Xin chào. Chào anh Cô Linh. Dạ, xin mời bạn nữ. Wow, ê chà. Chà, bạn gái gì nghe wow không vậy? Wow lắm nha, Linh nha. Em giới thiệu về em coi em gái. Xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư, cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em làm công việc gì Hoa? Dạ em kinh doanh bên thời trang ấy. Kinh doanh thời trang, rồi vậy là mặc đồ đẹp lắm rồi ha. Rồi bây giờ xin mời bạn nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Đăng. Hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Hiện tại em đang kinh doanh nghề các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. Bên kia là Hoa, bên đây là Đăng, Hoa Đăng. Trời hợp quá. Thả đèn Hoa Đăng, cầu bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi người. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn gái là gì? Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng. Và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình. Và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Tính em là người phụ nữ hiện đại á. Thì em quan niệm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè, về tài chính cũng như là có sự nghiệp. Và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếc việc á, nên là nhiều khi em cũng hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Bây giờ em kể điểm mạnh không? Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em hay hơi nóng tính á. Nhiều khi bực chuyện vì đó thì em hay chửi nồi niêu son chảo. Là chửi đã cơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không có gì hết, chị đi lên mình chửi như vậy thôi chứ không có để bụng. Còn điểm mạnh điểm yếu của bạn nam là gì nè Đăng ơi? Dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các chương trình từ thiện. Hiện tại em là vận động viên đua xe đạp mạo hiểm và chạy marathon. Em tham gia các giải khắp trên toàn quốc mình. Em chạy xe đạp? Dạ vâng, đua xe đạp. Quá dữ luôn ta. Dạ vâng. Em nói em bán dừa hả? Dạ vâng. Bán dừa gì? Là em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa chim xanh, chim đỏ, dừa dứa. Và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em biệt danh em là Thánh Dừa. Thánh Dừa hả? Thôi dữ luôn. Hôm nay có mang dừa lên đây không? Có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó ngoài mong muốn, thì xe hàng của em bị hư không lên được nên là không có hàng đưa lên đây. Để mời anh lên ít nhất phải đem mứt dừa lên đây. Đúng chứ rồi. Mứt dừa, nước không dừa có trái đâu. Dừa không có đồ dừa thì phải có mứt dừa, em dừa phải thôi. Thấy dừa gì kỳ quá phải có. Nói chung là nhiều lúc nó rơi vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi. Nhược điểm của bạn nam là gì hen? Dạ nhược điểm của em là nóng tính nhé. Nóng kia nóng mà này nóng nữa. Dạ vâng, và em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được. Ví dụ như họ sẽ xích mích thì mình vô can thiệp giảng hòa cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình. Em hiệp sĩ đường phố hả? Thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn á hả? Không, nhưng mình phải nhìn nhận định câu chuyện nó là như thế nào.
chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều một nghĩa hiệp đó. À vậy về có nóng tính với vợ không anh? Dạ không em ơi, dạ không em ơi. Khi mà hai bên cùng nóng thì tới hết hai bên im lặng là mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn. Nóng quá uống nước dừa hết nóng. Chính xác luôn. Đúng rồi, người ta nói cơm sôi thì bớt lửa, biết đời nào khê. Em có tật xấu gì không trai? Dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì. Không có tật xấu gì hả? Tốt không vậy đó hả? Thiệt không? Để coi thử. Chị thử chị. Kìa nghe không có tật xấu gì, chị Nam Thư chỉ hỏi thiệt không kìa. Ồ, hello. Dạ chào chị. Không có tật xấu gì luôn thiệt hả? Dạ vâng ạ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Dạ mình có 2 mối tình. À. Và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm. Khi yêu thì người đó là đang sinh viên và mình thì đang bắt đầu từ nghĩ công ty ra mình kinh doanh. Thì nó gặp đôi chút khó khăn thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình phải tập trung cả. Cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn. Thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn bước ra đi. À tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình. Hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á, là vận động viên đua xe đạp. Dạ vâng. Vậy thì có khỏe không? Ừ đúng rồi, có khỏe không? Cái điều đó chắc là phải có rồi. À... mình thì có một thể lực rất tốt thì mình có thể đi đua được. À... để mình cái cạnh tranh thứ hạng cho với người ta được. Được rồi, thấy chưa? Thấy đàn trai ngon chưa? Em thấy bình thường, từ từ. Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Để tôi coi đàn gái sao rồi. Mà qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Wow. Ổn không anh? Đúng là hoa. Hoa, đúng, tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng ha. Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha. Một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời hoa ơi, chê đàn trai, đẹp có quyền ơi. Đúng, đàn trai ta cũng sắc nước hương dừa lắm à. Trời ơi, sắc nước hương dừa. Em muốn thử sức khỏe không? Thử. Thử thử. Cho em thử, muốn thử gì? Hít đất đi anh, hít đất đi anh. Hít đi đây đó, đó, nằm dài hít. Hít cho anh. Em hít cho anh 80 cái thôi coi. 1 2 hít 3 Hít nào hít thở thôi. 5 Hít 6 Thoải mái vô. 7 8 Hít hết bụi luôn. 9 Thôi vậy 10 11 12 12 cái nha. Em chuyên về chanh thôi. Được được. Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bà nữa không em hả? Chưa chưa, em còn nhiều vòng lắm. Bây giờ em gái. Dạ. Nãy giờ qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè. Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình hơn bên đây mối ha. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em? Dạ cách đây 1 năm ạ. Tại sao chia tay? À em phát hiện ra bạn đó lăng nhăng ạ. Tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó? 3 lần ạ, là em cũng có tha thứ rồi. Thôi vậy cho đi luôn đúng rồi. Đúng rồi. Em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Ngoại hình anh, ngoại hình là em ngoại hình phải khá khá chút xíu, 7 điểm trở lên đó chị. 7 điểm. Cao chỉ 1m7, bụng không có bự quá. Hơn 1m7, gọi gì nữa? Em yêu cầu đi, đàn trai đáp ứng cho coi nè. Anh ơi phải khỏe nè. Khỏe chắc khỏe luôn. Rồi phải sạch và phải thơm nữa. Phan Linh coi cô thơm không như thế này chưa biết nha. Sao có sạch và thơm không anh? Sạch sao? Có sạch nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó không được sạch lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi cho qua được anh. Ờ còn gì nữa? Em nghĩ là phải chung thủy nè. Phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc cũng như là có tham vọng. Rồi không gia trưởng vũ phu, làm được thì chơi được, giống như làm hết sức chơi hết mình. Tại vì cái tính em cũng vậy rồi, để mà hai người hòa hợp. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không? Về người đàn ông không? Về ngoại hình nhá, thì em thấy em thích Nô Phước Thịnh á. Còn cái mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm. Giống như mình thương thì mình thương thôi, chứ cũng không quan trọng lắm. Bên đây cũng nu nhưng mà rừng xà nu á. Anh thấy yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%? Em muốn người phụ nữ như thế nào? Nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình. Em quan trọng vấn đề đó người đó là tin tưởng em. Và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi những cái ý kiến trên có hợp lý không nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Rồi chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Thứ, chào toàn bộ khán giả và mọi người xem chương trình ạ. Em thấy bên đây sao? Dạ anh trai này khá là chín chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy. Thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau. Dạ, rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một người anh của em. Mình tên Khoa, mình xin chào anh Quyền Linh với Nam Thư và mọi người ạ. Thì mình thấy cô gái này được ok xinh, nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu. Quan trọng là em này có tính độc lập và em này cũng độc lập. Hai em rất là trong cái vấn đề đó ok.
anh thấy hai đứa hợp, không gì quý bằng độc lập tự do là hạnh phúc. Ok. Duyên dáng, cảm ơn anh trai của bạn Đăng. Bây giờ mình mở rào đi cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Anh có món quà tặng em? Dạ em cũng rồi, em cũng có món quà tặng anh. Em của ít lòng nhiều anh ơi. Ok. Em cảm nhận gì về anh? Em thấy anh cũng chín chắn này, cũng làm kinh doanh giống như em thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp. Với anh thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em thấy là một người là sống về một gia đình. Dạ. Nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao. À, anh có thích đi du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đó là một kết hợp với đi du lịch luôn đấy. Em thì có sở thích là ăn đủ thứ luôn. Niềm đam mê bất tận về ăn uống và đi du lịch. Nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ. Hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó. Bây giờ em kiểm tra coi có sạch có thơm không? Hơi khó kiểm tra. Em đi lại gần chút xíu đi, em đứng dậy em đi lại gần chút xíu. Chết rồi sao em kiểm tra bây giờ? Em đi vòng 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 em đi. Em đi vòng vòng. Đó em hửi coi có thơm không? Em không thấy mùi gì. Em thì kiểm tra sao coi có thơm không? Dạ không, không thấy mùi, không thấy mùi thơm. Cũng không thấy mùi cơ thể. Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè, quan điểm hai bạn về cái chuyện sống thử trước hôn nhân thì như thế nào? Tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng không phải là cái gì đó quá. Giống như hai người nếu mà đã xác định là cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không. Thế trong quá trình đó mình tìm hiểu nhau, mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Mới gặp nhau, quen nhau, cái sống thử thì em thấy không nên. Chính xác luôn, anh cũng nghĩ như vậy. Không nên làm chuyện đó. Rồi bây giờ Thư hỏi Đăng câu nè. Thấy bạn gái nữ xinh không? Dạ rất xinh. Rất xinh. Người ta nói lấy vợ đừng lấy xinh quá. Vợ mà đẹp quá lo lắng lắm. Vậy thì bây giờ ví dụ đi, Rinh cô này về được làm vợ mình, rồi lúc đó Đăng có lo lắng không? Vợ mình đẹp quá mà. Nói chung thì cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có á. Là cũng có lo lắng đúng không? Tính em là sống tình cảm ấy, thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình, suy nghĩ có một người đó thôi, chứ không có lum la. Nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng. Và bạn anh thấy anh không chả làm chuyện đó. Dạ. Bây giờ nè, trước khi chúng ta bấm nút thì mỗi bên có thể hát tặng nhau một bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không? Em hát một câu nhá. Em mượn siêu thọ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày. Thôi coi như chưa nghe thấy, cạn ly vậy. Em hát được một câu thôi. Có hay. Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha. Ý nghĩa quá trời quá tên bài hát. Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình. Yêu thương, hãy bấm. Còn không rung động trái tim, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay đi. Nào, hãy xin phép chị đi. Dạ em xin phép chị được làm quen với em gái của chị. Và em xin hỏi được thơm em gái chị. Thơm là gì? Thơm á. Cái đó là do bệ hoa quyết định. Em đồng ý cho anh thơm em một cái không? Nước thơm chán đi anh. Thơm chán. Yeah. Thơm chán tức là hùng con, em hiểu không? Có. Mẹ hùng mẹ hùng mẹ. Nó nhanh. Chuyến này là nếu quen được thì bao lâu đám cưới? Nhanh nhất có thể chị ạ. 2 tháng. Trên 3 tháng. Trên 3 tháng. Em thì cũng quen được nhiều người á chị. Nhưng mà tình yêu của em là giống như là định mệnh 2 tháng thôi. Nên em mới nói là 2 tháng là phải cưới. Rồi 2 tháng. Em cũng quen hồi mà em đi học đại học. Đang lúc tình cảm em cảm thấy là đang rất vui. Okay. Dạ. Tự nhiên nhắn tin cho em nói là anh chị xem em như em gái thôi nha. Khoảng 5 năm sau đó là em không quen ai nữa. Cô này cũng thuộc loại chung tình nè.
Và kính thưa quý vị, đến với Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa thì chúng ta cũng sẽ gặp gỡ được hai cặp đôi. Họ sẽ ngồi trò chuyện với nhau trực tiếp và sau ít phút trò chuyện họ sẽ được cùng nhau thưởng thức những món ăn trưa rất là ngon tại nhà hàng Coco Echibanya. Và bây giờ thì bạn nữ đã ngồi đây rồi. Bây giờ Tường sẽ ra bên ngoài và mời bạn trai vào quý vị nhé. Hãy chờ đợi trong giây lát. Rồi, ghế đây, ngồi xuống. Hai bạn có thể gỡ mặt nạ của mình ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Trước tiên là phần giới thiệu về bản thân. Em gái giới thiệu trước. À, dạ, em tên là Anh Quỳnh, năm nay em 30 tuổi. Hiện em là đang là nhân viên kế toán. Quê em ở miền Trung chị. Miền em Trung. Ở Hà Tĩnh. Em vào từ hồi năm 2006 á chị. Lúc đó em vào đi học đại học tới giờ. Ừ, ở đây cũng khá lâu rồi ha. Dạ. Rồi, còn bạn trai. À, em tên là Lê Trung Tới, quê Thanh Hóa. Em lên Bình Dương sống thì từ năm 2006 rồi. Em đang sửa điện thoại di động và bán. Tiệm của mình hay là mình đang làm cho công ty nào hay làm riêng cho người ta? Dạ, em tự mở cửa hàng. Coi như là chủ tiệm nho nhỏ ha. Dạ, dạ, dạ. Mình sửa thôi, mình có bán không hay là mình chỉ sửa chữa thôi? Trước đây có bán ạ, nhưng mà bây giờ thì mình cũng bán nhưng mà nó không chạy được như ngày xưa. Giờ mình... chủ yếu là sửa chữa. Dạ, dạ. À, điểm mạnh điểm yếu của hai bạn là gì? Mời bạn gái nói chuyện đây chú đi. Điểm yếu của em thì tính em là hay càm ràm, hay nói nhiều lắm nên là mọi người hay nói em là giống như là bà cụ non vậy á. Có ai nhờ gì đó mà tay á thì em vẫn làm á, nhưng mà miệng em cũng vẫn ráng nói một câu vậy đó. Nhờ gì suốt ngày, nhờ hoài không tự làm đi phải không? Dạ. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là người mà biết, nói chung là cũng lo lắng cho gia đình, sống tình cảm. Nói chung là ai mà có việc gì mà muốn nhờ em thì em đều sẵn lòng giúp đỡ chị. Ừ, vậy là tốt rồi. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em? Ưu điểm của em thì cũng có, ví dụ như biết nấu ăn, biết lo lắng cho gia đình, cũng tình cảm, làm được nhiều công việc tay chân lắm. Công việc tay chân là công việc gì anh ơi? Có thể sửa xe này, thậm chí những cái không biết, ví dụ như loa đài tivi mà nếu hư mình cũng không biết nhưng vẫn mở ra làm được. Sửa chữa điện tử, sửa chữa được những cái lặt vặt trong gia đình, đỡ tốn tiền kêu thợ. Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính một chút xíu, nhưng mà bình thường thôi, không bao giờ đập đồ đâu. Em hay cả nể, cho nên em thích một bạn gái là phải quyết đoán này. Những cái gì mà khuyết điểm của em thì bạn gái nó bù đắp được thì đó là tốt quá. Trời ơi, đâu ra trời sinh đâu ra có người để bù đắp khuyết điểm cho em. Thế thì trước giờ em mang mấy mối tình rồi? Em thì có hai mối tình. Mối tình thứ hai của em là quen bạn ấy cũng khá lâu đó. 5 năm chị. Ờ, 5 năm sao chia tay, 5 năm phải cưới luôn chứ. Thứ nhất là tụi yên không được hợp này. Nữa. Cộng. Đâu vô người ta quen ta hỏi tuổi trước đi. Bạn ấy lại có một, thứ nhất là có gia đình và có một em bé nữa đấy. Mình thích thì có thích thật, nhưng mà mình muốn một người nó họ còn độc thân á thì tốt hơn. Như vậy thì từ đầu mình quen mình biết vậy rồi mình quen nha, người ta làm chi? Quen nhưng mà sau này bạn gái với nói ấy, theo lâu quá đấy, có thể là họ cảm nhận được cho nên họ chủ động họ chia tay. Tự nhiên theo lâu quá cảm nhận chia tay sao thôi, chuyện tình của em rối quá. Em là không có quyết đoán nè. Đúng rồi ạ. Đó, mình cứ làm gì mình chần chừ nè, tới là tới, lui là lui. Ví dụ thấy không được mình rút lui, mình tìm mối khác cho nó nhanh. Chuyến này là nếu quen được thì bao lâu đám cưới? Nhanh nhất có thể chị ạ. 2 tháng. Trên 3 tháng. Trên 3 tháng. Bây giờ tình duyên của em thì sao? Em thì cũng quen được nhiều người á chị. Nhưng mà tình yêu của em là giống như là định mệnh 2 tháng thôi. Nên em mới nói là 2 tháng là phải cưới. Rồi 2 tháng. Em cũng quen hồi mà em đi học đại học. Đang lúc tình cảm em cảm thấy là đang rất vui. Okay. Dạ. Tự nhiên nhắn tin cho em nói là anh chị xem em như em gái thôi nha. Khoảng 5 năm sau đó là em không quen ai nữa. Cô này cũng thuộc loại chung tình nè. Thì em cũng quen vài người chị. Không biết sao á, cứ khoảng gần 2 tháng em ơi mình không hợp tuổi, chia tay nha. Cũng tuổi nữa hả? Dạ đúng rồi, nên em nghe anh Minh nó nói trời. Được tuổi em cũng sợ quá. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng em đặt ra là như thế nào? Gặp em cảm thấy có cảm tình thì em quen thôi. Đặc biệt là biết quan tâm, biết chăm sóc cho gia đình là được rồi. Cũng dễ dãi quá ha. Bên đây sao? Mà thích có bạn gái, vì mình đen cho nên thích bạn gái trắng một chút xíu thì rồi, thích hơn. Có da có thịt. Em nuôi, em phải vỗ béo. Dạ, cái đó không quan trọng chị ạ. Cái điều gì mà em không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, cái gì cũng tự mình quyết hết. Thì em không có thích thôi chị. Em đoán thử người bạn trai bên kia trái tim của em là như thế nào? Cũng một người đảm đang, nghe nói là nấu ăn đồ biết đi hết là trai, chắc là đảm đang rồi. Nghe ghê quá. Em nghĩ là chắc anh này cũng không có mập đâu, gầy. Thế còn em tưởng tượng cổ như thế nào? Chắc hơi gầy một xíu. Hơi gầy. Tóc đen và dài, là người phụ nữ truyền thống. Có đem hình cho đối phương xem đúng không? Và đưa thử tính đoán thử coi. Rồi đoán đi em, cổ là ai? Dạ,
đứng giữa. Oh, anh ấy là ai? Chắc em phải dạy luôn chứ không nhẽ em cho. Chị phải giữ cái tấm này lại chứ. Cảm nhận hay quá. Thì bây giờ chúng ta sẽ test lại xem cái sự chọn lựa của mình, suy đoán mình có đúng hay không nha. Đó. Vậy là anh không có giống như em suy nghĩ đúng vậy, không? Vậy em anh hơi mập. Vậy em sao em suy nghĩ? Mập là tốt hay sao không tốt? Mập dù sao cũng tốt hơn là gầy ạ. Sao cô ấy có gầy quá không? Em nghĩ vậy là đẹp rồi. Bạn gái rất dễ thương rồi. Cô có hai đứa con rồi đó nha. Con em đứa 5 tuổi, đứa 2 tuổi là anh nuôi được không? Anh khuyết điểm của em chính là hai cả nể. Tôi hỏi vô câu hỏi chính kìa. Con đứa 5 tuổi, đứa 2 tuổi rồi kìa, nuôi nè. Em biết là cô ấy chưa có gia đình. Sao biết? Em chắc chắn là như vậy. Rồi bây giờ đói bụng chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Nhưng mà dạ. Tới giờ ăn trưa rồi. Em chưa đói mà chị đói rồi. Dạ. Kêu đồ ăn đi. Dạ. Để mình vừa ăn rồi mình trong thời gian mình chờ đợi đồ ăn ra mình còn tâm sự nữa được không? Dạ được rồi chị. Rồi đây là thực đơn của nhà hàng Coco Ichiban nha. Mời hai bạn chọn món ăn của mình. Em chọn món cà ri chim rau củ. Còn em? Dạ rồi em chọn món này. Cà ri tôm chiên kèm măng tây cà chua. Rồi ok, chị sẽ order đồ ăn giùm cho hai bạn nha. Không biết em cảm nhận sao nhưng mà chị Tường thấy mặt anh này hơi khó đó nha. Anh bảo đảm với em nếu như em được gặp gia đình anh, họ không ai ghét anh và cũng không ai chê thương được anh. Không ai chê được anh cái gì hết. Về tình yêu á thì em phải thông cảm cho anh. Thứ nhất là thời gian đi chơi thì có anh nó hơi lệch so với mọi người. Nhiều lúc bạn gái cứ muốn đi chơi lúc 6:30 7 giờ nhưng thực tế cái lúc đó là với là giờ cao điểm của em chị ạ. Thế em đi chơi mấy giờ? Mấy giờ này thì được anh? 8 giờ 9 giờ cũng được. Cộng thêm cái là em hay đi buổi trưa, em toàn đi mua đồ, người ta buổi trưa người ta được nghỉ được thế này thế nọ. Đi hẹn họ ăn trưa nè, ăn trưa nay nè. Không sao, buổi trưa thì em cũng ở cơ quan, em đâu có về nhà đâu. Anh này ghê lắm, nhớ ảnh cái công việc của anh là gì không? Dạ sửa chữa điện thoại. Em có đừng bao giờ có ý định đưa điện thoại cho anh sửa nha. Ảnh rớ vô là anh cài định vị là em làm gì là anh biết hết luôn, em thấy sợ không? Dạ không sao, em có thể cho mật khẩu luôn cũng được, không sao hết. Thiệt không? Thiệt. Nãy giờ gặp nhau có quà sao không tặng? Trời ơi, đợi nhắc nữa, thiệt tình luôn á. Này à. Rồi em cảm ơn anh. Bây giờ đồ ăn sẽ chuẩn bị được dọn lên cho hai bạn. Thế em đã ăn cà ri Nhật Bản lần nào chưa? Em chỉ ăn cà ri nhà em nấu thôi. Cà em nhà em nấu là cà ri như thế nào? Em thấy em mua cái gói cà ri về người ta cứ ghi là cà ri Ấn Độ. Nghe anh nói là anh biết nấu ăn, chắc là anh có biết cà ri nguồn gốc ở đâu anh biết không? Anh thôi anh nhớ sống ở miền Tây á, hầu như các đám tiệc á họ đều có món cà ri bánh mì. Đúng rồi. Không biết quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa có biết cà ri có nguồn gốc xuất xứ từ đâu hay không? Nếu ai biết xin trả lời cho Cát Tường biết. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ xin mời món cà ri được dọn lên. Nghe mùi thơm chưa? Ăn đi ăn đi. Nói cho Tường nghe cái coi cho Tường biết coi nó ngon không nè. Em mời chị Tường. Em ăn đi. Em nói ngon cái chị ra chị order liền nè. Dạ. Hơi cay cay, béo, ngọt. Còn em? Cay thì em thấy cũng bình thường nhưng mà em thấy nó chua, chắc là cái này vị của cà chua. Chúc hai bạn thưởng thức món ăn vui vẻ, vừa ăn có thể vừa trò chuyện tâm sự với nhau. Ít phút nữa rồi chị Tường sẽ quay lại ha để tiếp tục lắng nghe câu chuyện của hai bạn. Ăn dạ. Đi cho tự nhiên. Anh đi em. Dạ, rồi. Anh biết sao em hỏi anh nguồn gốc món cà ri không? Em nói đi. Là em có nghe được là cà ri là cái món ăn phổ biến nhất ở Nhật Bản. Nguồn gốc của nó chắc ở Nhật Bản này. Anh về coi lại thử có đúng không nha. Cho anh hỏi là hai bác khỏe chứ? Vì cha mẹ em thì còn đi làm. Anh rất thích. Thực tế là anh không còn bố mẹ đấy. Cho nên là anh thích bạn gái còn bố mẹ để mình còn có chỗ mà mình đi mình về chứ. Có thể là anh với em tiến tới xa hơn á. Anh muốn về Bình Dương hay là muốn về Đồng Nai? Đất lành chim đậu em. Ở đâu làm ăn dễ mình sẽ ở. Anh có cửa hàng riêng hay anh đúng đi rồi là... anh mở cái hiệu riêng em. Kỳ này là anh phải cố gắng, nếu mà anh thấy mục tiêu là phải quyết tâm. Trước thì anh không suy nghĩ đến, mình cứ nghĩ là mình làm một mình được, mình không cần đến người giúp đỡ. Nhưng mà thực tế là nhiều người lớn á
Người lớn là rất muốn là mình có vợ để giúp. Rồi mình tâm sự tới đâu rồi? Bây giờ mình đã chốt hạ được cái gì chưa? Mình cảm thấy mình hợp nhau được bao nhiêu phần trăm rồi? Bạn gái rất dễ thương, em thích rồi. Chừng nào đám cưới? Nhanh nhất có thể. Anh cũng không muốn kéo dài quá nữa đâu. Và trước khi đến với giây phút quan trọng nhất của ngày hôm nay là chúng ta quyết định xem chúng ta có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không, thì tôi muốn hỏi lại một lần nữa, hai bạn hiện tại đang cảm thấy trong người mình như thế nào? Em thấy tim cũng đập loạn nhịp đấy. Mình đã sẵn sàng chưa? Dạ. Quyết chí chưa? Dạ. Mình đã đến chương trình này rồi là mình phải quyết tâm cao độ. Đâu, hồi trước em cũng vậy mà em chưa quyết tâm em mới gãy gánh mấy lần. Thế đó. Cho nên hồi nãy chị Tường với chửi em đấy. Trời, tôi chửi nào trời? Hồi gieo tiếng ác cho tôi dễ sợ. Không, hồi nãy cô nói nặng. Cái đó là nhận xét chứ, dạ, đó mà gọi là rồi. Chửi hả? Hãy đặt tay lên nút bấm đi. Bấm nút hay không là quyền của bạn. Hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rất đồng hồn. Như vậy là hai bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Xin mời hai em bước ra đây. Rồi, nắm tay nhau và hôn nhau đi. Trời ơi, bẻ muốn quẹo cái má người ta luôn, rất là quyết liệt. Đúng rồi, chúc mừng hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu rồi muốn đi chơi đâu đó. Cảm ơn chị, thoải mái. Cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Không biết là hai bạn này có quyết liệt giống như hồi nãy giờ chúng ta đã thấy hay không. Hy vọng rằng tình vui sẽ đến với chương trình của chúng ta càng sớm càng tốt nha. Và bây giờ thì sẽ đến với cặp đôi thứ hai.